mà quanh thân dương quỷ, thì có hào quang thổ thuộc tính bao phủ, quanh thân âm quỷ là phong thuộc tính quanh quẩn, khí tức hai người liên tục tăng lên, đây là dấu hiệu đang đột phá. Một không gian khác, Lục Lâm Thiên thôn vệ chân khí của Tật Phong tôn giả, vẫn tiếp tục dùng âm dương linh vũ quyết luyện hóa, chân khí tinh thuần cuồn cuộn không dứt tiến vào đan điền khí hải, luyện hóa linh lực của Hạc Linh Tả Sứ. Lục Lâm Thiên dùng không ít thời gian, lúc này luyện hóa chân khí đã lâu, lại còn không có đột phá. Theo lý mà nói, Lục Lâm Thiên đã sớm nên đột phá, chỉ có điều Lục Lâm Thiên là vũ tôn lục trọng đỉnh phong, nhưng trình độ đan điền khí hải khổng lồ, lại tuyệt đối như bát trọng vũ tôn, thậm chí bát trọng vũ tôn bình thường cũng không thể so sánh. Cho nên hiện tại Lục Lâm Thiên muốn từ vũ tôn lục trọng đột phá đến thất trọng vũ tôn, độ khó tương đương với người khác từ bát trọng vũ tôn đột phá đến vũ tôn cửu trọng, cái độ khó này cũng không phải bình thường a. Bởi vậy, thời gian Lục Lâm Thiên đột phá sẽ dài hơn rất nhiều, đối với chuyện này, Lục Lâm Thiên sẽ không để ý, đan điền khí hải khổng lồ, chỗ tốt là rất nhiều, kỳ thật thực lực căn bản cũng không phải là người đồng cấp có thể chống lại, khuyết điểm duy nhất, cái kia chính là đột phá so với đồng cấp khó khăn hơn. Bất quá so sánh với chỗ tốt, cái khuyết điểm này có âm dương linh vũ quyết, hoàn toàn là không đáng kể. Cũng không biết đã qua thời gian bao lâu, ước chừng là mấy ngày sau, kim mang quanh thân Lục Lâm Thiên càng lúc càng nồng nặc, một cổ khí tức lăng lệ ác liệt, nhưng lại cực kỳ nội liễm lan tràn ra. Hô! Cùng lúc đó, ở trong thiên trụ giới, cũng có một cổ năng lượng hội tụ, năng lượng nồng đậm nương theo âm dương linh vũ quyết luyện hóa, tiến vào trong cơ thể Lục Lâm Thiên. Như thế tiếp tục, năng lượng càng ngày càng khủng bố, khiến cho toàn bộ không gian rung rung, không ít người đang ở trong thiên trụ giới bế quan đều kinh động. Sốt cục, Lục Lâm Thiên cảm thấy trong đan điền khí hải của mình, chân khí đã tiếp cận trạng thái no đủ, giữa không trung, năng lượng tiếp tục tràn vào trong cơ thể, trong đan điền khí hải vô cùng khổng lồ kia, chân khí tựa như hải dương gào thét, từng luồng sóng trùng kích, bành trướng đến cực hạn. Ngay sau đó, đan điền khí hải của Lục Lâm Thiên cũng đã tới cực hạn, không cách nào thừa nhận chân khí tiếp tục quán trú nữa, một âm thanh trầm đờ upsilon, c từ trong đan điền khí hải vang vọng. Phanh! Theo đan điền khí hải của Lục Lâm Thiên phát sinh tiếng vang, chân khí như đại dương mênh mông trong cơ thể bắt đầu co rút lại, sau đó nổ tung, nương theo là diện tích của đan điền khí hải mở rộng, Lục Lâm Thiên có thể cảm giác được khí tức của mình đang cấp tốc kéo lên, nương theo năng lượng trong không gian gào thét, khiến chung quanh chấn động không ngớt. Vù vù! Thiên trụ giới, nương theo năng lượng cuồng mãnh quán trú vào trong cơ thể Lục Lâm Thiên, thiên địa năng lượng vô hình cũng theo lỗ chân lông toàn thân bị hút vào trong cơ thể hắn. Kim mang đại tác, khí tức vô cùng lăng lệ ác liệt, khí tức này nhất cổ tác khí, trong khoảnh khắc đột phá một tầng bình chướng vô hình. Khí tức nháy mắt kéo lên, Lục Lâm Thiên đã đến thất trọng vũ tôn, khí tức này đột phá bình chướng vô hình, toàn thân thoải mái nói không nên lời, chân khí bàng bạc trong cơ thể bắt đầu khởi động, để cho Lục Lâm Thiên cũng cảm giác được run rẩy. Trong đan điền khí hải, chân khí bàng bạc ở dưới âm dương linh vũ quyết luyện hóa dũng mãnh lao vào, bị đột phá ảnh hưởng. Theo chân khí tiếp tục quán trú, chúng càng thêm cuồng bạo. Thật sự là như thế. Cảm giác được loại biến hóa này, trong nội tâm Lục Lâm Thiên mừng thầm, hết thảy cùng mình tưởng tượng đồng dạng, có âm dương linh vũ quyết, mượn lực đột phá, chân khí còn lại trong cơ thể có thể gia tốc luyện hóa, chẳng khác gì là có thể liên tiếp đột phá. Xùy tương đương, chân khí còn thừa trong cơ thể Lục Lâm Thiên chờ đợi bị luyện hóa, bỗng nhiên gia tốc xoay tròn, bị âm dương linh vũ quyết luyện hóa. Liền trở thành chân khí tinh thuần của Lục Lâm Thiên. Những chân khí tinh thuần này dùng một loại xu thế bôn lôi, giống như hồng thủy trút xuống, trùng kích tiến nhập đan điền khí hải. Khí tức khủng bố tiếp tục kéo lên, loại chân khí tinh thuần này trút xuống, cùng năng lượng trong không gian thiên trụ giới quán trú, khí tức trên người Lục Lâm Thiên vừa mới đột phá đến thất trọng vũ tôn, tiếp tục lấy tốc độ mà mắt thường có thể thấy được, từ thất trọng vũ tôn tiếp tục kéo lên. Hô! Khí tức khủng bố này kéo lên, thậm chí là mang theo cuồng phong gào thét, chung quanh kim quang rạng rỡ, tựa như thần thích. Lúc này khí tức trên người Lục Lâm Thiên, tốc độ cơ hồ là nhảy lên, so với lúc trước luyện hóa, quả thực là gặp dân chơi thứ thiệt, nếu lúc này có người nhìn thấy mà nói, tuyệt đối sẽ kinh ngạc nghẹn họng nhìn chân chối. Loại tốc độ đột phá khủng bố này, chưa từng có người nhìn qua, thiên tài mạnh nhất trên đại lục, ở dưới tốc độ như vậy, sợ là ngay cả cái rắm cũng không theo kịp. Người khác ở tôn cấp, mấy trăm năm không cách nào đột phá một trọng cũng là chuyện thường, đặc biệt là đã đến thất trọng vũ tôn,
hơn 1.000 hay mấy ngàn năm là bình thường, nếu vài thập niên đột phá một trọng, đã được cho là thiên phú khủng bố, mà lúc này Lục Lâm Thiên đột phá, quả thực là để cho tất cả mọi người nhìn cũng sống không nổi a. Trong Phi Linh Môn, bình tĩnh như thường, ở đại điện, trong tay Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh cầm một tin tức ngọc giản, trên ngọc giản hào quang lóe lên, một đạo lưu quang tiến nhập mi tâm của Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh, ngọc giản lập tức ảm đạm không ánh sáng. Bạch Cung Phụng, cốc chủ bàn giao, để ta nhất định phải mời được Phi Linh Môn tương trợ. Một linh vương đệ tử của Thánh Linh Cốc nhìn Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh cung kính nói. Hồ trưởng lão trở về trước đi, Thánh Linh Cốc có phiền toái, thân là một phần tử của Đế Đạo Minh, cộng thêm quan hệ giữa Thánh Linh Cốc cùng Phi Linh Môn, tự nhiên là sẽ không đứng ngoài quan sát, chỉ là trưởng môn của Phi Linh Môn gần đây đang bế quan, cho nên ta còn cần thương nghị thoáng một phát, nhất định sẽ mau chóng phái người tiến về Thánh Linh Cốc. Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh nói. Cái kia liền cảm ơn Bạch Cung Phụng. Ta cáo từ trước, trở về hồi báo cho cốc chủ. Hồ trưởng lão mừng rỡ cáo từ rời đi, có câu nói này của Bạch Cung Phụng đã đủ rồi, địa vị của Bạch Cung Phụng tại Phi Linh Môn, toàn bộ đại lục đều biết đến. Người đâu, tiễn đưa Hồ trưởng lão. Quỷ Tiên Tử nói, liền có đệ tử Phi Linh Môn đưa tiễn Thánh Linh Cốc Hồ trưởng lão. Sư phụ, Thánh Linh Cốc có chuyện gì phát sinh rồi hả? Thánh Linh Cốc Hồ trưởng lão rời đi. Quỷ ảnh La Sát Diệp Phi nhìn Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh hỏi. Hình như là trong phạm vi Thánh Linh Cốc có thiên tài địa bảo xuất thế, Hải Long Môn cùng Vi Sinh ra trong Đông Hải đều theo dõi, tình huống có chút không ổn. Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh nói. Cái gì, Hải Long Môn cùng Vi Sinh ra? Diệp Phi đại biến, thân là ám đường đường chủ, thế lực khắp nơi trên đại lục nàng tự nhiên là biết rõ, những sơn môn bình thường không hiển sơn lộ thủy kia, cũng có được thực lực cực kỳ khủng bố. Vi Sinh gia tộc cùng Hải Long Môn là đại biểu. Mấy lão quỷ của Vi Sinh gia tộc cùng Hải Long Môn tựa hồ cũng không dễ chọc, tuy thế lực của Thánh Linh Cốc không kém, bất quá theo chúng ta được đến tin tức, tựa hồ so với Vi Sinh gia tộc cùng Hải Long Môn còn hơi kém chút ít. Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh nói. Sư phụ, thực lực của Vi Sinh gia tộc cùng Hải Long Môn đều không kém, hiện tại đại bộ phận cường giả trong Phi Linh Môn ta đều đang bế quan, tựa hồ là không người có thể xuất thủ tương trợ. Dù sao Thánh Linh Cốc cũng là một phần tử của Đế Đạo Minh, Vi Sinh ra cùng Hải Long Môn dám động Thánh Linh Cốc, rõ ràng là không cho Đế Đạo Minh ta mặt mũi, bằng không chúng ta dùng danh nghĩa Minh Chủ Sơn Môn, thông chi Nhật Sát Các, Tinh Ngục Các, Kiền Hiên Đảo còn có Thiên Vân Đảo tương trợ. Diệp Phi nói, người biết tại sao Thánh Linh Cốc chỉ báo cho Phi Linh Môn chúng ta không, còn muốn chỉ tên trước tìm trưởng môn. Quỷ Tiên Tử nhìn Diệp Phi mỉm cười hỏi, đệ tử có chút suy đoán. Theo ta được biết, trưởng môn cùng Âm Dương Vương Giả Vị Ương quan hệ không tệ, đồn đãi Âm Dương Vương Giả Vị Ương kia là mỹ nhân tuyệt thế, dung mạo khuynh thành, bất quá từ nhỏ lại ưa thích nữ đồng, cũng coi như thanh danh ở bên ngoài rồi, theo đạo lý mà nói, cùng trưởng môn chắc có lẽ không có quan hệ hữu nghị a. Diệp Phi nói, người nghĩ hơi nhiều rồi. Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh bất đắc dĩ nhìn Diệp Phi, nói, trưởng môn cùng Âm Dương Vương Giả Vị Ương kia quan hệ thật là không tệ. Nếu trưởng môn ở đây, tuyệt đối sẽ lập tức đáp ứng hỗ trợ, cho nên vừa rồi ta đáp ứng Thánh Linh Cốc Hồ trưởng lão, chỉ là hiện tại ta lại không biết nên tìm ai đi tương trợ Thánh Linh Cốc, dùng thực lực của Vi Sinh ra cùng Hải Long Môn, hiện tại trong Phi Linh Môn, là không có người có thể đi viện trợ. Dừng lại một chút, Quỷ Tiên Tử nói. Về phần Âm Dương Vương Giả Vị Ương muốn tìm Phi Linh Môn ta, là bởi vì lúc này đây Thánh Linh Cốc xuất hiện thiên tài địa bảo, cái gọi là thỉnh thần dễ tiễn thần khó. Nếu tùy tiện mời người tương trợ, Thánh Linh Cốc sẽ lo lắng, nàng đây là tin tưởng trưởng môn, cho nên mới đến Phi Linh Môn ta cầu viện. Thì ra là thế, Dạ Vị Ương này ngược lại là nghĩ rất thấu đáo a hát. Diệp Phi nói, hiện tại ta đau đầu chính là, Phi Linh Môn không người có thể đi tương trợ, ngay cả Dương Quá cùng Tâm Đồng cũng bế quan. Quỷ Tiên Tử khẽ thở dài, siêu cấp cường giả của Phi Linh Môn đều đã bế quan chữa thương, cường giả còn lại, tuy cũng có tôn cấp. Bất quá Quỷ Tiên Tử cũng biết thực lực đại khái của Vi Sinh gia tộc cùng Hải Long Môn, những tôn giả kia đi cũng vô dụng. Sư phụ, bằng không đi xin chỉ thị của Linh Vũ Đại Đế a. Diệp Phi nói. Ân, cũng chỉ có như vậy, nhìn xem Linh Vũ Đại Đế có an bài gì. Quỷ Tiên Tử đáp, Thánh Linh Cốc nhất định là phải đi tương trợ, bất quá nếu vì sự tình của Thánh Linh Cốc mà ảnh hưởng tới Lục Lâm Thiên bế quan mà nói, cái này lại có chút không đáng rồi. Cho nên hiện tại Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh rất mâu thuẫn. Hô!
Trong thiên trụ giới, quanh thân Lục Lâm Thiên quay quanh một vòng kim quang rạng rỡ, một cổ chân khí bàng bạc tiết ra ngoài, từ trong lỗ chân lông toàn thân tuôn ra, tựa như hồng thủy vỡ đê, trước người lập tức hình thành một vòng xoáy kim sắc. Trong không gian có năng lượng phô thiên cái địa hội tụ, không gian rung rung không ngớt, khí tức của Lục Lâm Thiên điên cuồng kéo lên, trong cơ thể hắn tràn ra khí tức, cũng càng thêm khủng bố, tựa như hỏa tiễn kéo lên, ước chừng 4 ngày, khí tức đã lần nữa đến thất trọng vũ tôn đỉnh phong. Tốc độ kéo lên khủng khiếp như thế, trong nội tâm Lục Lâm Thiên rất vui vẻ, tuy tốc độ đột phá cực nhanh, nhưng lại không cần lo lắng tâm cảnh cùng căn cơ có vấn đề, tâm tình đã cực kỳ kiên cố, sẽ không đơn giản dao động đến căn cơ. Cho nên hiện tại Lục Lâm Thiên cũng yên tâm đột phá, có thể đột phá bao nhiêu liền đột phá bấy nhiêu, tổng quát mà nói là càng cao càng tốt, hiện tại mình gặp gỡ cường giả là càng ngày càng mạnh a. Thời gian lần nữa đi qua, đan điền khí hải trong cơ thể Lục Lâm Thiên lần nữa bị quán chú tràn đầy, chân khí gào thét tựa như biển gầm cuồn cuộn. Hô! Chung quanh, năng lượng vô hình cũng trở nên cực kỳ hung hãn, từng đạo năng lượng vô hình cấp tốc ngưng tụ, tựa như ở trên đỉnh đầu của Lục Lâm Thiên tạo thành một vòng xoáy, cuối cùng xuyên thấu qua kim quang quanh người Lục Lâm Thiên, đều quán chú tiến vào trong thân thể hắn. Trong nháy mắt này, không gian run lên, khí tức quanh thân càng ngày càng mạnh, ở dưới năng lượng thiên địa liên tục không ngừng quán chú, thân thể cũng lần nữa tiến hành lột xác, gân cốt cơ bắp, ngũ tạng lục phủ, cũng xuất hiện cường hóa bất đồng, loại cường hóa này, trên cơ sở của bất diệt huyền thể, lần nữa tăng cường. Thật lâu về sau, nương theo khí tức quanh thân Lục Lâm Thiên càng ngày càng mạnh, năng lượng vô hình chấn động cũng càng ngày càng kịch liệt, cuối cùng, quanh thân Lục Lâm Thiên, ước vạn lỗ chân lông đều đang tham lam cắn nuốt tất cả năng lượng. Phanh! Đan điền khí hải vang lên thanh âm trầm thấp, khí tức lần nữa phá tan một đạo bình chướng vô hình, lập tức bão tố tới vũ tôn bát trọng. Lục Lâm Thiên thôn vệ chân khí khổng lồ của Tật Phong tôn giả, là vũ tôn cửu trọng đỉnh phong, đều đã luyện hóa hoàn tất, luyện hóa không thừa chút nào, theo chân khí trong cơ thể bị luyện hóa, không trung hội tụ năng lượng cùng khí thế một mực kéo lên, cũng dần dần tiêu tán không thấy. Khí tức chấn động tiếp tục rằng qua một lát thời gian, mới triệt để bình tĩnh lại. Hô! Sau một lát, Lục Lâm Thiên thở ra một ngụm chọc khí thật dài, không gian gợn sóng trước người bị chọc khí trong miệng chấn khai. Tiếp theo trong nháy mắt, ánh mắt của Lục Lâm Thiên vẫn đóng chặt đột nhiên mở ra, hai con ngươi mở ra, tinh mang như là thực chất, lúc này hai con ngươi đen kịt càng thêm thâm thúy, để cho người khác nhìn xem tựa như là nhìn lấy ngôi sao. Giờ khắc này, một cổ khí thế cường hãn đột nhiên từ trong cơ thể Lục Lâm Thiên phô thiên cái địa tuôn ra, khí thế so với trước kia, không thể nghi ngờ là cường hãn hơn mấy lần, chấn động không gian trực tiếp lắc lư. Cái này là vũ tôn bát trọng sao? Tinh mang thu liếm, Lục Lâm Thiên trước tiên dò xét cơ thể của mình, trong đan điền khí hải, chân khí cuồn cuộn tựa như biển lớn mênh mông. Khí hải khổng lồ để cho Lục Lâm Thiên cũng kinh ngạc, vũ tôn bát trọng, ở trên diện tích đan điền khí hải, so với thời điểm vũ tôn lục trọng, khổng lồ hơn 10 lần, đủ để cho mình trắng trợn tiêu xài. Tuy là đột phá trên cấp độ vũ giả, nhưng hồn anh trong đầu cũng đã nhận được không ít chỗ tốt, mà ở đan điền khí hải, lúc này huyết lục cũng gào thét, tựa hồ đã nhận được không ít chỗ tốt. Ban đầu huyết lục ở trong Đông Hải tấn chức, sau đó một mực dừng lại, nhưng lúc nào mới có thể tấn thăng đến thần khí, Lục Lâm Thiên liền không được biết rồi. Cảm giác hết thảy, khóe miệng của Lục Lâm Thiên hiện ra vẻ mỉm cười, cấp độ vũ giả liên tiếp đột phá hai trọng, cái khoảng cách này cũng không nhỏ a. Tuy nói liên tiếp đột phá hai trọng, nhưng trong lòng Lục Lâm Thiên cũng lo lắng, nếu là tình huống bình thường mà nói, mình thôn phệ chân khí của một vũ tôn cửu trọng đỉnh phong, luyện hóa chân khí, mình thu được hẳn là 1/10 chỗ tốt. Vũ tôn cửu trọng đỉnh phong, 1/10 chân khí, hẳn là có thể cho một vũ tôn lục trọng đến biên giới cửu trọng tôn cấp A, ít hơn nữa cũng là bát trọng đỉnh phong, mà bây giờ rõ ràng chỉ dừng lại ở bát trọng sơ kỳ. Lục Lâm Thiên lo lắng không phải cái khác, chính là trình độ khổng lồ của đan điền khí hải, để cho tu vi đột phá gia tăng không ít khó khăn, trong lòng Lục Lâm Thiên cũng đã sớm hiểu rõ. Hiện tại để cho Lục Lâm Thiên lo lắng chính là, một cường giả như Tật Phong tôn giả, mình thôn phệ chỉ đột phá đến vũ tôn bát trọng, vậy nếu mình muốn đột phá đến vũ tôn cửu trọng, thậm chí là trên vũ tôn cửu trọng, cần năng lượng sẽ đáng sợ ra sao? Lục Lâm Thiên thật sự là khó có thể tưởng tượng, mình cần đi chỗ nào tìm kiếm nhiều năng lượng như vậy, cung cấp mình đột phá. Chỉ là hơi chút suy tư vấn đề này, ngược lại cũng không phải quá lo lắng,
nghĩ đến bây giờ còn có một thiên địa minh, Lục Lâm Thiên liền vui vẻ, thiên địa minh ngược lại là có không ít cường giả. Mà lúc này để cho Lục Lâm Thiên càng cao hưng hơn là tu vi hiện tại của mình, hiện tại mình là vũ tôn bát trọng, dựa theo đan điền khí hải khổng lồ, tăng thêm Lục Lâm Thiên đi qua tử vong thâm uyên, cùng tình huống của những siêu cấp cường giả kia giao thủ phán đoán, Lục Lâm Thiên đoán chừng lấy tu vi của mình bây giờ, tuyệt đối là có thể đối kháng bọn người vô ảnh kiếm tôn rồi, nếu thêm chút thủ đoạn, muốn chiến thắng tựa hồ cũng không khó. Bất quá đối với thực lực bây giờ của mình rốt cuộc là đến trình độ nào, hết thảy vẫn là cần phải nghiệm chứng qua mới biết, hiện tại hết thảy cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Ngao! Một tiếng rồng ngâm vang tới, Lục Lâm Thiên trong tay lóe lên huyết quang, huyết lục xuất hiện ở trong tay, lúc này Lục Lâm Thiên cảm giác khí tức trên kim đao, ngược lại là cường hãn hơn không ít, tựa hồ là mình đột phá, huyết lục được chỗ tốt cũng rất nhiều. Huyết lục chính là bổn mạng linh hồn, lại là thần khí chi tài, trong lúc mơ hồ, Lục Lâm Thiên cảm giác tựa hồ huyết lục cách tấn thăng đến thần khí cũng không xa, đợi huyết lục tấn chức thần khí, uy lực kia sợ là sẽ càng thêm hung hãn. Đến lúc đó phối hợp ngũ hành huyết đao quyết, uy lực tuyệt đối là khủng bố. Nhìn qua huyết lục trong tay, huyết sắc quang mang nội liếm, huyết quang quỷ mị như ẩn như hiện, mang theo sát khí lập lòe, Lục Lâm Thiên cảm thấy huyết lục tựu như cánh tay của mình, có cảm giác huyết mạch tương liên, nhịn không được quán chú chân khí vào. Ngao! Theo chân khí của Lục Lâm Thiên quán chú, trên chuôi đao huyết lục, đầu rồng tựa như sống lại, một tiếng đao minh giống như long ngâm khuếch tán, sát khí tựa như thực chất. Trực tiếp bao phủ không gian, ở trong khí thế khủng bố này, Lục Lâm Thiên không có thi triển đao pháp vũ kỹ gì, huyết lục chém ra, một đạo đao mang huyết sắc phách không mà ra. Ken két, đao mang màu vàng lướt đi, từ biên giới đao mang bắt đầu, không gian giống như nước, hướng hai bên tách ra, một vết nứt không gian đen kịt lặng yên không một tiếng động nứt vỡ, sau đó sát nhập lại với nhau. Không gian tĩnh mịch, ánh mắt của Lục Lâm Thiên ngốc trệ, huyết lục dĩ nhiên đã cường hãn đến nước này. Vừa rồi một đao kia, Lục Lâm Thiên tự tin, nếu cường giả như Yết Sát Tôn giả chịu một đao, sợ là sẽ bị một đao chém đứt. Thật mạnh! Sau khi kinh ngạc, Lục Lâm Thiên lập tức sợ hãi lẫn vui mừng, vừa rồi kim thuộc tính phối hợp huyết lục xuất đao, vậy mà đã có thể cường hãn đến loại trình độ này, so với Lục Lâm Thiên đoán chừng còn mạnh hơn không ít. Thu hồi huyết lục, ánh mắt Lục Lâm Thiên lấp lóe, năm ngón tay uốn lượn, cánh tay đột nhiên run lên. Một đạo chảo ấn chộp tới không gian phía trước. Tạch! Chảo ấn nắm xuống, năm vết nứt không gian rất nhỏ xuất hiện, phảng phất dưới một chảo này, không gian trực tiếp bị xé nứt. Không sai biệt lắm. Lục Lâm Thiên rốt cục lộ ra vẻ thỏa mãn, dưới thực lực như thế, trong nội tâm không khỏi có cảm giác phóng khoáng tự nhiên sinh ra, sợ là gặp gỡ vũ tôn cửu trọng đỉnh phong, mình cũng dám trực tiếp đối kháng, cường giả như Tật Phong Tôn giả, lần sau bị mình gặp gỡ. Nhất định phải hào hào thử xem mới được. Nghĩ đến thực lực của mình, Lục Lâm Thiên liền có chút kích động, về sau gặp phải bất luận tôn cấp gì đều không cần chạy, trừ khi là gặp gỡ chuẩn đế như Nam Thúc. Trong giây lát, lông mày của Lục Lâm Thiên khẽ động, hết thảy trong thiên trụ giới đều bị Lục Lâm Thiên khống chế. Lúc này Lục Lâm Thiên quan sát, phát hiện có một người đang đột phá, khóe miệng lộ ra chút vui vẻ. Hô! Trong một không gian, năng lượng khủng bố tràn ngập. Năng lượng mênh mông kia tựa như thủy triều, liên tục không ngừng theo sương mù đen trắng tiến vào. Ca ca, vừa rồi là ngươi đột phá. Một bóng hình xinh đẹp lóe lên, Lục Tâm Đồng đã đến bên người Lục Lâm Thiên, cảm giác khí tức trên người ca ca. Lục Tâm Đồng biết rõ ca ca nhất định là đột phá không ít, khí tức trong lúc vô hình biến hóa rất lớn, cho nàng cảm giác áp bách rất mạnh. Thương thế không có việc gì chứ? Lục Lâm Thiên hỏi Lục Tâm Đồng, tâm thần quan sát. Phát hiện thương thế của nha đầu kia đã sớm khỏi hẳn rồi. Đã sớm khỏi hẳn, ca ca không cần lo lắng. Sư phụ rốt cục đột phá cửu trọng linh vương. Lục Tâm Đồng mắt thấy màn sáng đen trắng phía trước, khóe miệng lộ ra vui vẻ, bất quá trong mắt lại có chút không vừa ý. Sư phụ ngươi không có thiên sinh độc thể, cũng không có cơ duyên như ngươi, đột phá không nhanh bằng ngươi a. Lục Lâm Thiên nói, hiện tại Đông Lão đang hướng cửu trọng linh vương đột phá. Những năm này có thể đột phá đến tình trạng như thế, cũng đã là cực nhanh rồi. Hô! Tiếng nói của Lục Lâm Thiên vừa hạ xuống, trong màn sáng đen trắng, có một cổ độc khí phóng lên trời, nương theo là khí tức mênh mông lan tràn, xen lẫn linh hồn uy áp cự lớn, phô thiên cái địa trải ra. Chỉ sau một lát, hết thảy từ từ khôi phục nguyên dạng. Xùy tương đương tương đương.
khói độc tán đi, một thân ảnh áo đen xuất hiện ở phía trước, khoanh chân ngồi xuống, khuôn mặt tràn ngập khí tức mênh mông, hai con ngươi mở ra, ánh mắt tựa như ngôi sao chói mắt, trong chọc khí, mang theo một tia khói độc màu đen. Chúc mừng Đông lão đột phá, xem ra không lâu về sau là có thể đột phá đến linh tôn rồi. Lục Lâm Thiên nói, bộ pháp phóng ra, đã đến trước người Đông Vô Mệnh. Sao có thể cùng ngươi so, đột phá tôn cấp không dễ dàng như vậy a? Đông Vô Mệnh đứng dậy, nhìn hai người mỉm cười, lúc này đây trong Tử Vong Thâm Uyên, đối với hắn cũng có được không ít trợ giúp, lần nữa mượn cơ hội đột phá đến cửu trọng linh vương, cái này mới mấy năm thời gian, có tu vi như thế, cũng đã không tệ rồi. Đương nhiên, Đông Vô Mệnh cũng biết, hắn không có biện pháp cùng hai tên biến thái trước mắt so sánh. Sư phụ, đệ tử có cái này muốn tặng cho ngươi. Lục Tâm Đồng cao hứng đến bên người Đông Vô Mệnh, ra vẻ thần bí nói. Có cái gì muốn tặng ta sao? Đông Vô Mệnh khẽ mỉm cười nói. Hiện tại sư phụ cái gì cũng không thiếu a. Sư phụ, cái này tặng cho ngươi, là đồ tốt nha. Lục Tâm Đồng mỉm cười, thủ ấn kết xuất, trong mi tâm có một đạo lưu quang màu đen lướt đi, theo hắc mang tuôn ra, đồng thời còn xen lẫn lực lượng linh hồn minh mông, cơ hồ là trong một cái hô hấp, liền bao phủ toàn bộ không gian. Dưới khí tức như thế, linh hồn của Đông Vô Mệnh cũng run rẩy. Tâm thần của Lục Lâm Thiên cũng run lên, khí tức này giống như là một loại khí tức tử vong, giống như khí tức linh hồn đang chấn động, tràn ngập hung thần cùng âm trầm. Ô khít, tê, tê, ở trong hắc mang nồng đậm, một tiếng ô ô xèo, xèo truyền ra, tiếng kêu chói tai này, giống như âm thanh quỷ kêu tới từ địa ngục, thanh âm này để cho lòng người phát lạnh, linh hồn bỡ ngỡ, trong sương mù, là một hồn anh lao ra. Hồn anh này đen kịt, mang theo khói độc đầy trời. Như là trong hồn anh cũng xen lẫn hồn độc, diện mục dữ tợn, tựa như ác quỷ, mang theo linh hồn chấn động đáng sợ. Phệ hồn ác anh. Lục Lâm Thiên sững sờ, cái này tựa hồ có điểm giống như phệ hồn ác anh của Đông Vô Mệnh tại Tử Vong Thâm Uyên bị phá hủy, chỉ có điều khí tức của phệ hồn ác anh này so với Đông Vô Mệnh, quả thực là thiên địa cách biệt. Không phải phệ hồn ác anh, đây là... Đông Vô Mệnh chấn kinh, khí tức khủng bố kia, lại để cho hắn toàn thân như nhũn ra. Trong lúc nhất thời không có nhận ra cái này là vật gì, như là nhận thức, nhưng lại nghĩ không ra, tóm lại không phải phệ hồn ác anh. Bất quá Đông Vô Mệnh cảm giác vật khủng bố này, cùng phệ hồn ác anh có chút quan hệ, trên nó còn có hồn độc khủng bố, nếu ai bị chạm đến, tuyệt đối là sẽ không may, hồn độc cũng không phải độc tố bình thường. Sư phụ, đây là độc hồn khôi lỗi, chính là ta dùng hồn anh của Phong Vũ Tôn giả Vũ Tôn cửu trọng, cộng thêm thiên linh hồn độc của ta. Lại thêm không ít linh dược luyện chế thành, ta phải mất hơn nửa năm thời gian cùng không ít tâm huyết, là ta cố ý đưa cho sư phụ A Hát. Lục Tâm Đồng khẽ mỉm cười nói, cái này là đồ tốt, lúc trước nhìn thấy sư phụ bị thương, cũng đã chuẩn bị giúp sư phụ luyện chế, độc hồn khôi lỗi này chính là một loại hồn anh khôi lỗi ghi lại trong thiên độc kinh, cực kỳ quỷ dị, cộng thêm thiên linh hồn độc, uy lực càng tăng gấp đôi. Tâm Đồng, độc hồn khôi lỗi này thực lực thế nào? Lục Lâm Thiên cảm giác được khí tức của độc hồn khôi lỗi, trong lúc mơ hồ cũng run sợ, hồn anh của Phong Vũ Tôn giả luyện chế, uy lực sợ là cực kỳ đáng sợ, mà uy lực cũng là vấn đề Lục Lâm Thiên quan tâm nhất. Thực lực cửu trọng hồn anh xa không bằng thực lực lúc còn sống, bất quá trải qua ta luyện chế, tăng thêm thiên linh hồn độc, độc hồn khôi lỗi này, uy lực tuyệt đối không dưới Phong Vũ Tôn giả lúc còn sống, bất quá luyện chế độc hồn khôi lỗi này cực kỳ hao tổn tâm thần, cho nên ta không cách nào luyện chế nhiều. Lục Tâm Đồng nói, lợi hại như vậy. Nghe Lục Tâm Đồng nói, Lục Lâm Thiên lập tức có hứng thú, bất quá loại độc hồn khôi lỗi này không thể luyện chế nhiều, không cách nào đại quy mô sản xuất, nhưng độc hồn khôi lỗi này đã cực kỳ khủng bố rồi. Mạnh như vậy. Đông Vô Mệnh cũng kinh ngạc, hắn không nghĩ tới độc hồn khôi lỗi dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy, không dưới Phong Vũ Tôn giả khi còn sống, hắn cũng biết thời điểm Phong Vũ Tôn giả còn sống, thực lực là Vũ Tôn cửu trọng A Hát. Còn không phải một Vũ Tôn cửu trọng bình thường. Sư phụ, độc hồn khôi lỗi này người bố trí lên một đạo linh hồn cấm chế là có thể dùng, độc hồn khôi lỗi này không cần linh lực của ngươi thúc dục, chỉ cần linh hồn lực của ngươi tẩm bổ là được, về sau có nó ở bên người sư phụ, ta an tâm. Lục Tâm Đồng nói, hảo đồ nhi, loại bảo vật này, sư phụ thu rồi. Toàn thân Đông Vô Mệnh run lên, loại bảo vật này sao có thể không tâm động. Cũng không cần cùng đệ tử bảo bối của mình khách khí, thực lực của đệ tử cũng đã đến tình trạng khủng bố.
xùy tương đương tương đương. Từng đạo thủ ấn kết xuất, tăng thêm lục tâm đồng tương trợ, Đông Vô Mệnh rất nhanh liền thu độc hồn khôi lỗi vào mi tâm, cảm nhận được linh hồn bàng bạc trên người độc hồn khôi lỗi, toàn thân Đông Vô Mệnh run lên, nội tâm kích động, về sau đã có vật khủng bố này, mình cơ hồ là có thể cùng những siêu cấp cường giả kia đánh một trận. Chúc mừng Đông Lão! Lục Lâm Thiên mỉm cười, Đông Lão có được thủ đoạn như thế, về sau tự bảo vệ mình hẳn là đầy đủ, cũng thầm than thủ đoạn của Lục Tâm Đồng đúng là không ít, có loại cảm giác tầng tầng lớp lớp, thủ đoạn còn cực kỳ quỷ dị cùng khủng bố. Ha ha! Đông Vô Mệnh cười ha ha, trong nội tâm rất cao hứng. Sau một lát, quan sát trong thiên trụ giới, ánh mắt của Lục Lâm Thiên nhúc nhích, thương thế của mọi người không có vấn đề, ngược lại là không ít người có dấu hiệu đột phá, lúc này ở trong tử vong thâm uyên, người có thể còn sống đi ra, đều được ích lợi không nhỏ. Đều muốn đột phá sao? Khóe miệng có chút dương lên, Lục Lâm Thiên vui vẻ, để cho Lục Lâm Thiên kinh ngạc nhất là bốn người, sư huynh Sát Phá Quân lúc này cũng đang ở trong đột phá, Dương Quỷ cùng Âm Quỷ trong Cực Nhạc Tam Quỷ. Cũng đều có dấu hiệu đột phá, sợ là muốn đột phá chỉ là vấn đề thời gian. Mà đổi thành bên ngoài, Huyết Mị, Hắc Hùng, không ít yêu thú linh thú cũng đã có dấu hiệu đột phá. Âm Quỷ cùng Dương Quỷ đột phá, Lục Lâm Thiên không có gì ngoài ý muốn, hai người này ngừng ở Vũ Tôn Bát Trọng không ít thời gian, lúc này phục dụng Diễn Linh Thiên Quả, mượn nhờ Diễn Linh Thiên Quả được đến chỗ tốt, cơ hội vừa đến, hơn phân nửa là sẽ đột phá. Chờ hai người đột phá, đến lúc đó Cực Nhạc Tam Quỷ phối hợp Tam Tinh Trận, không thể nghi ngờ là tương đương với một cường giả khủng bố. Thời điểm Âm Quỷ cùng Dương Quỷ vẫn là Vũ Tôn Bát Trọng đỉnh phong, Cực Nhạc Tam Quỷ tạo thành Tam Tinh Trận liền có thể chống lại Vũ Tôn Cửu Trọng trung kỳ, nếu Âm Quỷ cùng Dương Quỷ lần nữa đột phá Cửu Trọng, phối hợp xuống, uy lực có thể nghĩ, tăng thêm Lệ Quỷ tuy khó có thể đột phá, bất quá tuyệt đối sẽ có tiến bộ rất lớn. Lục Lâm Thiên đối với Cực Nhạc Tam Quỷ có chút mong đợi, đến lúc đó ba người thúc giục Tam Tinh Trận, nhất định sẽ cực kỳ khủng bố, lúc trước lưu lại ba người này, ngược lại là sáng suốt, thực lực Tam Quỷ đều cực kỳ cường hãn. Đại ca Dương Quá đang đột phá, Lục Lâm Thiên ngược lại là không có ngoài ý muốn, Đại ca Dương Quá cùng Nguyên Nhược Lan đại chiến qua một hồi, dùng tính cách vũ si của Đại ca Dương Quá, tuyệt đối sẽ được không ít lĩnh ngộ, lúc trước mình ở Vạn Thú Tông cùng Nguyên Nhược Lan chiến một trận. Cũng bởi vậy lĩnh ngộ không ít, có lẽ là như thế, để cho đại ca đột phá lần nữa. Dù sao thời gian không gấp, bên ngoài không có động tĩnh gì, Lục Lâm Thiên cũng không lo lắng xảy ra nhiễu loạn gì, mình còn có một số việc phải làm, chậm vài ngày đi ra ngoài, chờ mọi người đột phá xong lại đi ra cũng không muộn, nếu đang trong đột phá bị quấy rầy gián đoạn, lần sau còn không biết lúc nào mới có thể gặp gỡ cơ hội lần nữa. Sau một lát, Lục Lâm Thiên về tới chỗ cũ khoanh chân ngồi xuống. Trong tay cầm lên chữ vật giới chỉ của Tật Phong Tôn giả luyện hóa, phía trên này cũng bố trí cấm chế, ngược lại là tốn không ít thời gian, lúc này mới luyện hóa được chữ vật giới chỉ của Tật Phong Tôn giả. Tâm thần quan sát vào trong, Lục Lâm Thiên ngược lại là có chút kinh hỉ, có không ít vũ khí cùng đan dược bất truyền của Hóa Vũ Tông, còn có hai kiện huyền vũ linh khí cùng một kiện địa cấp vũ linh khí. Lục Lâm Thiên nhìn một phen, móc ra một ngọc giản vũ khí màu trắng. Phía trên lan tràn năng lượng phong thuộc tính bảng bạc, từ năng lượng phán đoán, đã là địa cấp cao cấp vũ khí, còn không phải là địa cấp bình thường. Ở trên cấp độ vũ khí, Lục Lâm Thiên cảm giác gần đây vũ khí phù hợp cũng thiếu đi không ít, vũ khí cấp độ cao, cũng có thể tận khả năng đem thực lực bản thân thúc giục ra. Sau khi do dự, Lục Lâm Thiên mở ra địa cấp cao cấp vũ khí, trên ngọc giản, lập tức có hào quang chói mắt rót vào mi tâm của Lục Lâm Thiên. Sau đó hóa thành một cổ tin tức khổng lồ tiến nhập trong óc. Toàn bộ không gian đều bao phủ trong một mảnh quang mang chói mắt, ở trong hào quang, khí tức phong thuộc tính cực kỳ cuồng bạo lan tràn, bị năng lượng vô hình dẫn dắt đến, sau một lát, hào quang mới thu liếm, không trung khôi phục bình thường. Bạo phong long vũ. Lục Lâm Thiên mở ra hai con ngươi, lúc này trong mắt có chút kinh ngạc, địa cấp vũ khí phong thuộc tính này, gọi là bạo phong long vũ. Đúng là vũ khí mà lúc trước Tật Phong Tôn giả thi triển qua, vũ khí này rất bất phàm, Lục Lâm Thiên cũng tự mình nhìn qua uy lực của nó. Lục Lâm Thiên cũng không có lập tức tu luyện vũ khí này, hiện tại tu luyện địa cấp vũ khí, đối với mình mà nói, độ khó cũng sẽ không quá lớn, lần nữa đem chữ vật giới chỉ của Hạc Linh Tả Sứ luyện hóa, đem đồ vật thu vào nhẫn chữ vật của mình. Mấy canh giờ sau, Lục Lâm Thiên bắt đầu lĩnh ngộ thời gian. Thời gian trong thiên trụ giới từ từ trôi qua. Mười mấy ngày sau, âm thanh chấn động truyền đến,
Băng Mộc Tôn giả sát phá quân từ ngũ trọng Vũ Tôn thẳng phá Vũ Tôn lục trọng, gây ra động tĩnh cũng không nhỏ, sau khi đột phá, liền bắt đầu ổn định khí tức. Ba ngày sau, Huyết Mị dẫn đầu đột phá đến bát giai trung kỳ, sát khí đại tác, linh phong quanh quẩn, khí thế cực kỳ kinh người. Trên ngọn núi sau Phi Linh Môn, Thánh Thủ Linh Tôn, Nam Thúc, Kim Huyền đang ngồi, Hắc Vũ Nhẹ đứng ở sau lưng Thánh Thủ Linh Tôn. Chủ nhân, Thánh Linh Cốc cầu viện, chúng ta nên xuất thủ tương trợ hay không? Hắc Vũ đối với Thánh Thủ Linh Tôn nói. Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh nói, thực lực của Vi Sinh Gia cùng Hải Sa Môn rất mạnh. Thực lực của Vi Sinh Gia cùng Hải Sa Môn không tính kém, ta nhớ trong Vi Sinh Gia tộc, có mấy lão quỷ ban đầu ở trong một mật địa nhận được không ít cơ duyên, cho nên thực lực cực kỳ cường hãn, ở trong gia tộc cường giả cũng không ít, bình thường cực kỳ ít xuất hiện, mà Hải Sa Môn là một sơn môn tồn tại không ít năm, cũng ở trong Đông Hải, nghe nói thực lực cũng không yếu, xem như loại mạnh trong thế lực nhất lưu. Nam Thúc nói, Vi Sinh Gia, Hải Sa Môn, chưa nghe nói qua. Thánh Thủ Linh Tôn mỉm cười, nói. Bất quá chỉ bằng Vi Sinh Gia cùng Hải Sa Môn liền dám đi trêu chọc Thánh Linh Cốc mà nói, thật là ngại mạng dài, chết như thế nào cũng không biết. Đoan Mộc Huynh, như lời ngươi nói, chẳng lẽ trong Thánh Linh Cốc còn ẩn tàng cường giả sao? Nam Thúc có chút nghi ngờ nói. Đó là tự nhiên, chỉ là không biết những năm này đã đến cấp độ khủng bố nào mà thôi. Thánh Thủ Linh Tôn nói, tựa hồ trong lòng có nắm chắc. Đoan Mộc Huynh mấy ngàn năm nay không đi ra ngoài, có lẽ Thánh Linh Cốc cường giả kia đã tới đại nạn cũng có khả năng a. Nam Thúc do dự một hồi nói. Yên tâm đi, chắc có lẽ không có vấn đề. Thánh Thủ Linh Tôn có chút than nhẹ, nói. Sự tình Thánh Linh Cốc, chúng ta không cần quản nhiều, chỉ có điều Thánh Linh Cốc cầu viện, nhất định là người nọ đã lánh đời không muốn ra, nếu Phi Linh Môn không có người đi, ngược lại cũng không cần lo lắng, đến lúc đó Hắc Vũ người đi là được. Dù sao Thánh Linh Cốc không có vấn đề lớn. Chủ nhân, ta liền đi xem a. Hắc Vũ nói. Trước đợi vài ngày đã, vẫn còn kịp, ta đoán chừng lấy thời gian trong thiên trụ giới cũng không còn nhiều lắm. Lâm Thiên lo lắng Phi Linh Môn cùng Thiên Địa Minh động tính, sẽ không bế quan quá lâu, nếu đợi đến lúc hắn xuất quan, để cho hắn đi là thích hợp nhất. Thánh Thủ Linh Tôn nói. Hiện tại ta rất muốn biết, tiểu tử kia có thể đột phá đến mức nào. Nam Thúc nói, đoán chừng là Vũ Tôn bát trọng đỉnh phong. Thánh Thủ Linh Tôn cân nhắc nói, sợ là không tới được, đan điền khí hải của tiểu tử kia cực kỳ khổng lồ, có thể đến Vũ Tôn bát trọng trung kỳ cũng không tệ rồi, bất quá đã tới Vũ Tôn bát trọng, tăng thêm thủ đoạn của tiểu tử kia, trong tôn cấp, sợ là không ai có thể làm gì hắn, ngay cả Kim Lang Huynh, cùng Kỳ Huynh cũng không cách nào bắt hắn. Nam Thúc nói, mình cũng tu luyện âm dương linh vũ quyết, cho nên cũng đại khái biết rõ hắn có thể được đến chỗ tốt. Lục trọng tôn cấp liền có thể một chiêu đánh chết tam hệ vũ tôn cửu trọng, nếu đã đến vũ tôn bát trọng, tự nhiên là không có vấn đề. Thánh Thủ Linh Tôn nói, trong thiên trụ giới, thời gian từ từ trôi qua, một ngày nào đó, không gian trong thiên trụ giới đột nhiên run lên, không gian loạn kịch liệt, thân ảnh của Lục Lâm Thiên lập tức lóe lên, xuất hiện ở trong một chỗ không gian. Xùy tương đương tương đương. Thời điểm Lục Lâm Thiên vừa thu lại thủ ấn, hai con ngươi mở ra, tâm thần lan tràn, lập tức trong mắt có chút vui vẻ. Rốt cục tới tầng thứ ba rồi. Khuôn mặt của Lục Lâm Thiên lộ vẻ mừng rỡ, tâm thần nhìn xuống, đây đã là tầng thứ ba trong thiên trụ giới. Thiên trụ giới tổng cộng có 9 tầng, tầng thứ nhất thời gian cùng ngoại giới gấp 10, tầng thứ hai là gấp 20. Lúc này tầng thứ ba, thời gian chẳng khác gì là 30 lần, cái này đối với tu luyện của mình càng thêm có lợi. Có thiên trụ giới, mình sẽ không sợ thời gian không đủ dùng. Trên không một chỗ không gian, hoàng mang quanh quẩn, Dương Quá khoanh chân ngồi xuống, toàn thân bao phủ trong hoàng mang, thân hình ngồi xếp bằng bất động, chung quanh năng lượng quanh quẩn, khí tức trên người đang cấp tốc kéo lên. Hô! Tựa hồ cũng không có bao lâu, không gian chung quanh chấn động kịch liệt, một cổ hào quang màu vàng đất ở quanh người Dương Quá đại tác, tách ra tia sáng chói mắt. Dưới khí tức như thế, không gian run lên, nương theo khí tức quanh thân Dương Quá càng ngày càng mạnh, năng lượng chấn động cũng càng ngày càng kịch liệt. Phanh! Trong đan điền khí hải của Dương Quá, âm thanh trầm đỡ Upsilon, C truyền ra, khí tức lập tức phá tan bình chướng vô hình. Xùy tương đương tương đương. Trong nháy mắt, mấy đạo thân ảnh cũng lập tức xuất hiện ở trước người Dương Quá, ánh mắt mấy người đều cực kỳ kinh ngạc, mấy người này đúng là Lục Lâm Thiên,
Lục Tâm Đồng, Đông Vô Mệnh, Sát Phá Quân, Thiên Thủ Quỷ Tôn, Huyết Mị, Thiên Độc Yêu Long, Quỷ Long Như Hoa. Đại ca đột phá Vũ Tôn bát trọng rồi. Lục Tâm Đồng kinh ngạc nói, đại ca đột phá Vũ Tôn bát trọng, không thể nghi ngờ là thực lực lần nữa cường hãn rất nhiều. Đột phá thật đúng là nhanh a hát. Bọn người Thiên Thủ Quỷ Tôn, Thiên Độc Yêu Long sợ hãi thán phục, lúc trước thực lực của Dương Quá bọn hắn đều biết, không nghĩ tới lúc này mới ngắn ngủn mấy năm, bọn hắn đã bị bỏ ở sau lưng. Vũ Tôn bát trọng. Lục Lâm Thiên cười nhạt một tiếng, đại ca Dương Quá đột phá đến Vũ Tôn bát trọng, tăng thêm chấn thiên tương trợ, đủ để trong tôn cấp dựng ở thế bất bại. Nhị thiếu gia đột phá thật đúng là nhanh. Lệ Quỷ cũng đến bên người, thực lực của nhị thiếu gia hắn cũng tận mắt nhìn đến, thực lực cực kỳ khủng bố, hiện tại lần nữa đột phá, về sau trong tôn cấp, sợ là không có quá nhiều người có thể làm gì hắn. Lệ Quỷ, tu vi của ngươi thế nào rồi? Lục Lâm Thiên nhìn Lệ Quỷ, lúc này khí tức trên người Lệ Quỷ có biến hóa không ít, hai mắt thâm thúy, trong lúc mơ hồ so với trước như là hai người. Lục Lâm Thiên đoán chừng cái này chỉ sợ là tác dụng của diễn linh thiên quả cùng đế linh tấn thần đan. Tuy không có đột phá, bất quá tiến bộ cũng không nhỏ. Lệ Quỷ cung kính nói, phục dụng diễn linh thiên quả cùng đế linh tấn thần đan, tuy tu vi không có quá nhiều tiến bộ, bất quá trên tâm cảnh cùng phương diện khác, quả thực là kinh người, trong lúc vô hình, để cho thực lực của hắn kéo lên không ít, Lệ Quỷ tự nhiên là càng thêm tin tưởng loại chỗ tốt này, trong nội tâm càng thêm cảm kích. Thời gian trì hoãn một lúc, hoàng mang trên không gian mới từ từ tiêu tán, mà hoàng mang tiêu thất, chung quanh cũng bắt đầu bình tĩnh trở lại. Hô! Sau một lát, thân ảnh của Dương Quá hiển lộ, thở ra một ngụm chọc khí thật dài, hai con ngươi mở ra, một cổ khí thế cường hãn đột nhiên từ trong cơ thể phô thiên cái địa bạo tuôn, chấn động không gian lắc lư. Chúc mừng ca ca đột phá! Lục Tâm Đồng dẫn đầu đến bên người Dương Quá nói. Cái này có cái gì đánh chúc mừng? Cũng không phải đột phá đế cấp. Dương Quá mỉm cười, lập tức nghi ngờ nói. Sao các ngươi đều ở đây? Lục Lâm Thiên nói. Thời gian cũng không còn nhiều, mọi người đi ra ngoài trước đi. Vâng, trưởng môn. Mọi người gật đầu đáp. Lục Lâm Thiên lo lắng phi linh môn, cũng nghĩ tới thiên địa minh động tĩnh, thương thế khôi phục, thực lực lần nữa tăng cường, không ít cường giả của phi linh môn đều có chỗ đột phá, cũng nên đi ra ngoài rồi. Mà toàn bộ thiên trụ giới, cũng chỉ có âm quỷ cùng dương quỷ còn đang chuẩn bị đột phá, Lục Lâm Thiên không có ảnh hưởng hai người, để cho những người khác đi ra. Mọi người xuất quan, sắc trời đã chạng vạng tối, mặt trời chiều ngã về tây, tà dương như máu. Trong đình viện phía sau núi, Lục Lâm Thiên gặp quỷ thiên tử Bạch Oánh, biết gần đây thiên địa minh tựa hồ cũng không có đại quy mô hành động gì, trong nội tâm Lục Lâm Thiên ngược lại càng lo lắng, trong lúc mơ hồ cảm giác. Thiên địa minh này sợ là đang âm thầm an bài cái gì, bằng không sẽ không an tĩnh như vậy. Lúc này đây ở trong tử vong thâm uyên, thiên địa minh bị trọng thương, muốn nói thiên địa minh có thể nhịn mà nói, Lục Lâm Thiên mới không tin tưởng, lúc này càng không có động tĩnh, sợ là đến lúc đó động tĩnh sẽ càng lớn, hiện tại chỉ là yên lặng trước khi bão táp xảy ra mà thôi. Lục Lâm Thiên cũng từ trong miệng quỷ tiên tử Bạch Oánh, biết thánh linh cốc âm dương vương giả vị ương phái người đến đây cầu viện. Nghe vậy sắc mặt có chút biến hóa, hỏi cẩn thận. Sự tình đại khái là như thế, Linh Vũ Đại Đế nói đã có an bài, bảo ta không cần lo lắng. Quỷ tiên tử Bạch Oánh cùng Lục Lâm Thiên nói tình huống mà Thánh Linh Cốc gặp được thoáng một phát. Lúc này Lục Lâm Thiên mới biết, nguyên lai Thánh Linh Cốc có một địa phương gọi là Thánh Linh Phong, gần đây có thiên tài địa bảo xuất thế, nhìn động tĩnh kia, tuyệt đối không phải vật bình thường, cho nên đưa tới vi sinh gia tộc cùng Hải Sa Môn ở phụ cận chú ý. Hải Sa Môn cùng vi sinh ra kia sợ là sẽ không dễ dàng buông tha tranh đoạt loại bảo vật này, Thánh Linh Cốc khó có thể chống lại vi sinh ra cùng Hải Sa Môn, cho nên phái người đến phi linh môn cầu viện trợ. Oánh tỷ, vi sinh gia tộc cùng Hải Sa Môn có lai lịch gì? Sắc mặt Lục Lâm Thiên khẽ biến, đối với quỷ tiên tử Bạch Oánh hỏi. Vi sinh gia tộc cùng Hải Sa Môn kia, Lục Lâm Thiên là nghe nhắc qua, bất quá chỉ có chút ấn tượng, trong thế lực nhất lưu. Thực lực của Thánh Linh Cốc đã xem như không yếu, thế lực có thể uy hiếp được Thánh Linh Cốc, Lục Lâm Thiên là có chút tò mò. Năm đó ta đã từng gặp qua một ít người Hải Sa Môn, còn có chút mâu thuẫn nhỏ, thực lực Hải Sa Môn này, ngược lại là không dưới nhất lưu Sơn Môn, chỉ có điều bình thường ẩn thế, từ trước đến nay rất ít xuất hiện, mà trong Hải Sa Môn có mấy cường giả trấn nhiếp, ngoại nhân cũng không dám đi trêu chọc,
đồn đãi tôn cấp cường giả trong Hải Sa Môn cũng không ít, lão tổ sáng tạo Hải Sa Môn cũng còn tại thế, thực lực đã đến hàng ngũ siêu cấp cường giả. Đông Vô Mệnh nghe vậy cũng nói, năm đó thời điểm ở Đông Hải đi ra, vừa vặn cũng gặp qua người Hải Sa Môn. Quỷ Tiên Bạch Oánh nói, còn Vi Sinh gia tộc, thì là một đại gia tộc, thời gian tồn tại rất dài, đồn đãi ở trong Vi Sinh gia tộc có Vi Sinh ngũ tổ, năm người là huynh đệ, thời điểm tuổi trẻ trong lúc vô tình đạt được cơ duyên cực lớn, bởi vậy thời gian dần qua đều đặt chân đến hàng ngũ siêu cấp cường giả, cộng thêm ngũ huynh đệ này từ trước đến nay không ra ngoài, cũng không có cửu gia gì, một mực ở trong tổ địa, cho nên người biết rõ Vi Sinh gia tộc cũng không nhiều, về phần những người này tu vi cụ thể là gì, chúng ta không cách nào tra được. Có lẽ đều là siêu cấp cường giả a. Ánh mắt của Lục Lâm Thiên có chút lóe lên, không nghĩ tới bình thường không hiển sơn lộ thủy, nhưng cường giả thật đúng là không ít, Thánh Linh Cốc cũng không thể làm sao, thực lực tuyệt đối là cường hãn. Sau một lát thì trời đã tối, vào đêm, trăng sáng rắt vòng trời, trăng sáng sao thưa, ở trong sơn mạch yên lặng, một thân ảnh xẹt qua giữa không trung, liền lướt về phía một ngọn núi. Bái kiến sư phụ, nghĩa phụ, Kim Huyền Thúc, Hắc Phú Thúc, Nhị Lão. Lục Lâm Thiên đến đình viện, lúc này trong đình viện, Sát Phá Quân, Dương Quá cùng Lục Tâm Đồng đều ở trong đó. Thật đúng là Vũ Tôn Bát Trọng, vừa mới đột phá Vũ Tôn Bát Trọng sao? Ánh mắt Nam Thúc nhìn chăm chú lên người Lục Lâm Thiên, ánh mắt có chút lấp lóe, hơi kinh ngạc, tựa hồ còn chưa tới cấp độ hắn dự đoán. Ân, miễn cưỡng đột phá đến Vũ Tôn Bát Trọng. Lục Lâm Thiên gật đầu nói, thầm nghĩ nhãn lực của nghĩa phụ Nam Thúc thật đúng là lợi hại, liếc mắt là có thể xem thấu thực lực của mình. Coi như là không tệ rồi, tu vi chỉ là Vũ Tôn Bát Trọng sơ kỳ, đoán chừng là bởi vì đan điền của ngươi quá mức khổng lồ a. Nam Thúc nói, Lâm Thiên ngươi đến kịp thời, sự tình Thánh Linh Cốc ngươi biết chưa? Thánh Thủ Linh Tôn nhìn Lục Lâm Thiên hỏi, đệ tử đúng là vì việc này mà đến. Lục Lâm Thiên gật đầu, sự tình bên Thánh Linh Cốc hắn đã biết, đúng là vì cùng sư phụ, nghĩa phụ thương nghị mà đến. Ta và nghĩa phụ của ngươi thương nghị qua, vốn định để cho Hắc Phú đi, bất quá đoán chừng Hắc Phú cũng khó có thể phát ra tác dụng, cho nên vẫn là do ngươi đi đi, Hắc Phú thúc cùng ngươi đi qua a. Thánh Thủ Linh Tôn nói, đệ tử đã biết. Lục Lâm Thiên gật đầu nói, hắn cùng Âm Dương Vương Giả Vị Ương có giao tình, hiện tại đều là một phần tử của Đế Đạo Minh, Lục Lâm Thiên không có lý do gì không giúp, dù sao khoảng cách cũng không xa, mà thiên tài địa bảo kia động tĩnh kinh người như vậy, sợ là sẽ cực kỳ khó được, đi biết một chút cũng tốt. Ngay thời điểm Lục Lâm Thiên xoay chuyển ánh mắt, Thánh Thủ Linh Tôn tựa hồ nhìn ra suy nghĩ của Lục Lâm Thiên, nói. Lâm Thiên, ta nhắc nhở ngươi, bất kể Thánh Linh Cốc xuất thế bảo vật gì, ngươi cũng không được có tâm nhúng chàm, có nghe hay không, ta cùng Thánh Linh Giáo có chút sâu xa, ngươi không thể thấy lợi liền lấy. Vâng, đệ tử sẽ không suy nghĩ nhiều. Lục Lâm Thiên bất đắc dĩ, sư phụ nói như vậy rồi, Lục Lâm Thiên cũng chỉ có thể thu hồi tâm tư mưu lợi, chỉ là Lục Lâm Thiên có chút kỳ quái, sao sư phụ sẽ hảo tâm đối với Thánh Linh Cốc như vậy? Ngươi tiểu tử này, sáng mai ngươi đi qua đi, chậm sẽ sinh biến, tính toán thời gian cũng không còn nhiều lắm, nếu thuận tiện, người của Vi Sinh gia tộc cùng Hải Sa Môn không cần lưu thủ, cho bọn hắn chút giáo huấn. Thánh Thủ Linh Tôn nói, đệ tử lĩnh mệnh. Lục Lâm Thiên nói, càng cảm thấy sư phụ đối với Thánh Linh Cốc có giao tình không tệ, Thánh Linh Cốc, Thánh Linh Giáo, giữa hai người này chẳng lẽ có quan hệ sao? Đại ca, ta cũng muốn đi. Lục Tâm Đồng sẽ không bỏ qua cơ hội này a. Được rồi. Lục Lâm Thiên gật đầu, dùng thực lực của Lục Tâm Đồng hiện tại, Lục Lâm Thiên tự nhiên là sẽ không lo lắng giống như trước kia, thực lực của cô nàng này bây giờ, là cực kỳ khủng bố a. Thoại âm rơi xuống, Lục Lâm Thiên nhìn Dương Quá nói. Đại ca, người cũng đi a. Ân, ta cũng đang có ý này, đi xem Vi Sinh gia tộc cùng Hải Sa Môn rốt cuộc mạnh bao nhiêu, cũng thử xem thực lực của ta lúc này ra sao. Dương Quá khẽ mỉm cười nói. Ba người các ngươi đều đi, Vi Sinh gia tộc cùng Hải Sa Môn sẽ xui xẻo. Sát Phá Quân nhìn ba huynh muội, nếu ba huynh muội này cùng một chỗ tiến đến, sợ là đủ để đem Vi Sinh gia tộc cùng Hải Sa Môn san thành bình địa. Ba người các ngươi đều đi, sợ là người bình thường khó có thể làm sao, bất quá các ngươi không thể chủ quan. Nam Thúc đối với Lục Lâm Thiên bàn giao nhắn nhủ nói. Trong Vi Sinh gia tộc, có Vi Sinh ngũ tổ, thực lực cực kỳ cường hãn, đặc biệt là năm người có trận pháp hợp kích,
uy năng có thể tăng lên không ít, trong hải sa môn, cường giả cũng cực kỳ khủng bố. Ân, Lục Lâm Thiên gật đầu, vì sinh ra cùng hải sa môn này tự nhiên là không thể khinh thường, lúc này đây mang theo đại ca Dương Quá, Lục Tâm Đồng, còn có Lệ Quỷ, tăng thêm huyết mị cùng một chỗ tiến về trước, về phần những cường giả khác, vẫn là ở lại phi linh môn mới tốt, hết thảy lấy địa bàn làm chủ. Lục Lâm Thiên mang theo Dương Quá, Lục Tâm Đồng, còn có Lệ Quỷ, tiến về trước, Thánh Thủ Linh Tôn cùng Nam Thúc biết trên người hắn còn có cửu khôi lỗi, đội hình như thế, ngược lại là không có lo lắng gì, trừ khi xuất hiện chuẩn đế, bằng không chỉ có phần người khác không may. Cuối cùng Nam Thúc cùng Thánh Thủ Linh Tôn chỉ hơi khai báo vài câu, càng quan trọng hơn là lúc này Kim Huyền cũng sẽ đến, có Kim Huyền, cái kia càng sẽ không có vấn đề, nói là viện trợ Thánh Linh Cốc, trên thực tế là đi ngang qua sân khấu mà thôi. Sáng sớm hôm sau, thời điểm phương đông lóe sáng, đại địa còn hất lên một tầng sương mỏng, phi linh môn sơn mạch, liếc nhìn lại, sương mù mông lung, dãy núi che đậy trong mây mù, cảnh sắc cực kỳ động lòng người. Phía sau núi, ở trong đình viện, nhìn thấy sư phụ lại muốn đi ra ngoài, Lục Kinh Vân vỉnh lên cái miệng nhỏ nhắn, không thuận theo không buông tha muốn đi theo, Lục Lâm Thiên cam đoan lúc này đây rất mau sẽ trở về, mới thật không dễ dàng để cho tiểu gia hỏa buông tha ý niệm muốn đi theo. Thiên Sĩ Tuyết Sư vỗ cánh bay lên, mấy đạo thân ảnh cưỡi Thiên Sĩ Tuyết Sư bay ra phi linh môn, đầu tiên muốn đến là không gian trùng động, phải từ không gian trùng động đến Đông Hải Ma Vân Thành mới được. Lúc này đây đi Thánh Linh Cốc cứu viện là Lục Lâm Thiên, Dương Quá, Lục Tâm Đồng, Hắc Phũ, Kim Huyền, Lệ Quỷ còn có huyết mị tổng cộng 7 người, nếu tính cả Tuyết Sư mà nói là 8 cái, mang lên huyết mị, Lục Lâm Thiên cảm giác nói không chừng đến lúc đó có thể có công dụng. Dùng tốc độ của Thiên Sĩ Tuyết Sư, một lát sau đã đến không gian trùng động, lập tức theo không gian trùng động thẳng đến Đông Hải. Dạng núi lớn bao phủ trong sương mù, sơn mạch xanh ngắt một mảnh, ở chỗ sâu trong sơn mạch, tựa hồ nhận lấy cái gì kinh hãi, xa xa thỉnh thoảng có tiếng hô của yêu thú truyền ra. Trên một ngọn núi, có không dưới 500 thân ảnh đứng thẳng, thân ảnh đều thẳng tắp, khí tức lăng lệ ác liệt, trước bọn hắn cũng có không ít thân ảnh, ánh mắt trực tiếp nhìn quét trên ngọn núi. Lúc này trên ngọn núi khổng lồ phía trước, có một cổ khí tức không ngừng theo ngọn núi tràn ngập khuếch tán ra, làm cho không gian phụ cận cũng theo đó lắc lư, khí tức này để cho lòng người phát run, năng lượng bàng bạc càng lúc càng nồng nặc, để cho linh hồn người cũng càng ngày càng bị áp lực. Hải tượng trưởng lão, năng lượng chấn động lớn như thế, thiên tài địa bảo kia nhất định rất bất phàm. Một lão giả bộ dáng 50 tuổi, mặc trường bào màu lam nhạt, thân hình hơi mập mạp nhìn ngọn núi phía trước. Ánh mắt khiếp sợ thì thào nói, năng lượng chấn động kinh khủng, để cho linh hồn hắn nhận lấy áp chế cực lớn. Bảo vật này gây ra chấn động lớn như thế, tuyệt đối không phải vật phàm. Lão giả bị gọi là hải tượng trưởng lão kia, chính là một cái càng thêm mập mạp, tóc còn có chút ngốc, hết lần này tới lần khác làn da lại trắng nõn như thiếu nữ, để cho người nhìn xem, tuyệt đối thuộc về loại đã gặp qua là không quên được. Bất quá khí tức trên người lão giả này cũng cực kỳ khủng bố, trong lúc mơ hồ có năng lượng chấn động rất mạnh. Thánh Linh Phong này, luôn luôn là Thánh Linh Cốc chiếm lấy, người Thánh Linh Cốc đã sớm đợi ở đó à? Lão giả mặc trường bào màu lam nhạt nói. Thánh Linh Cốc không có gì phải sợ, ngược lại là người vi sinh ra cũng đến, như thế sẽ rất khó chơi. Hải tượng trưởng lão nói. Hải tượng trưởng lão, hiện tại Thánh Linh Cốc này gia nhập đế đạo minh, nên cần cố kỵ chút ít. Lão giả mặc trường bào màu lam nhạt hơi lo lắng, mắt tam giác híp lại, ánh mắt lập lòe. Nếu bình thường, ngược lại là cần cố kỵ thoáng một phát, bất quá gần đây có thể không cần cố kỵ, đế đạo minh này sợ là vì thiên địa minh đã nhức đầu rồi, như thế nào lại quản sự tình của Thánh Linh Cốc, nói toạc ra, Thánh Linh Cốc ở trong đế đạo minh cũng không có địa vị gì, cho nên không cần cố kỵ. Hải tượng trưởng lão lạnh nhạt nói. Ồ, người vi sinh gia tộc đến ngược lại cũng không ít a hát. Tiếng nói của hải tượng trưởng lão hạ xuống, ánh mắt nhìn chăm chú về phía trước. Trên một ngọn núi, giờ phút này cũng có trên trăm thân ảnh xuất hiện, khí tức đều cực kỳ bàng bạc, chút ít đi đầu, khí tức lại cực kỳ ẩn nấp, trong lúc vô hình để cho người cảm thấy áp lực. Tộc trưởng, bảo vật này hẳn là sắp thành thục a. Trên ngọn núi, một lão giả bận tố bào nhìn ngọn núi phía trước, ánh mắt rung động nói. Hẳn vậy. Bảo vật này lan ra năng lượng liền có thể tạo thành linh hồn uy áp, nhất định là trọng bảo. Được gọi là tộc trưởng, chính là một đại hán gần 50 tuổi, ánh mắt nhảy lên, cực kỳ thanh tịnh,
trầm giọng nói. Người Thánh Linh Cốc không cần cố kỵ, ngược lại là người Hải Sa Môn đã đến, chúng ta phải đề phòng một ít mới được. Trung niên đại hán nói. Trước ngọn núi, mắt thấy khí tức lan ra càng nồng đậm, ánh mắt đảo qua thân ảnh trên hai ngọn núi bên cạnh, sắc mặt của Dạ Vị Ương càng ngưng trọng lên. Hồ trưởng lão, có phải Bạch Cung Phụng tự mình đáp ứng nhất định sẽ phái người đến hay không? Dạ Vị Ương nhìn Hồ trưởng lão ở sau lưng hỏi. Cốc chủ, Lục trưởng môn đang bế quan, tin tức ngọc giản ta là tự mình giao cho Bạch Cung Phụng, Bạch Cung Phụng cũng nói nhất định sẽ phái người đến. Hồ trưởng lão nói, ánh mắt hướng bốn phía nhìn một chút, trong nội tâm cũng cực kỳ lo lắng, mình đã trở về mấy ngày, nhưng y nguyên không có nhìn thấy cường giả Phi Linh Môn đến cứu viện. Phi Linh Môn đã đáp ứng, vậy hẳn là sẽ có người đến. Hóa Linh Tôn giả nói, Phi Linh Môn đã đáp ứng, cái kia tự nhiên là sẽ đến, hiện tại ta sợ là Phi Linh Môn cường giả sẽ ở trên đường chậm trễ, hoặc là sẽ muộn một bước, vì sinh ra cùng Hải Sa Môn cường giả này, tựa hồ đến cũng không ít. Dạ Vị Ương khẽ thở dài. Hiện tại cũng chỉ có đợi, hy vọng Phi Linh Môn cường giả có thể kịp thời đuổi tới. Giải Linh Tôn giả nói. Bên ngoài không gian trùng động của Ma Vân Thành, bọn người Lục Lâm Thiên lặng yên không một tiếng động xuất hiện, nhưng vẫn đưa tới không ít đệ tử của Thiên Vân Đảo cùng Nhật Sát các chú ý, nhìn thấy thân ảnh của Lục Lâm Thiên, đều sửng sốt một chút, dù sao bọn người Lục Lâm Thiên nguyên một đám khí độ bất phàm, trai tài gái sắc, rất khó không làm cho chú ý, huống chi hiện tại có không ít người nhận thức Lục Lâm Thiên. Ra không gian trùng động, Thánh Linh Cốc ở vào phía Nam Đông Hải, từ Ma Vân Thành xuất phát. Ngược lại cũng có một chút khoảng cách, bất quá dùng tốc độ của Thiên Sĩ Tuyết Sư, ngược lại sẽ không quá lâu, tối đa không cần một ngày thời gian, cũng đủ để chạy tới. Ra không gian trùng động, trên một vùng biển không người, Thiên Sĩ Tuyết Sư hóa thành bản thể, mọi người ngồi trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư, nhắm mắt dưỡng thần. Lúc này đi Thánh Linh Cốc, Lục Lâm Thiên không lo lắng chút nào, thực lực của mình cùng Đại Ca Dương Quá lần nữa đã có tiến bộ, tăng thêm Kim Huyền, đội hình bực này. Coi như là đấu upsilon.ng đại môn đại phái ngăn cản, cũng có thể trực tiếp giết gà bay chó chạy. Xa xa phía chân trời, thân ảnh khổng lồ của Thiên Sĩ Tuyết Sư từ trong tầng mây xuyên thẳng qua, hai cánh chấn động, kéo ra một hồi thanh âm trầm thấp. Sau một lát, Lục Lâm Thiên bắt đầu ở trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư tu luyện địa cấp vũ kỹ bạo phong long vũ, theo thủ ấn từng đạo kết xuất, trong tay mang theo các đường vòng cung huyền ảo. Mà tu luyện bạo phong long vũ này, không đến nửa giờ, Lục Lâm Thiên liền có thể ngưng tụ ra, thủ ấn vừa kết, chung quanh đột nhiên gió nổi mây phun, năng lượng phong thuộc tính bàng bạc hội tụ đến, dọa đến Lục Lâm Thiên lập tức buông lỏng thủ ấn. Một màn này, để cho Kim Huyền cũng kinh ngạc, nửa canh giờ liền có thể thúc dục địa cấp vũ kỹ, quả thực là không cần tu luyện như thế nào là có thể thúc dục rồi. Lệ Quỷ, chúc mừng. Sau một lát, đột nhiên Lục Lâm Thiên nhìn Lệ Quỷ khẽ mỉm cười nói. Lệ Quỷ đang len lén đánh giá Kim Huyền, khí tức của lão nhân áo bào màu vàng này để cho hắn cảm giác được một loại nguy hiểm, cái này để cho hắn cực kỳ rung động, hắn thật không ngờ, Phi Linh Môn bây giờ còn có cường giả như vậy. Nhị thiếu gia, chúc mừng ta cái gì, ta có chuyện gì vui sao? Nghe vậy, Lệ Quỷ nghi hoặc nhìn Lục Lâm Thiên hỏi. Âm Quỷ cùng Dương Quỷ vừa mới đột phá vũ tôn cửu trọng. Lục Lâm Thiên cười nhạt một tiếng, khóe miệng cũng lộ ra vẻ cười tà. Hiện tại cực nhạc tam quỷ, thực lực lần nữa tăng một cấp độ, cho dù gặp gỡ cường giả như Kim Lang tôn giả cùng kỳ tôn giả, sợ cũng có thể dùng tam tinh trận trực tiếp đối kháng. Thật sự, Lệ Quỷ kích động, nhị đệ tam đệ đột phá vũ tôn cửu trọng, này cùng hắn đột phá cũng không có gì khác nhau, lập tức kích động đến hai tay nắm chặt lại với nhau, đứng dậy đối với Lục Lâm Thiên hành lễ, nói. Cảm ơn nhị thiếu gia tài bồi. Ngươi lại đa lễ rồi. Lục Lâm Thiên đưa tay ý bảo Lệ Quỷ đứng dậy, lúc trước lưu lại cực nhạc tam quỷ này, cũng là bởi vì cực nhạc tam quỷ rất trọng tình nghĩa, cho dù ba người có tiếng xấu, bất quá Lục Lâm Thiên cảm thấy, người có thể coi trọng thân tình, ngược lại sẽ không xấu đến nơi nào. Lục Lâm Thiên thoại âm rơi xuống, tâm thần khẽ động, trong tay hiển hiện thiên trụ giới, không gian gợn sóng lóe lên, Dương Quỷ cùng Âm Quỷ bay ra, hai người xuất hiện, khí tức trên người đã rất bất đồng, ánh mắt long lanh. Lập tức đối với Lục Lâm Thiên hành lễ, nói. Cảm ơn nhị thiếu gia tài bồi, giúp chúng ta đột phá. Được rồi, đứng lên đi. Lục Lâm Thiên nói, hai người này đột phá đến vũ tôn cửu trọng, khí tức cường hãn cũng không phải nhỏ tí tẹo.
Lúc này dương quỷ, âm quỷ mới đứng lên, đều cực kỳ kích động, bọn hắn bao nhiêu năm đều ngừng ở vũ tôn bát trọng đỉnh phong, lúc này đây đột phá, bọn hắn tự nhiên biết rõ là nguyên nhân gì. Cực nhạc tam quỷ, hồn độc trên người các ngươi, ta cũng giúp các ngươi giải đi. Lục Tâm Đồng đối với cực nhạc tam quỷ nói, hiện tại bố trí hồn độc cũng không có tác dụng quá lớn, ca ca cố ý muốn tải bồi ba người này, bố trí lên hồn độc, ngược lại sẽ để cho tu vi chịu ảnh hưởng. Cảm ơn tam tiểu thư. Tam quỷ nghe vậy, lần nữa kích động. Hoàng hôn, tà dương như máu, trời chiều như hoa, dãy núi bị nắng chiều che đậy, lộ ra một cổ khí tức dương cung bạt kiếm, trong sơn mạch, yêu thú sớm đã bị kinh hãi chạy tứ tán. Trên một ngọn núi, giờ phút này có không ít thân ảnh đứng thẳng, trong lúc mơ hồ có hai phe đội ngũ đem người thánh linh cốc vây quanh, ở trong hai phe đội ngũ, bên trái là một lão giả bận trường bào màu lam cùng một lão giả trắng nõn mập mạp làm đầu lĩnh, phía bên phải là một trung niên đại hán làm đầu lĩnh. Trần Trác, Phi Sinh Trường Địch, các ngươi muốn làm gì, đây chính là địa bàn của thánh linh giáo ta. Dạ Vị Ương nhìn chăm chú lão giả bận trường bào màu lam cùng trung niên đại hán, đôi mắt sáng cực kỳ ngưng trọng. Chê cười, nơi này lúc nào trở thành địa bàn của thánh linh cốc, cũng không có người thừa nhận, người thánh linh cốc có thể đi à. Lão giả bận trường bào màu lam gọi là Trần Trác cười lạnh nói. Đúng vậy, đây cũng không phải là địa bàn của thánh linh cốc có thể đi. Trường bào của Vi Sinh Trường Địch run lên, ánh mắt rơi vào trên người Âm Dương Vương Dạ Vị Ương, nói. Dạ Vị Ương, nếu ngươi không đi, muốn cùng ta trở về cũng được. Ha ha. Vi Sinh Trường Địch nói, để cho không ít người sau lưng hắn cười vang. Khá lắm Hải Sa Môn cùng Vi Sinh ra, coi thánh linh cốc ta dễ khi dễ đúng không? Ánh mắt Giải Linh Tôn giả trầm xuống, linh lực run run, khí thế bàng bạc lan ra. Giải Linh Tôn giả, ở trước mặt bản tôn, ngươi không cần phải đắc chí, thực lực của ngươi ở trước mặt bản tôn còn chưa đủ. Hải Tượng Trường Lão tiến lên, làn da trắng nõn cùng thân hình mập mạp, để cho người muốn không nhớ cũng khó, một cổ khí thế bàng bạc lập tức áp xuống, khí tức thất trọng vũ tôn, đem Giải Linh Tôn giả chỉ mới lục trọng linh tôn áp chế. Người thánh linh cốc còn chưa cút, vậy đừng trách ta không khách khí, muốn tranh giành bảo vật, cái kia cũng cần xem có thực lực hay không, hiện tại thánh linh cốc không có thực lực này. Sau lưng Vi Sinh Trường Địch, một lão giả áo bào màu vàng tiến lên hai bước, khí tức thất trọng vũ tôn bạo tuôn ra, đem khí tức của Giải Linh Tôn giả áp xuống. Mắt thấy người của Vi Sinh ra cùng Hải Sa Môn hùng hổ, đồng tử bọn người Dạ Vị Ương, Hàn Ngọc Tôn giả, Hóa Linh Tôn giả lập tức co rụt lại, chân khí linh lực bắt đầu run run, ánh mắt cực kỳ ngưng trọng. Vi Sinh ra cùng Hải Sa Môn là muốn cưỡng đoạt sao? Ánh mắt của Âm Dương Vương Dạ Vị Ương dần dần âm trầm, lạnh như băng nhìn chằm chằm vào hai phe đội hình. Chê cười, cái gì gọi là cưỡng đoạt, hết thảy dựa vào thực lực mà thôi, thánh linh cốc ngươi không có thực lực này. Liền thức thời đi thì tốt hơn. Trần Trác cười lạnh nói. Ánh mắt của Dạ Vị Ương trầm xuống, từ trên khí tức đến xem, Hải Sa Môn Hải Tượng Trưởng Lão cùng Vi Sinh gia tộc Vi Sinh Đốn Ngữ đều mạnh hơn Giải Linh Tôn giả. Lúc này rồi, cường giả của Phi Linh Môn còn chưa tới, hôm nay sợ là phải không biết tự lượng sức mình đổ máu rồi. Muốn cưỡng đoạt, thánh linh cốc ta cũng không phải quả hồng mềm, các ngươi cũng phải trả giá thật nhiều. Ánh mắt Dạ Vị Ương trầm xuống. Quạt xếp trong tay mở ra, khí thế lan tràn, lúc này cũng chỉ có liều mạng a. Đã không đi, vậy cũng chỉ có thể trách các ngươi tự tìm chết. Ánh mắt Hải Tượng Trưởng Lão nhấc lên, nhìn lão giả áo bào màu vàng nói. Vi Sinh Đốn Ngữ, dựa theo ước định của chúng ta, trước liên thủ đối phó Thánh Linh Cốc rồi nói sau. Chớ nói nhảm, trước giải quyết người Thánh Linh Cốc, chúng ta lại đọ sức, nhìn xem bảo vật kia cuối cùng là của ai. Vi Sinh Đốn Ngữ nhàn nhạt nói. Hừ, bản tôn sẽ cho các ngươi trả giá thật nhiều. Trong mắt Giải Linh Tôn giả lóe lên hàn mang, bàn tay nắm chặt, linh lực lập tức bạo tuôn ra, chung quanh run rẩy. Giải Linh Tôn giả, người thật là gian ngoan mất linh, chính mình muốn chết, ta cũng không ngăn cản. Nhìn thấy Giải Linh Tôn giả muốn động thủ, Hải Tượng Trưởng Lão khẽ lắc đầu, trong mắt hiện lên một vòng cười lạnh. Trong nháy mắt này, Hải Tượng Trưởng Lão đột nhiên đạp mạnh về phía trước, không gian trước người có chút lóe lên, lập tức xuất hiện ở trước mặt Giải Linh Tôn giả, bàn tay huy động, một cổ kình phong thủy thuộc tính cường hãn, mang theo khí tức áp bách, trực tiếp bao phủ Giải Linh Tôn giả ở trong đó. Tốc độ của Hải Tượng Trưởng Lão,
rõ ràng để cho giải linh tôn giả kinh ngạc, ánh mắt lập tức trầm xuống, cắn răng nâng tay, nương theo linh hồn lực, hung hăng va chạm mà đi. Bành! Hai đạo trưởng ấn đỡ upsilon.ng chạm, tiếng trầm đỡ upsilon, xê ầm ầm truyền ra, không gian hiển lộ khe hở đen kịt, kình phong tràn ngập, người xung quanh vội vàng lui về phía sau. Đạp đạp! Mà giải linh tôn giả cũng trong khoảnh khắc lảo đảo lui ra phía sau, mỗi lui ra một bước, mặt đất dưới chân liên tiếp rạn nứt ra, lui vài chục bước mới đứng vững. Hừ, lục trọng linh tôn còn chưa đủ. Thanh âm quát nhẹ vang lên, thoại âm của vi sinh đốn ngữ rơi xuống, hoàng mang lóe lên, thân ảnh lập tức nhảy ra, bàn chân chấn run mặt đất, một quyền ấn trực tiếp đánh tới sau lưng giải linh tôn giả. Hừ, giải linh tôn giả quát lạnh một tiếng, hoảng sợ quay người. Trong nháy mắt, trên người lóe ra lưu quang màu trắng chói mắt, che đậy lên một kiện linh hồn áo giáp, toàn thân tràn ngập lưu quang, cùng lúc đó, một quyền ấn bao lấy linh hỏa nóng bỏng đón chào. Quyền ấn đỡ upsilon.ng chạm, không gian ở dưới năng lượng đáng sợ như vậy trở nên vặn vẹo, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, thân ảnh hai người hoàn toàn bị thôn phệ vào bên trong. Bành! Theo không gian nổ tung, bộc phát ra một tiếng nổ mạnh tựa như sấm sét. Không gian phong bạo xé mở, xé ra một vết nứt không gian khủng bố đen kịch, vết nứt không gian kia, để cho tất cả mọi người nhìn cũng giật mình. Phốc phốc! Ngay sau đó, giải linh tôn giả miệng phun máu tươi, như đạn pháo bắn ngược mà ra, hung hăng ngã ở xa xa, trực tiếp đỡ upsilon.ng nát một tảng đá lớn. Y rắm cũng không phải. Giải linh trưởng lão, sắc mặt Dạ Vị Ương đại biến, trong mắt bắn ra hàn mang, quát lớn. Đệ tử Thánh Linh Cốc nghe lệnh, cùng bọn họ liều mạng. Giết! Trong mắt bọn người Hàn Ngọc Tôn Giả, Hóa Linh Tôn Giả hiện lên hàn ý, lập tức lao thẳng tới đám người vi sinh gia cùng Hải Sa Môn. Sát! Đệ tử vi sinh gia tộc cùng Hải Sa Môn, cũng trực tiếp lướt đi, từng đạo thân ảnh giao thủ lại với nhau, toàn bộ không gian run rẩy. Dạ Vị Ương, nhìn xem ngươi có bản lãnh gì? Trần Trác có chút cười lạnh, nhìn Dạ Vị Ương, trong mắt tam giác có chút tà quang. Bàn chân đạp mạnh mặt đất, dưới chân có tia sáng bạc trắng tiếp xúc đại địa, trên mặt đất đột nhiên có một cổ lực lượng va chạm lại với nhau. Ken két. Mặt đất cứng rắn, theo Trần Trác bước ra một bước, lại tựa như đậu hũ nghiền nát, đá vụn tung bay, trong nháy mắt, thân ảnh Trần Trác đã xuất hiện ở trước người Dạ Vị Ương, một đạo chảo ấn nắm tới đầu vai của Dạ Vị Ương. Hừ. Âm Dương Vương Dạ Vị Ương cắn chặt bờ môi, hừ lạnh một tiếng, quạt xếp trong tay run lên. Chân khí quanh thân bạo tuôn. Trên quạt xếp có một đạo lưu quang huy động, chân khí mênh mông bạo tuôn ra, điểm vào phía trên chảo ấn của Trần Trác. Phanh! Thanh âm âm bạo vang vọng, thân hình của Dạ Vị Ương lảo đảo lui ra phía sau mấy bước, sắc mặt trắng bệch, Trần Trác là cửu trọng vũ vương, nàng mới bát trọng vũ vương mà thôi, còn không cách nào chống lại Trần Trác. Trần Trác, ngươi không biết thương hương tiếc ngọc a? Một tiếng cười lạnh truyền ra, không gian gợn sóng lóe lên. Một thân ảnh xuất hiện ở trước người Âm Dương Vương Dạ Vị Ương, đúng là vi sinh gia tộc tộc trưởng vi sinh Trường Địch. Xíu, yêu yêu. Dạ Vị Ương không có chút do dự, không thể không nghênh tiếp lần nữa, quạt xếp trong tay mở ra, một đạo quang nhận hình cung cắt vỡ không gian, nhắm hướng vi sinh đốn ngữ bay đi. Thật có chút bưu hãn, ta là ưa thích đã lâu a. Vi sinh Trường Địch cười nhạt một tiếng, đột nhiên thủ ấn biến hóa, trong tay có một đạo linh lực bắn ra. Bành bành, lực công kích va chạm, không gian run lên, kinh khí khuếch tán đầy trời, thân hình của Âm Dương Vương lập tức bị đẩy lui, một cổ linh hồn lực bàng bạc mang tất cả, làm cho nàng nhận lấy không ít ảnh hưởng. Mà ngay lúc Dạ Vị Ương lảo đảo lùi lại, Trần Trác như quỷ mị xuất hiện ở bên cạnh nàng, một đạo trưởng ấn hùng hồn, không chút khách khí oanh kích, kinh lực lập tức chút xuống, muốn đánh tan đầu vai của Dạ Vị Ương. Cảm giác lực lượng cường hãn kia... Khuôn mặt như ngọc của Dạ Vị Ương hiển hiện vẻ tuyệt vọng, quay mắt về phía hai linh vương cùng vũ vương tu vi cao hơn nàng căn bản là khó có thể chống lại. Trong nháy mắt này, trưởng phong hùng hồn ầm ầm lao tới, nhưng mà khi sắp rơi vào trên vai Dạ Vị Ương, trong lúc điện quang hỏa thạch, một thân ảnh áo bào xanh dùng một loại góc độ không thể tưởng tượng nổi xuất hiện ở trước người Dạ Vị Ương, phất ống tay áo quét qua, một cổ lực lượng vô hình đột nhiên hiện lên. Phanh! Âm thanh âm bạo vang vọng. Lực lượng va chạm, nhìn như cũng không có mạnh bao nhiêu, nhưng lại dễ dàng đánh sơ xác công kích của Trần Trác. Phốc phốc. Cùng lúc đó, trong miệng Trần Trác phun ra máu tươi, ánh mắt kinh hãi.
phanh. Ngay cả thân ảnh trước người cũng không có nhìn rõ ràng, thân hình cũng không biết là chuyện gì xảy ra, lập tức hóa thành mảnh vỡ, huyết vụ tản ra. Biến cố đột nhiên như thế, để cho tất cả mọi người đang giao thủ kinh ngạc, lực công kích trong tay đều đình chỉ, mà Dạ Vị Ương chỉ sửng sốt một chút, liền ngẩng đầu, đôi mắt sáng rơi vào thân ảnh trước người, trên mặt lập tức hiện ra kinh hỉ, nghẹn ngào nói. Lục Minh Chủ, người rốt cuộc đã tới. Thật có lỗi, đã tới chậm một ít. Ánh mắt của Lục Lâm Thiên quét qua đỉnh núi, lúc này mới quay đầu lại, rơi vào trên người Dạ Vị Ương, khẽ mỉm cười nói. Những tạp chủng này chính là vi sinh ra cùng Hải Sa Môn sao? Không muộn, vừa vặn rất đúng lúc. Dạ Vị Ương nói nhỏ. Bọn hắn đúng là người của Hải Sa Môn cùng vi sinh ra, người vừa mới giết, là Hải Sa Môn trưởng môn Trần Trác. Dạ Vị Ương không lo lắng Lục Lâm Thiên giết Hải Sa Môn Trần Trác sẽ như thế nào, Lục Lâm Thiên ngay cả cường giả như Khôn Dương Đảo đảo chủ cũng dám giết, giết một Hải Sa Môn trưởng môn, cái này còn không phải tựa như chơi sao. Tiểu tử mắng ai là tạp chủng? Ánh mắt vi sinh đốn ngữ trầm xuống, nghi hoặc nhìn Lục Lâm Thiên, âm thầm có chút kỳ quái, thực lực của thanh niên này, hắn dĩ nhiên nhìn không ra chút nào, hoàn toàn không có khí thức gì chấn động. Nói ngươi là tạp chủng chứ ai? Nhị thiếu gia nói ngươi là tạp chủng, đó là để mắt ngươi rồi. Một thanh âm truyền đến, giữa không trung, lập tức có mấy đạo thân ảnh rơi xuống, khí thế để cho nhân tâm rung động. Từng đạo thân ảnh rơi xuống, đúng là Cực Nhạc Tam Quỷ, Dương Quá, Lục Tâm Đồng, Kim Huyền, Tuyết Sư, Huyết Mị. Lục Minh Chủ đã đến, là Lục Minh Chủ. Trong nháy mắt này, không ít cường giả của Thánh Linh Cốc sau khi sững sờ, đều phục hồi tinh thần lại, Giải Linh Tôn Giả, Hóa Linh Tôn Giả, Hàn Ngọc Tôn Giả, lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ, Lục Minh Chủ đã đến, hết thảy đều không còn vấn đề. Bái kiến Lục Minh Chủ. Cường giả Thánh Linh Cốc lập tức thối lui đến bên người Lục Lâm Thiên hành lễ. Chư vị miễn lễ. Lục Lâm Thiên cười nhạt một tiếng, ánh mắt giống như cười mà không phải cười nhìn chăm chú đám người vi sinh ra cùng Hải Sa Môn đang có chút kinh ngạc. Lục Minh Chủ. Nghe được chúng cường giả Thánh Linh Cốc xưng hô, không ít người của vi sinh ra cùng Hải Sa Môn nhíu mày, ánh mắt lập tức biến hóa. Lục Minh Chủ, trên đại lục này còn có mấy cái Lục Minh Chủ a? Lục Lâm Thiên. Chẳng lẽ ngươi là Lục Lâm Thiên? Vi sinh đốn ngữ vốn đang nổi giận thanh niên này dám nhục mạ hắn, đột nhiên nhớ tới lai lịch của thanh niên trước mắt này, trong nội tâm run lên, những năm này, sự tình của Linh Vũ Chiến Tôn, đã sớm truyền khắp đại lục. Hải tượng trưởng lão bởi vì Trần Trác chết, vốn đang muốn tiến lên, nghe được thân phận của Lục Lâm Thiên, liền lui về phía sau một bước, ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú thân ảnh kia. Không nghĩ tới còn có người nhận thức ta. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Thật sự là Lục Lâm Thiên. Hắn là Linh Vũ Chiến Tôn Lục Lâm Thiên, đế đạo Minh Minh Chủ. Không xong, hắn làm sao sẽ tới, tựa hồ là cùng Thánh Linh Cốc có quan hệ rất sâu a hát. Nhìn chăm chú lên Lục Lâm Thiên, người của vi sinh gia tộc cùng Hải Sa Môn lập tức đại biến, người có tên, cây có bóng, Linh Vũ Chiến Tôn Lục Lâm Thiên sớm đã vang danh thiên hạ, lúc này những người kia nghe được danh hào của Lục Lâm Thiên. Cũng đủ để dọa lùi mấy bước rồi. Lục Minh Chủ, hôm nay là việc tư của vi sinh gia tộc cùng Thánh Linh Cốc chúng ta, kính xin Lục Minh Chủ bán vi sinh gia tộc chúng ta một cái mặt mũi. Mắt thấy Lục Lâm Thiên, sắc mặt vi sinh đốn ngữ biến hóa, tức giận sớm đã bay đi đâu mất. Mặt mũi của vi sinh gia tộc rất lớn sao, chỉ tiếc ở trước mặt ta, ngay cả cái rắm cũng không bằng, ta dựa vào cái gì cho vi sinh gia ngươi mặt mũi. Lục Lâm Thiên vẫn cười nhàn nhạt. Ánh mắt lấp lóe, sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn nói, nếu thuận tiện, liền hảo hảo giáo huấn vi sinh gia tộc cùng Hải Sa Môn thoáng một phát, Lục Lâm Thiên tự nhiên là sẽ không quên. Lục Minh Chủ, hôm nay lưu một đường, ngày khác dễ tương kiến, vi sinh gia tộc ta cũng không phải dễ trêu. Ánh mắt vi sinh đốn ngữ lấp lóe, cố nén tức giận trong lòng. Gặp con mẹ ngươi, vi sinh gia tộc ngươi cũng xứng, muốn ăn đòn. Lệ Quỷ quát, nhìn thần sắc của nhị thiếu gia. Đã biết rõ mình nên làm như thế nào rồi, bước ra một bước, thân ảnh lóe lên, trực tiếp xuất hiện ở trước người vi sinh đốn ngữ. Thật mạnh, nhìn thấy Lệ Quỷ xuất hiện ở trước người, sắc mặt vi sinh đốn ngữ đại biến, nói. Các ngươi thật muốn đắc tội vi sinh ra chúng ta sao, phải nghĩ kỹ hậu quả a. Thật sự cho mình rất cao a, vi sinh gia tộc các ngươi không phải có năm lão bất tử sao, bản tôn còn không sợ a.
Tựa hồ lệ quỷ đối với vi sinh ra rất tinh tường, chẳng muốn nói nhảm, chân khí thủy thuộc tính bắt đầu khởi động, không trung lăng không ướt át, toàn bộ không gian quanh quẩn ra hơi nước nhàn nhạt, hắn vừa động, năng lượng thiên địa liền biến hóa. Xùy tương đương, không có bất kỳ đình trệ, cơ hồ là hoa mắt, lệ quỷ trực tiếp phá không, tựa như quỷ mị xuất hiện ở trước người vi sinh đốn ngữ, chảo ấn mang theo một chuỗi tàn ảnh cũng theo tới, bắn ra một cổ lam mang chói mắt, trước chảo ấn, năm vết nứt không gian lộ ra không gian đen kịt, tiếng xé gió bén nhọn mang theo bạo tạc nổ tung, trong nháy mắt bao phủ vi sinh đốn ngữ. Bắt đầu tinh quyền, một tiếng quát nhẹ từ trong miệng vi sinh đốn ngữ truyền ra, mắt thấy lệ quỷ đánh tới một chảo, tựa hồ đã chuẩn bị kỹ càng, năng lượng thổ thuộc tính bàng bạc phi tốc hội tụ thành một quyền ấn khổng lồ. Trong điện quang hỏa thạch, quyền ấn chảo ấn lập tức đỡ upsilon.ng chạm, không có hoa chiêu gì, trực tiếp đỡ upsilon.ng vào nhau. Oanh! Hai đạo công kích trong nháy mắt tựa như thiên thạch đỡ upsilon.ng nhau, trong sát na va chạm kia, không gian trực tiếp nghiền nát, không trung run rẩy. Không biết tự lượng sức mình. Lệ quỷ khẽ quát một tiếng, vào lúc này, chảo ấn của lệ quỷ trực tiếp phá hủy quyền ấn của vi sinh đốn ngữ, chảo ấn xé rách không gian, một cổ kình khí kinh khủng như vòng tròn, đột nhiên khuếch tán ra, không gian uốn éo, trong nháy mắt giống như bôn lôi rơi vào trên bờ vai vi sinh đốn ngữ. Tạch! Chảo ấn rơi xuống, truyền ra âm thanh xương cốt đứt gãy, tiếp theo trong nháy mắt, một cánh tay của vi sinh đốn ngữ đã bị lệ quỷ kéo đứt xuống. A hát! Vi sinh đốn ngữ kêu thảm một tiếng, máu tươi rơi vãi mà ra, ngay khi thân ảnh hắn muốn lùi lại, lệ quỷ đã lần nữa xuất hiện ở trước người hắn, khóe miệng mang theo nụ cười lạnh. Chạy không thoát, lão quỷ của vi sinh gia tộc ngươi đến cũng không thể nào cứu được ngươi. Thoại âm rơi xuống, trong tay lệ quỷ có một đạo cấm chế rơi vào trên người vi sinh đốn ngữ, ngắn ngủn một cái chớp mắt, hết thảy không đến hai cái nháy mắt thời gian, vi sinh đốn ngữ đường đường là thất trọng vũ tôn, đã bị lệ quỷ bắt giữ. Thật mạnh! Đối với cường giả của vi sinh gia tộc mà nói, thực lực của vi sinh đốn ngữ là tất cả mọi người đều biết đến, trong gia tộc ngoại trừ 5 vị lão tổ gia, thực lực tuyệt đối là cường hãn nhất, không nghĩ tới ngắn ngủn nháy mắt thời gian, đã bị bắt giữ. Tộc trưởng vi sinh Trường Địch cũng há hốc mồm, cái này cũng quá bất khả tư nghị đi, thực lực của đối phương dĩ nhiên cường hãn đến mức này. Hải Sa Môn Hải Tượng trưởng lão cũng trợn tròn mắt, thực lực của vi sinh đốn ngữ hắn tự nhiên là biết rõ. Đối phương có thể nháy mắt bắt giữ vi sinh đốn ngữ, hắn còn dám động thủ sao, trên trán lập tức chảy ra mồ hôi lạnh. Lục Minh Chủ, thật đắc tội, bảo vật này Hải Sa Môn ta không dám nhúng chàm, cáo từ trước, đệ tử Hải Sa Môn mau lui lại. Trong nội tâm Hải Tượng trưởng lão đại biến, hiện tại hắn còn muốn nhúng chàm bảo vật kia, kia là tìm chết, Hải Sa Môn có thể ở Đông Hải một mực không hiển sơn lộ thủy, cái kia cũng là bởi vì Hải Sa Môn xem thời cơ rất nhanh. Hải Sa Môn đã nghĩ chạy sao? Ánh mắt của Lục Lâm Thiên nhàn nhạt đảo qua. Lục Minh Chủ xin phân phó, có thể làm, Hải Sa Môn ta tuyệt đối không chối từ. Hải Tượng trưởng lão nhìn Lục Lâm Thiên hỏi. Không cần như vậy, các ngươi muốn đi cũng được, muốn đi tự phế tu vi là tốt rồi, bằng không không cần đi à. Lục Lâm Thiên vẫn mỉm cười nói. Lục Minh Chủ, người đây là ý gì, Hải Sa Môn ta ở Đông Hải, ngay cả Thiên Vân Đảo. Tinh Ngục Các cũng phải cho vài phần mặt mũi. Hải Tượng trưởng lão cố nén tức giận, tự phế tu vi, đây đối với tu luyện giả mà nói, cùng chết không có gì khác nhau, ở trong Đông Hải, coi như là Thiên Vân Đảo, cũng phải cho Hải Sa Môn vài phần mặt mũi. Thật sao, chỉ tiếc ta không phải mặt mũi của ai cũng cho, các ngươi không tự phế tu vi, vậy đều chết đi. Lục Lâm Thiên cười nhạt một tiếng, tiếng nói từ từ rơi xuống. Hừ! Đệ tử Hải Sa Môn nghe lệnh, cùng bọn họ liều mạng. Hải Tượng trưởng lão lớn tiếng quát, nắm đấm nắm chặt, các đốt ngón tay phát ra thanh âm rắc rắc, trong mắt sốt cục hiện ra một vòng dữ tợn, quát. Giết! Nghe được mệnh lệnh của Hải Tượng trưởng lão, Hải Sa Môn đệ tử không dưới mấy trăm người, không ít vương cấp cũng ở trong đó, ánh mắt có chút do dự chớp động một hồi, liền gầm lên giận dữ, nguyên một đám nắm chặt vũ khí hình thù kỳ quái, mang theo một cổ khí tức lăng lệ ác liệt. Chân khí linh lực run run mà ra, đội hình mấy trăm người, đều là tinh nhuệ của Hải Sa Môn, khí tức này cực kỳ bất phàm. Giết! Ở trong vi sinh gia tộc, vi sinh Trường Địch hạ lệnh, lúc này nếu không liên thủ với Hải Sa Môn, vi sinh gia tộc càng không cách nào rời đi, nhìn thấy người Hải Sa Môn phát động công kích,
vẻ mặt cường giả vi sinh gia tộc cũng biến đổi, đồng dạng nắm chặt vũ khí. Sát! Lúc này cường giả thánh linh cốc đã không còn sợ rồi, Lục Minh chủ tự mình đến, bọn hắn còn có cái gì phải lo lắng, mà ngay lúc bọn hắn muốn tiến ra chiến đấu, liền thấy một thân ảnh màu đỏ như máu xuất hiện ở trước mặt cường giả thánh linh giáo. Thân ảnh màu đỏ như máu xuất hiện, mang theo tư thái cực kỳ bay bổng, mái tóc tựa như máu tươi chảy xuống, rủ xuống đến kiểu đồn ngạo nghễ ưỡn lên, để cho người nhìn xem mà tim đập nhanh, trên người mặc một bộ trang phục màu đỏ như lửa, bao khỏa lấy đường cong bay bổng, càng thêm dụ hoặc, để cho ánh mắt đám người Hải Sa Môn cùng vi sinh gia tộc lập tức ngốc trệ thoáng một phát, cô gái này thật sự là quá mức yêu mị. Thị huyết linh phong. Mấy cường giả thánh linh cốc như giải linh tôn giả tự nhiên là nhận thức huyết mị, ban đầu ở tử vong thâm uyên, đã từng thấy qua huyết mị ra tay. Nhìn thấy có huyết mị ở phía trước, giải linh tôn giả lập tức phất tay để cho đệ tử thánh linh cốc lui xuống, một hai cường giả thánh linh cốc nhìn vi sinh ra cùng Hải Sa Môn, trong mắt nổi lên cười lạnh. Trong nháy mắt, huyết mị nhìn mọi người Hải Sa Môn cùng vi sinh ra, ánh mắt lạnh lẽo, một cổ khí tức bạo ngược lập tức tràn ra. Là linh thú, đều lên cho ta. Vi sinh trường địch khẽ quát một tiếng, cảm giác được khí tức linh nguyên trên người nữ tử yêu mị kia, tuy bất phàm, nhưng lúc này cũng không thể khoanh tay chịu chết, liều mạng thoáng một phát, đến lúc đó nói không chừng còn có cơ hội đào tẩu, chỉ cần mời ra 5 vị lão tổ, liền không cần e ngại bọn người Lục Lâm Thiên rồi. Hắn cắn răng, một tấm lụa linh lực bay ra, mang tất cả hướng về phía huyết mị. Muốn chết! Mắt thấy tấm lụa linh lực trong tay vi sinh trường địch tịch cuốn tới, ánh mắt huyết mị có chút lấp lóe, huyết sắc quang mang lóe lên, quang mang huyết sắc này lộ ra hung sát khí, bao lấy thân ảnh của nàng, không gian chung quanh đột nhiên xuất hiện rung rung. Siêu, siêu, thanh âm xé gió đại tác, ở trong quang mang huyết sắc, mảng lớn châm mang huyết sắc bắn tới tấm lụa linh lực của vi sinh trường địch, vô số tiêm mang bén nhọn phá không mà ra, mỗi một đạo tiêm mang đều có lực xuyên thủng không gian. Tốc độ đã đến tình trạng cực kỳ khủng bố, tựa như mưa to bao phủ không gian. Ken két. Trong nháy mắt, tấm lụa linh lực của vi sinh trường địch cùng tiêm mang va chạm lại với nhau, tấm lụa linh lực trực tiếp bị phá hủy, mà tiêm mang chẳng chịt thì phá không bao phủ về phía hắn. Bát giai linh thú. Trong nháy mắt này, sắc mặt vi sinh trường địch đại biến, kinh hãi lùi lại, quanh thân bố trí linh lực hộ thân, bát giai linh thú hắn nào dám trêu chọc. Siêu, siêu. Chỉ là giờ phút này, hắn nhanh, châm mang chằng chịt kia càng nhanh hơn, châm mang trực tiếp rơi vào linh lực hộ thân của hắn, không nhìn linh lực hộ thân, lập tức chui vào. A hát! Dưới châm mang chằng chịt, vi sinh trường địch kêu thảm một tiếng, toàn thân biến thành màu đen, thân hình hóa thành một vũng máu. Siêu, siêu! Châm mang chằng chịt phô thiên cái địa tiếp tục mang tất cả, vi sinh trường địch cũng không có ngăn cản bao nhiêu huyết sắc châm mang, cũng cùng một thời gian. Tất cả bao phủ tới đám người vi sinh ra cùng Hải Sa Môn. A hát! Lập tức tiếng kêu thảm thiết truyền ra, châm mang huyết sắc rơi xuống, mảnh lớn đệ tử vi sinh ra cùng Hải Sa Môn ngã xuống. Coi chừng, mau lui lại! Tôn cấp cường giả của vi sinh gia tộc cùng Hải Sa Môn hét lớn, trường bào run run, chân khí linh lực mang tất cả mà ra, mới ngăn cản mảnh lớn châm mang ở bên ngoài. Xèo, xèo! Thời điểm huyết sắc châm mang bị ngăn cản, trong quang mang huyết sắc đột nhiên run lên, một thanh âm bén nhọn kỳ dị, như là thiên địa sấm sét, trong giây lát từ trong tia máu bạo xông ra, thanh âm kỳ dị kia hóa thành âm ba thực chất, như là phong bạo, ở giữa không trung mang tất cả mà ra, không gian gợn sóng bị sốc lên, toàn bộ không gian run rẩy. A hát! Trong âm thanh kỳ dị, tiếng kêu thảm thiết liên tục, đệ tử của vi sinh ra cùng Hải Sa Môn giống như thủy triều, thất khiếu chảy máu mà vong, một tên tiếp một tên ngã xuống. Âm ba kia vô khổng bất nhập chỗ nào cũng có ở trong sóng âm xen lẫn linh hồn công kích cự mạnh, chui thẳng vào linh hồn không gian, người bình thường sao chống cự nổi. Coi chừng, đây là sóng âm công kích linh hồn. Mấy tu vi tôn cấp hét lớn, sắc mặt đều kinh hãi, từng người bố trí hộ thân cương khí, hướng huyết mị ra tay công kích. Muốn chết! Tuyết sư khẽ quát một tiếng, thân hình hùng vĩ dẫm trận tại chỗ mà ra, áo bào trắng run lên, yêu nguyên phô thiên cái địa. Lập tức có một cổ phong bạo cực lớn chấn vỡ không gian, ngăn cản tất cả tôn giả công kích. Chấn động cường hãn, trong đám người, ánh mắt của Hải Tượng trưởng lão lóe lên, thân ảnh thừa cơ phá không trốn chạy, để cho đệ tử Hải Sa Môn động thủ, hắn biết rõ không cách nào chống lại bọn người Lục Lâm Thiên, vi sinh đốn ngữ một chiêu đã bị bắt giữ, đây đã chứng minh những người kia khủng phố,
cho nên chỉ muốn thừa dịp loạn trốn mà thôi. Về phần người hải sa môn, chết thì chết, tính cách của hắn vốn là tử đạo hữu bất tử bần đạo, mình sống sót là tốt rồi. Muốn chạy, để thất trọng vũ tôn như ngươi chạy thoát, về sau bản tôn cũng không cần đi ra xấu hổ chết người ta rồi. Một tiếng quát nhẹ rơi xuống, âm quỷ mang theo thân hình mập mạp, trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước người hải tượng trưởng lão. Xùy tương đương tương đương. Hải tượng trưởng lão vừa mới xé mở không gian trước người, đột nhiên có một cổ khí tức cực lớn bạo tuôn đến, khí tức này quá cường hãn, để cho hắn không dám chủ quan chút nào. Trong điện quang hỏa thạch, hải tượng trưởng lão lập tức quay người, sắc mặt trầm xuống, một cổ chân khí thủy thuộc tính giống như gợn sóng mang tất cả, ngưng tụ thành một đầu cự mãng cự lớn, cự mãng vặn vẹo không gian, mang theo khí thế bàng bạc, nhắm thẳng âm quỷ lướt đi, toàn bộ không gian run lên. Thực lực chưa đủ, còn không tạo được uy hiếp. Nhìn qua cự mãng lao tới kia, âm quỷ đập mạnh bước chân, trong giây lát bàn tay mở ra, trong tay, hào quang phong thuộc tính quanh quẩn mà ra, chân khí phong thuộc tính kích xạ, hóa thành một quang nhận bạch sắc, nhắm tới lam sắc cự mãng bổ đi. Tạch! Hai cổ công kích ầm ầm chạm vào nhau, quang nhận màu trắng đánh xuống, khe hở không gian lóe lên, lam sắc cự mãng nhìn như hung thần khổng lồ, lại bị chặt đứt, lam sắc cự mãng hóa thành sương mù khuếch tán ra. Xùy tương đương tương đương. Trong hơi nước đầy trời, âm quỷ vung tay áo lên, thân hình trực tiếp hóa thành một tia chớp mãnh liệt bắn ra, mang theo từng đạo tàn ảnh, một đạo cấm chế ầm ầm rơi vào trên người hải trưởng trường lão căn bản không kịp trốn tránh. Siêu, siêu. Cấm chế rơi xuống, hải tượng trưởng lão trực tiếp bị giam cầm, ánh mắt lập tức kinh hãi. Bang bang. Chết đi. Dương quỷ đi tới bên cạnh tuyết sư, một trường đánh ra, ba tôn cấp bắn ngược. Trong miệng phun ra huyết vụ, thân hình cũng trực tiếp trở thành mảnh vỡ. Bang bang! Tuyết sư phất tay, một vòi rồng cự lớn mang đi tất cả, lại là mảnh lớn đệ tử hải sa môn bị cuốn lấy, thân hình bị phong nhận cắt nát. Xèo, xèo! Dưới âm ba công kích linh hồn của huyết mị, mảnh lớn đệ tử hải sa môn thành phiến ngã xuống, nguyên một đám linh hồn bị phá hủy mà vong, tiếng kêu thảm thiết vang vọng đất trời. Vi sinh ra cùng hải sa môn tổng cộng có không dưới 600 người, lại ở trong khoảng thời gian cực ngắn, ngoại trừ số ít mấy cái trọng thương hoảng sợ bỏ trốn ra, mấy trăm người khác đều bị đánh chết. Mấy người đào tẩu, Lục Lâm Thiên cũng không có truy, ánh mắt ý bảo, cũng không có để cho tuyết sư đuổi giết. Hô! Giờ phút này, toàn bộ người thánh linh cốc cũng không khỏi lên tiếng kinh hô, cái này quá rung động rồi, trong nháy mắt ngắn ngủn mà thôi. Hải sa môn cùng vi sinh ra mới vừa rồi còn hung hăng càn quấy vô cùng, đã bị đánh chết trên mặt đất, cái này là thực lực bực nào. Tất cả đệ tử thánh linh cốc, nhìn xem huyết mị, tuyết sư, còn có cực nhạc tam quỷ ra tay, kinh ngạc đến cái cằm cũng khó có thể thu, cường giả đi qua tử vong thâm uyên còn đỡ một ít, đây đối với những đệ tử thánh linh cốc chưa từng đi tử vong thâm uyên mà nói, quả thực là nghẹn họng nhìn chân chối, nguyên lai thực lực của cường giả, còn có thể cường hãn đến một bước kia. Trong đôi mắt âm dương vương giả vị ương cũng là dị sắc chớp động, tu vi của vi sinh gia tộc vi sinh đốn ngữ cùng hải sa môn hải tượng trưởng lão, nàng là biết rõ một chút, cũng không phải kinh ngạc thực lực của Lục Lâm Thiên, vừa rồi Lục Lâm Thiên chỉ hơi chút ra tay mà thôi, nàng kinh ngạc là thực lực của cực nhạc tam quỷ, tựa hồ lần nữa tiến bộ không ít, về phần thực lực của Lục Lâm Thiên, nàng đã không cần phải kinh ngạc, vũ tôn cửu trọng cũng có thể đánh chết, còn có cái gì đáng ninh ngạc. Nhị thiếu gia. Hai thằng này xử trí như thế nào? Lệ quỷ cùng âm quỷ đến bên người Lục Lâm Thiên, trong tay đã bắt được vi sinh đốn ngữ cùng hải tượng trưởng lão. Giữ đi, sẽ có cá lớn đến đòi người. Ánh mắt của Lục Lâm Thiên nhàn nhạt quét hai người kia, thực lực hai người này ở vi sinh ra cùng hải sa môn cũng hẳn là cực cao, bất quá dựa theo tin tức của phi linh môn cùng nam thúc, trong hai sơn môn này còn có cường giả, vi sinh gia tộc chính là ngũ vị lão tổ, hải sa môn là ba sư huynh đệ. Muốn đối phó hải sa môn cùng vi sinh ra này, Lục Lâm Thiên tự biết đối phó mấy người này sợ là xa xa không đủ, đã động, liền triệt để một ít, bằng không về sau sẽ có phiền toái vô cùng vô tận, thực lực của vi sinh ngũ tổ cùng ba cường giả hải sa môn kia tuyệt đối là không kém. Cảm ơn Lục Minh Chủ tương trợ. Dạ vị ương đến trước người Lục Lâm Thiên, mỉm cười, trên vạt áo màu trắng, còn có chút vết máu nhàn nhạt khô héo. Dạ cốc chủ thương thế không nhẹ. Vẫn là trước chữa thương a. Lục Lâm Thiên nói, cũng nhìn ra, lúc này Dạ Vị Ương bị thương không nhẹ. Không có gì đáng ngại, có Lục Minh Chủ đến,
liền không xảy ra nhiễu loạn gì rồi. Dạ Vị Ương dịu dàng cười, rõ ràng là trang phục nam tử, lúc này cười cười, lại có chút động dung, càng lộ ra một loại khí khái hào hùng. Cái này cũng không nhất định, ta đoán chừng không bao lâu nữa, cường giả của Vi Sinh gia cùng Hải Sa Môn sẽ đến. Lục Lâm Thiên khẽ cười nói, có Lục Minh Chủ cùng Trọng Kiếm Vô Phong, Độc Linh Ma Nữ, còn có Cực Nhạc Tam Quỷ, ta nghĩ coi như là những đại môn đại phái kia đến cũng vô dụng, cũng sẽ bị giết sạch mà về. Dạ Vị Ương nói, có Linh Vũ Chiến Tôn tự thân đến, lúc này nàng không lo lắng chút nào. Cái này là địa phương xuất hiện trọng bảo sao? Lục Lâm Thiên cười nhạt một tiếng, ánh mắt nhìn về ngọn núi sau lưng, mặt trời chiều ngã về tây, tà dương bao phủ ngọn núi, để cho nó giống như kim quang rạng rỡ, một cổ năng lượng bàng bạc lan tràn ra, trên ngọn núi lan tràn ra năng lượng cực kỳ thần dị, như chuyên môn nhằm vào linh hồn, dưới năng lượng bực này, để cho linh hồn người nhìn không được run lên. Năng lượng như thế khuếch tán, thời điểm Lục Lâm Thiên trên đường đến, xa xa đã bị nó hấp dẫn đến, giờ phút này đến dưới ngọn núi, trình độ năng lượng nồng đậm càng thêm đáng sợ. Đúng vậy, cái này là địa phương sẽ xuất hiện trọng bảo. Dạ Vị Ương nói, lực lượng kia cực kỳ áp chế linh hồn, có lẽ là thiên tài địa bảo cùng linh hồn có quan hệ, cấp độ tuyệt đối sẽ không thấp. Ánh mắt của Lục Lâm Thiên biến đổi, dưới linh hồn uy áp, ngược lại cũng có thể suy đoán ra một ít, thiên tài địa bảo muốn xuất hiện sợ là hơn phân nửa sẽ cùng linh hồn có quan hệ, mà năng lượng uy áp bực này, cấp độ của bảo vật muốn xuất thế, tuyệt đối cũng sẽ cực cao. Nơi này sao lại đột nhiên xuất hiện bảo vật như thế? Lục Lâm Thiên nói. Ánh mắt Dạ Vị Ương nhìn qua Lục Lâm Thiên, đôi mắt dễ thương có chút lóe lên, nói. Nơi đây gọi là Thánh Linh Phong, chính là trọng địa của Thánh Linh Cốc ta, bình thường linh khí tràn đầy, ở trên ngọn núi này tu luyện, đối với linh hồn có chỗ tốt thật lớn, tốc độ linh lực cũng có thể đề cao không ít. Lại có nơi tốt như thế. Lục Lâm Thiên nói, dựa theo lời của Dạ Vị Ương, cái này tuyệt đối là bảo địa rồi. Dạ Vị Ương khẽ ngẩng đầu, đối với Lục Lâm Thiên nói. Không dối gạt Lục Minh Chủ, Thánh Linh Cốc ta là do một tay lão tổ sáng chế, lúc trước thời điểm vị lão tổ kia thành lập Thánh Linh Cốc, cũng là bởi vì Thánh Linh Phong này, cho nên mới lựa chọn ở đây khai sơn lập phái. Lão tổ một mực suy đoán, Thanh Long Phong này, mấy ngàn năm sau, nhất định sẽ xuất hiện thiên tài địa bảo kinh thiên động địa, không nghĩ tới bây giờ trở thành thực tế. Vị lão tổ kia của Thánh Linh Cốc, tuyệt không phải người thường a hát. Lục Lâm Thiên nghe vậy cũng cực kỳ sợ hãi thán phục, còn có người có bản lãnh như thế, dĩ nhiên có thể suy đoán chuyện ở mấy ngàn năm sau, một là lúc trước đã nhìn ra mánh khóe, hai là nhân vật tuyệt thế rồi, cũng chỉ có hai loại khả năng này. Nâng lên vị lão tổ kia, Dạ Vị Ương không lưu dấu vết có chút than nhẹ, lập tức nói. Lục trưởng môn, thiên tài địa bảo này sắp xuất thế, lần này cảm ơn Lục trưởng môn tương trợ, đợi bảo vật này xuất thế, Thánh Linh Cốc nhất định vô cùng cảm kích, nếu có thể, nhất định sẽ không mất một phần của Lục trưởng môn. Dạ Cốc chủ khách khí, bất kể là thiên tài địa bảo gì, Lục Lâm Thiên ta tuyệt đối sẽ không nhúng chàm, dùng quan hệ của Phi Linh Môn chúng ta cùng Thánh Linh Cốc, không cần như thế. Lần trước Phi Linh Môn gặp nạn, Thánh Linh Cốc tiến về Thiên Môn Cốc tương trợ, còn không có nói lời cảm tạ đây này. Lục Lâm Thiên nói, lời này nói thật dễ nghe, nhưng trong lòng thì cũng đành chịu, chuyện sư phụ phân phó, Lục Lâm Thiên là không dám vi phạm, bằng không đừng nói là Dạ Vị Ương tự mình mở miệng, coi như là không mở miệng, Lục Lâm Thiên cũng sẽ đòi hỏi một ít. Cái này, cái kia liền cảm ơn Lục Minh Chủ rồi. Dạ Vị Ương nói. Thái độ của Lục Lâm Thiên làm cho nàng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới lúc này đây hỗ trợ, lại không để cho mình cảm tạ. Trước đó tuy Thánh Linh Cốc tương trợ Phi Linh Môn, nhưng cuối cùng lại nhận được chỗ tốt cực lớn, một chút cũng không có hại chịu thiệt, ngược lại là lợi nhuận đủ tiện nghi trở về. Người trước dưỡng thương a, ta đoán chừng Vi Sinh gia tộc cùng Hải Sa Môn tối đa sáng mai sẽ đến lúc đó có thể sẽ có náo nhiệt nhìn. Trong mắt Lục Lâm Thiên mang theo vui vẻ nhàn nhạt. Ánh mắt trong lúc mơ hồ lướt qua một đạo hào quang quỷ dị, mình đã là vũ tôn bát trọng rồi, nếu thực lực của Vi Sinh gia cùng Hải Sa Môn cường hãn mà nói, ngược lại có thể cầm mấy cái thử xem thực lực của mình bây giờ, lần sau thời điểm đối mặt nguy cơ, cũng biết thực lực của mình. Trong Vi Sinh gia tộc, có ngũ vị lão tổ cực kỳ cường hãn, còn Hải Sa Môn, có ba lão quỷ cường hãn nhất, gọi là Đông Hải Tam Sát, thực lực mấy người này, đều đã đến cấp độ cực kỳ cường hãn. Dạ Vị Ương nói. Vi Sinh ngũ tổ, Đông Hải Tam Sát.
ánh mắt Lục Lâm Thiên nhàn nhạt biến hóa, danh hào của vi sinh ngũ tổ hắn biết, còn danh hào hải sa môn tam sát này ngược lại là vừa vặn mới biết được. Nhị thiếu gia, thực lực của vi sinh ngũ tổ cùng đông hải tam sát này đều không kém, vi sinh ngũ tổ thành danh còn trước ba huynh đệ chúng ta, thực lực tuyệt đối không tệ, hiện tại đã đến một bước kia chưa, liền khó có thể biết. Còn thực lực của đông hải tam sát, ngược lại là cùng ba huynh đệ ta không kém nhiều, chúng ta đối phó ba người bọn họ, tuyệt đối sẽ không mất mặt, mấy chục năm trước, chúng ta cùng với đông hải tam sát kia đánh một lần, ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Lệ Quỷ đối với Lục Lâm Thiên nói. Lục Lâm Thiên mỉm cười, tuy đông hải tam sát này cường hãn, bất quá biết rõ cấp độ, liền không cần quá nhiều lo lắng, đối phó cũng không quá khó, ngược lại là vi sinh ngũ tổ, không biết đến trình độ nào, tuy hơi có suy đoán, nhưng Lục Lâm Thiên cũng không có lo lắng, lúc này đây mọi người đến, cũng không cần cố kỵ quá nhiều. Vi sinh đốn ngữ cùng hải tượng trưởng lão bị cấm chế ở một bên, lúc này bị mấy thánh linh cốc cường giả như giải linh tôn giả hung hăng đạp mấy cước. Sau đó mấy đệ tử can đảm của Thánh Linh giáo cũng bắt trước, Cực Nhạc Tam Quỷ nhìn thấy đều không nói gì, thậm chí đi lên đối với vi sinh đốn ngữ cùng hải tượng trưởng lão nhổ mấy ngụm nước bọt. Vi sinh đốn ngữ cùng hải tượng trưởng lão giận dữ, nhưng lại bất lực, thậm chí càng nộ sẽ càng bị Thánh Linh giáo cường giả tra tấn. Mặt trời chiều ngã về Tây, sắc trời dần dần mờ xuống, dưới màn đêm, trời xanh treo ngôi sao lóe sáng, trăng sáng chiếu vào sơn mạch. Đại địa phảng phất như phủ thêm một tầng lụa mỏng, tựa như có một làn khói bếp tràn ngập bốc lên không, trong màn đêm bao phủ, ngọn núi tràn ra năng lượng bàng bạc kia cũng bị cảnh đêm bao phủ. Dạ Vị Ương nhìn Lục Lâm Thiên ở trước người không xa, lập tức khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu điều dưỡng thương thế. Lục Lâm Thiên khoanh chân ngồi xuống, nhìn chăm chú lên bầu trời đêm, chung quanh quần phong nguy nga, ở trong tầm mắt cao cao đứng vững, cũng bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Trong đầu Lục Lâm Thiên bắt đầu lĩnh ngộ, mình bây giờ đã lĩnh ngộ ra kim thuộc tính, ngũ hành tương sinh tương khắc, cũng bởi vậy lĩnh ngộ ra ngũ hành huyết đao quyết cùng thời không lao ngục uy năng 32 lần. Lĩnh ngộ ra kim thuộc tính, chủ thuộc tính của mình cũng thành kim thuộc tính, Lục Lâm Thiên nhớ rõ Kim Huyền cùng Nam Thúc đều từng nói qua, mình lĩnh ngộ ra kim thuộc tính, phải đem kim thuộc tính lĩnh ngộ đến đại thành, mới có thể đặt chân vào hoàng tộc thứ 7. Lục Lâm Thiên vẫn không rõ sau khi kim thuộc tính đại thành. Tại sao lại trở thành hoàng tộc thứ 7, bất quá vấn đề này không nghĩ ra, Lục Lâm Thiên liền không đa tưởng, ngược lại mình cũng phải đem kim thuộc tính lĩnh ngộ đến đại thành mới được. Mấy lần vận dụng kim thuộc tính đối địch, Lục Lâm Thiên cảm giác dùng lĩnh ngộ thuộc tính của mình đối địch, càng có thể cảm giác được thực lực của mình sẽ trong lúc vô hình mạnh hơn không ít, hoặc là thích hợp mình thúc dục hơn, bởi vậy kim thuộc tính cũng có thể nói là thuộc tính mạnh nhất của mình. Mà đổi thành cái khác. Trình độ lĩnh ngộ kim thuộc tính cùng trình độ lĩnh ngộ thuộc tính khác cũng đồng dạng, uy lực thời không lao ngục mới có thể tiếp tục tăng cường, đã có hai đầu này, Lục Lâm Thiên cũng biết mình bây giờ là phải cực kỳ coi trọng kim thuộc tính mới được. Sau một lát, Lục Lâm Thiên nhắm chặt hai mắt, tiếp tục lĩnh ngộ thời không lao ngục, mình bây giờ 6 hệ thuộc tính, phong, hỏa, thổ, thủy, mộc, kim, mỗi một hệ đều có thể thúc dục một loại thời không lao ngục, bất quá phong thuộc tính lại không cách nào gia nhập vào ngũ hành. Mà 6 loại thời không lao ngục thuộc tính bất đồng này, mỗi một loại đều vô cùng giống nhau, uy lực của thời không lao ngục cũng là càng lĩnh ngộ, uy lực lại càng mạnh. Mà mỗi một lần lĩnh ngộ, Lục Lâm Thiên đều trực tiếp lĩnh ngộ thời không lao ngục, trong thời không lao ngục, có 5 loại thuộc tính cùng không gian chi lực, lĩnh ngộ thời không lao ngục càng mạnh, cũng chứng minh năng lượng mình cần lĩnh ngộ đã nhận được tiến bộ, như thế để cho Lục Lâm Thiên giảm bớt đi không ít thời gian cùng rườm rà. Hiện tại Lục Lâm Thiên muốn lĩnh ngộ đồ vật cũng không ít, mà tất cả muốn lĩnh ngộ đều dung hợp trong thời không lao ngục, lĩnh ngộ thời không lao ngục, cũng chẳng khác gì là đồng thời lĩnh ngộ các loại thuộc tính, thời gian chi lực, còn có không gian chi lực. Trong màn đêm, ngọn núi phập phồng, trên sườn núi, thấp thoáng lấy kiến trúc lung linh. Bất kể là ai, ta tuyệt đối sẽ không buông tha, Lục Lâm Thiên kia cũng phải trả giá thật nhiều. Tiếng hét lớn từ trong đình viện truyền ra. Đồng dạng là dưới màn đêm, trong một sơn mạch cực lớn, dưới quần sơn hùng vĩ, ngọn núi chẳng chịt liền làm một thể, tựa như một đầu cự long uốn lượn, kỳ phong sừng sững, dãy núi trùng điệp. Lục Lâm Thiên, ỷ có Linh Vũ Đại Đế làm chỗ dựa, liền coi trời bằng vung sao, ta cũng không phải dễ trêu chọc. Tiếng quát trầm thấp từ trong ngọn núi truyền ra. Một đêm chậm rãi mà qua, sáng sớm tới, không khí nhẹ nhàng khoan khoái, thời điểm ánh mặt trời thứ nhất xuất hiện. Vòm trời màu lam xám dần dần nhạt xuống,
dãy núi bị bôi lên một tầng sương mù màu ngà sữa nhu hòa, đem hết thảy phủ đến mông lung mê huyễn. Có không ít người đến, thực lực cũng không tệ. Kim Huyền có chút mở mắt, ánh mắt thậm chí là không có quá nhiều biến hóa, đứng dậy duỗi cái lưng mệt mỏi, cốt cách toàn thân phát ra tiếng vang bùm bùm cách cách. Vù vù. Từng đạo thân ảnh nghe vậy, lập tức đình chỉ điều tức, ánh mắt của Lục Lâm Thiên cũng hướng về phương xa, Lục Lâm Thiên cảm giác được, từ khi mình phục dụng vật quỷ dị trong tử vong thâm uyên kia, phương diện tâm thần cũng có chỗ tốt kinh người, mình bây giờ có thể nhìn đến địa phương, đã so với trước mạnh hơn mấy lần. Mà lúc này dưới ánh mắt của Lục Lâm Thiên, giữa không trung bên trái, đang có năm đạo thân ảnh bạo lướt mà đến, sau lưng còn có không ít người, đều là vương cấp cùng tôn cấp. Ồ, cũng đã đến sao? Ánh mắt có chút khinh động, Lục Lâm Thiên nhìn chăm chú về bên phải không xa, ba đạo thân ảnh xuất hiện, sau lưng cũng có không ít cường giả. Là ai giết người vi sinh ra ta, đứng ra cho ta? Lúc này, một tiếng hét lớn rơi xuống, tiếng gầm cuồn cuộn, xen lẫn lãnh ý vô cùng, tiếng gầm lập tức quanh quẩn không gian. Ngay lúc này, theo âm thanh lạnh như băng truyền đến, không gian gợn sóng chấn động, năm thân ảnh già nua lướt đến, tựa như năm đạo lưu quang, hào quang thu liếm, năm thân ảnh già nua rõ ràng xuất hiện ở trong tầm mắt chúng nhân. Theo năm đạo thân ảnh này xuất hiện, năm cổ uy áp trong khoảnh khắc lan tràn, năm cổ uy áp đột nhiên hàng lâm, thiên địa chung quanh ở trong lúc vô hình run lên. Dưới năm đạo uy áp, ở trong không gian này lập tức áp lực, dưới uy áp khủng bố như thế, sắc mặt người ở đây không khỏi đại biến, giải linh tôn giả, giả vị ương, hóa linh tôn giả. Còn có ba trưởng lão khác tu vi không cao của thánh linh cốc, sắc mặt đều đè nén, có chút tái nhợt. Theo năm người xuất hiện, đệ tử thánh linh cốc giống như càng bị áp chế. Lục Lâm Thiên nhìn trên không, năm đạo thân ảnh già nua, năm lão giả thoạt nhìn khoảng 70-80, cái thứ nhất miệng rộng mắt to, bận trường bào màu vàng, khí tức quanh thân trầm trọng, người thứ hai mặc trường bào màu lam, dáng người có chút mập mạp, vóc dáng không phải rất cao, toàn thân có hơi nước lan tràn, để cho người nhìn xem mê huyễn, đáng chú ý là đầu tóc đen nhánh, xen lẫn trong đó lại có một nhúm tóc màu lam. Người thứ ba là một lão giả bận trường bào màu xanh, ánh mắt mang theo âm trầm, toàn thân lộ ra khí tức quỷ dị, thứ tư thì bận trường bào hỏa hồng sắc, khí tức nóng bỏng, thân ở giữa không trung, không gian chung quanh tựa như muốn cháy lên. Cuối cùng thì khí tức cực kỳ phiêu giật, trong lúc mơ hồ lại mang theo lăng lệ ác liệt, chung quanh không gió mà bay, không gian gợn sóng có chút lắc lư, có một cổ khí tức nguy hiểm lan tràn. Thổ thuộc tính, thủy thuộc tính, mộc thuộc tính, hỏa thuộc tính, phong thuộc tính, năm vũ tôn cửu trọng, có lẽ đều đã đến vũ tôn cửu trọng trung kỳ a. Lục Lâm Thiên nhìn chăm chú lên năm người này, năm lão giả kia theo thứ tự là thân mang thổ thuộc tính, thủy thuộc tính, mộc thuộc tính, hỏa thuộc tính cùng phong thuộc tính, khí tức cực mạnh, so với bọn người Kim Lang tôn giả, Bạch Long tôn giả là muốn kém một chút, nhưng mà chênh lệch cũng không quá nhiều. Lục Lâm Thiên phán đoán, tu vi năm lão nhân này tuyệt đối đều đã đến vũ tôn cửu trọng trung kỳ. Năm người này tự nhiên cũng là vi sinh ra vi sinh ngũ tổ rồi. Siêu siêu. Thời điểm Lục Lâm Thiên dò xét, sau lưng năm lão giả cũng xuất hiện không dưới 200 người, còn có ba tôn cấp sơ kỳ, mấy chục vương cấp cường giả, còn lại hơn 100 cái, đều là xuất cấp. Thật đúng là rất mạnh. Trong nội tâm Lục Lâm Thiên thầm than, nội tình của vi sinh gia tộc thật đúng là không kém, trong một gia tộc thì có thực lực như thế, tuyệt đối là cực kỳ cường hãn. So sánh với Lục gia mà nói, Lục gia căn bản không lên được mặt bàn. Đương nhiên, Lục Lâm Thiên đoán chừng vi sinh gia tộc này nhất định là truyền thừa không ít năm mới có loại nội tình này, mà Lục gia trước kia quá mức nhỏ yếu, tuy cũng truyền thừa không ít năm, bất quá lại căn bản không cách nào bồi dưỡng được cường giả chính thức. Là ai giết người Hải Sa môn ta, lăn ra đây cho bản tôn. Cũng ngay lúc này, lại lần nữa có tiếng hét lớn động trời, tiếng gầm mang đi tất cả. Trong tiếng gầm này, xen lẫn lấy uy áp cự lớn. Ngắn ngủn một cái chớp mắt, phía chân trời lần nữa có ba đạo thân ảnh bay tới, ba đạo thân ảnh mang theo khí tức uy áp kinh người, trong nháy mắt xuất hiện, ba cổ uy áp kia lan tràn khuếch tán, trong lúc vô hình để cho người cảm giác được ngực như bị đè nặng, thở không nổi. Ba người này hai nam một nữ, bộ dáng đều khoảng lục tuần, ở giữa là một vị phu nhân này thoạt nhìn có chút già nua. Bất quá cặp mắt lại để cho người nhìn tựa như biển cả bao la. Người bên trái thân hình khôi ngô, tùy bộ dáng khoảng lục tuần, nhưng lại cho người một cảm giác tục tằng. Lão giả phía bên phải thì toàn thân có khí tức nóng bỏng quanh quẩn,
xích mi tóc đỏ, cực kỳ đáng chú ý. Theo ba người này xuất hiện, không trung xuất hiện một mảnh sát khí nồng đậm, để cho người tu vi thực lực thấp, trong nội tâm cảm thấy tim đập nhanh. Siêu siêu, ba người này xuất hiện, sau lưng cũng theo đến không ít thân ảnh rậm rạp chằng chịt, có mấy tôn cấp sơ kỳ, mấy chục vương cấp, còn có trên trăm xuất cấp, mà một bên khác, còn có vô số yêu thú, chở không ít người còn không cách nào lăng không phi hành, không cần suy đoán, cũng biết rõ cái này là đệ tử Hải Sa Môn. Đông Hải Tam Sát sao? Ánh mắt của Lục Lâm Thiên rơi vào ba người kia, tâm thần quan sát, lộ ra chút vui vẻ, cùng Cực Nhạc Tam Quỷ nói ngược lại không sai biệt nhiều, tu vi ba người này cùng Cực Nhạc Tam Quỷ không kém bao nhiêu, bất quá đều là cửu trọng tôn cấp rồi, từ khí tức đến xem, nữ nhân kia là linh tôn, tu vi cũng cao nhất, sợ là đã đến linh tôn cửu trọng trung kỳ, trong lúc mơ hồ đã đến gần linh tôn cửu trọng hậu kỳ. Về phần hai lão giả thân hình tục tằng cùng xích mi tóc đỏ khác, Lục Lâm Thiên cảm giác, có lẽ đều mới đột phá vũ tôn cửu trọng không lâu, khí tức có chút bất ổn. Lục Minh Chủ, đến đúng là vi sinh gia tộc vi sinh ngũ tổ cùng Hải Sa Môn Đông Hải Tam Sát. Giải linh tôn giả truyền âm đến trong tai Lục Lâm Thiên, dưới khí tức cường giả bực này lan tràn, sắc mặt hắn có chút tái nhợt. Giải linh tôn giả là lục trọng tôn cấp, ở dưới nhiều cửu trọng tôn cấp uy áp như vậy, là rất không dễ chịu, bất quá lúc này, trong nội tâm lại không lo lắng chút nào, bởi vì hắn biết tu vi thực lực của thanh niên áo bảo xanh trước mắt, cùng với trọng kiếm vô phong dương quá, độc linh ma nữ lục tâm đồng. Lúc này lục gia tam huynh muội ở đây, vi sinh ra cùng Hải Sa Môn lại cường hãn, gặp được lục gia tam huynh muội, đoán chừng sẽ là một bi kịch, đừng nói hiện tại lục gia tam huynh muội ở đây, coi như là Cực Nhạc Tam Quỷ cũng không phải dễ trêu. Khí tức của vi sinh ra cùng Hải Sa Môn cường giả áp xuống, đệ tử Thánh Linh Cốc lập tức tụ tập ở sau lưng cường giả trong cốc, mà cường giả Thánh Linh Cốc thì tự động đứng ở sau lưng Lục Lâm Thiên, Lục gia tam huynh muội trong lúc mơ hồ song song mà đứng, nhìn trên ngọn núi, tam huynh muội này cũng không có quá để ý người vi sinh ra cùng Hải Sa Môn. Giữa không trung, vi sinh ngũ tổ cùng Đông Hải Tam Sát từng người nhìn thoáng một phát, ánh mắt đảo qua đối phương, tựa hồ cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn, bất quá cũng không có chào hỏi, nhưng không hề nghi ngờ, khí thế đều bao phủ đám người Thánh Linh Cốc. Là ai giết đại đệ tử Hải Sa Môn ta, cút ra đây cho ta. Cái dò xét này, nói rất dài dòng, trên thực tế cũng không có bao nhiêu thời gian, Đông Hải Tam Sát áp không mà đến, trong đó ánh mắt lão giả xích mi kia đảo qua phía dưới, sát khí lan tràn, tức giận quát. Hỏa sát, người gọi cái giám A Hát. Chẳng lẽ ngươi còn không biết người Hải Sa Môn ngươi là lão tử giết không ít sao, bình tĩnh một chút. Dương Quỷ khẽ quát một tiếng, cảm giác được khí tức trên người hỏa sát, vậy mà cũng đột phá đến cửu trọng, bộ dáng cũng là gần đây mới đột phá, lúc này nếu không phải mình cũng đột phá đến cửu trọng, thực lực sẽ lạc hậu hỏa sát rồi. Dương Quỷ, Cực Nhạc Tam Quỷ các ngươi cũng tới sao, chẳng lẽ các ngươi cùng Thánh Linh Cốc có quan hệ? Hỏa sát nhìn thấy Dương Quỷ. Rõ ràng cảm thấy rất kinh ngạc, thần sắc cũng có chút không được tự nhiên, đặc biệt là cảm giác được khí tức của Dương Quỷ cùng Âm Quỷ đều đã đến cửu trọng, sắc mặt càng thêm khó coi. Ba huynh đệ ta cùng Thánh Linh Cốc có quan hệ gì, liền không liên quan các ngươi, bất quá ba tạp chủng các ngươi ở đây hô to gọi nhỏ, bản tôn biết rõ các ngươi nhất định sẽ có việc. Lệ Quỷ nhàn nhạt nói, lúc này tuy hắn không có đột phá tu vi rõ ràng, nhưng lại phục dụng Diễn Linh Thiên Quả cùng Đế Linh Tấn Thần Đan. Được đến chỗ tốt rất kinh người, tự nhiên sẽ không quá coi trọng Đông Hải Tam Sát. Lệ Quỷ, khẩu khí thật lớn, ngươi còn chưa đủ tư cách. Ánh mắt lão phụ kia trầm xuống, khí tức kinh người lan tràn, ánh mắt âm trầm dần dần đảo qua mọi người, cuối cùng rơi vào Lục Lâm Thiên cùng Dương Quá, Lục Tâm Đồng. Rốt cuộc là ai giết người vi sinh gia tộc ta, tự động lăn ra đây. Nhìn Đông Hải Tam Sát cùng Cực Nhạc Tam Quỷ đấu vũ mồm. Vi sinh ngũ tổ rõ ràng cho thấy không kiên nhẫn được nữa, lão giả mặc trường bào màu xanh, khí tức âm trầm quỷ dị nhất kia dẫm trận tại chỗ mà ra. Lăn con mẹ ngươi, chính ngươi lăn một cái thử xem. Tuyết sư run lên áo bào trắng, nhìn lão giả áo bào xanh kia quát, tiếng gầm quanh quẩn, cũng không có đem những người này đặt ở trong mắt. Ha ha, bát giai trung kỳ yêu thú đã khoa trương như thế sao? Nhìn tuyết sư, lão giả áo bào xanh kia không giận ngược lại cười. Chỉ là theo tiếng cười, sắc mặt lại càng âm trầm lên, đột nhiên vui vẻ thu lại, thoại âm rơi xuống, thân ảnh của hắn đột nhiên phá không, tựa như tia chớp hướng tuyết sư lướt xuống, thậm chí thân ảnh không có mang theo chấn động gì,
cực kỳ quỷ dị, trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước Tuyết sư không xa. Hô! Theo lão giả âm trầm kia xuất hiện, một cổ khí tức mộc thuộc tính cường hãn lan tràn, toàn bộ không trung, cổ hơi thở này trong khoảnh khắc khuếch tán, tựa như muốn đọng lại không gian. Trong nháy mắt, uyển như tia chớp, đồng thời tuôn ra khí thế hung hãn, một đạo quang mang màu xanh lan tràn, tiếng quát lạnh như băng của lão giả áo bào xanh lần nữa truyền ra. Nhiệt xúc, ngươi là tự mình muốn chết. Tiếng quát tràn ngập sát ý truyền ra, đồng thời khí thế của hắn cũng tập trung Tuyết sư. Trên ngọn núi, Dương Quá lộ ra vui vẻ, ở trong điện quang hỏa thạch này, tay áo đột nhiên run lên, một cổ kình phong mạnh mẽ ở dưới chân lan tràn, đập mạnh một cước, mặt đất lan ra mấy khe hở, hướng tứ phía khuếch tán, tiếp theo trong nháy mắt, thân ảnh tựa như lưu quang phóng lên trời, một cổ khí tức lăng lệ ác liệt lan tràn. Ai muốn chết thì không nhất định, bất quá tuyệt đối không phải Tuyết sư. Ánh mắt nhìn thẳng thân ảnh như thiểm điện lướt xuống phía trước. Một cổ khí tức thổ thuộc tính trong khoảnh khắc lan tràn, trong lúc mơ hồ lộ ra một cổ khí thế bá đạo, toàn bộ không trung, cổ hơi thở này trong khoảnh khắc khuếch tán, tựa như muốn đọng lại không gian. Xùy tương đương tương đương. Theo thân ảnh của Dương Quá di động, trước người có một cổ khí tức quỷ dị lan tràn, khí tức quỷ dị kia trực tiếp đồng hóa không gian gợn sóng dùng một loại tốc độ quỷ dị lan tràn về phía trước. Cũng ở trong nháy mắt ngắn ngủn này. Hai thân ảnh tựa như lưu quang va chạm lại với nhau, loại va chạm này, để cho đệ tử thực lực thấp của Thánh Linh Cốc cùng Vi Sinh ra, Hải Sa Môn trái tim muốn đình chỉ nhảy lên, trong nháy mắt hai người va chạm cùng một chỗ, giữa không trung, hai cổ lực lượng đỡ upsilon.ng vào, một tiếng nổ giống như sấm sét vang vọng. Phanh! Dưới tiếng nổ vang, không gian bị đỡ upsilon.ng nát, kinh khí mang tất cả mà ra. Hai đạo thân ảnh từ trong không gian nghiền nát đồng thời bị đẩy lui. Kim Huyền nhàn nhạt đứng ở trong đám người, ánh mắt hữu ý vô ý mang theo một tia hứng thú nhìn chăm chú về giữa không trung, trong mắt bôi qua chút hài lòng, liền không hề bận tâm, không có bao nhiêu biến hóa. Ken két. Sau khi va chạm, Dương Quá cùng lão giả âm trầm cùng lúc lui ra sau, hai người đều là một bước dẫm nát không gian, đồng thời ổn định thế lui. Vũ Tôn cửu trọng, không gì hơn cái này. Dương Quá run lên áo bào xám, lần nữa đứng chắp tay, trong mắt có chút chớp động, nhàn nhạt vui vẻ. Vũ Tôn bát trọng. Mà giờ khắc này, lão giả âm trầm kia nhìn thanh niên trước người, sắc mặt lại trong chốc lát kinh ngạc lên, vừa rồi giao thủ, hắn không có chiếm được bất luận tiện nghi gì, hoàn toàn là tám lạng nửa cân. Siêu siêu. Nhất thời, tất cả ánh mắt cũng xoát xoát rơi vào trên người Dương Quá, ánh mắt của Vi Sinh Ngũ Tổ, Đông Hải Tam Sát đại biến. Thanh niên áo bào xám kia thả ra khí tức rõ ràng chỉ là Vũ Tôn bát trọng mà thôi, không nghĩ tới thực lực lại khủng bố như vậy. Tiểu tử, người chính là Lục Lâm Thiên. Nhìn Dương Quá, khuôn mặt lão giả áo bào xanh run rẩy thoáng một phát, ánh mắt run run. Trọng kiếm vô phong Dương Quá. Dương Quá đạp không mà đứng, mắt lộ ra mỉm cười, trong ánh mắt, một cổ khí thế bá đạo áp không khuếch tán. Những năm này Dương Quá cùng Lục Lâm Thiên, Lục Tâm Đồng. Tiểu Long ở cùng một chỗ, cái gọi là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, khí tức trong lúc vô hình cùng trước kia không giống, trước kia chất phác biến mất không thấy gì nữa, cộng thêm được sư phụ bất bại kiếm đế truyền thừa, khí tức biến hóa không ít, bất quá ở trên việc tu luyện, lại y nguyên bảo trì như lúc trước. Trọng kiếm vô phong Dương Quá. Nguyên lai hắn là đại ca kết bái của Linh Vũ Chiến Tôn Lục Lâm Thiên, lúc trước cũng là một trong 10 đại cường giả trẻ tuổi. Nghe vậy trong Thánh Linh Cốc có nhiều đệ tử thế mới biết đau của thanh niên áo xám. Ánh mắt Vi Sinh Ngũ Tổ, Đông Hải Tam Sát thay đổi. Danh hiệu trọng kiếm vô phong Dương Quá truyền ra không bao nhiêu năm nhưng rõ ràng đám người Vi Sinh Ngũ Tổ, Đông Hải Tam Sát đều biết. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Thực lực của đại ca tiến bộ nhiều rồi. Lục Lâm Thiên thầm mừng, sau khi đại ca Dương Quá đột phá Vũ Tôn Bát Trọng thì thực lực cũng tiến bộ kinh người. Tu vi Vũ Tôn Bát Vọng. Vừa rồi trực tiếp đối kháng với lão nhân áo xanh Vũ Tôn cửu trọng gần trung kỳ mà không rơi vào thế yếu, đã lướt qua lạch trời lớn giữa Vũ Tôn bát trọng và cửu trọng. Trong đám người, Hải Tượng trưởng lão bị giam cầm sau lưng mọi người hét to. Sư phụ, cứu ta với sư phụ. Hải Tượng trưởng lão nhìn Đông Hải Tam Sát, lớn tiếng cầu cứu. Vi Sinh Đốn Ngư ở cạnh Hải Tượng trưởng lão cũng cầu cứu Vi Sinh Ngũ Tổ. Lão Tổ cứu ta. Mau thả người của Hải Sa Môn ta ra, nếu không sẽ huyết tẩy Thánh Linh Cốc. Thả người Vi Sinh ra ra,
nếu không sẽ san bằng thánh linh cốc. Tiếng quát trầm thấp vang lên, Vi Sinh Ngũ Tổ và Đông Hải Tam Sát cùng hành động cực kỳ ăn ý. Thanh âm ung dung vang lên. Hai người này đã không có giá trị lợi dụng. Mọi người cùng nhìn qua, một người áo xanh chậm rãi đến bên cạnh Vi Sinh Đốn Ngữ, Hải Tượng trưởng lão bị giam giữ, hai tay xách hai người lên. Bước ra một bước, người áo xanh lơ lửng trong không trung mỉm cười nhìn Vi Sinh Ngũ Tổ, Đông Hải Tam Sát phía đối diện khí thế sắc bén. Lục Lâm Thiên bước ra, con người Vi Sinh Ngũ Tổ và Đông Hải Tam Sát có rút nhìn thanh niên áo xanh khí thế thản nhiên nhưng vô hình chung làm lòng bọn họ cảm giác tuyệt đối nguy hiểm. Chỉ trong khoảnh khắc tám hơi thở siêu tầm gì đó trên người Lục Lâm Thiên, càng siêu tầm thì trong lòng tám người càng run sợ. Khí thế của thanh niên áo xanh chẳng chút lộ ra ngoài nhưng vô hình chung có hơi thở bao phủ không gian, thiên địa này dường như vì thế mà xảy ra biến đổi gì. Hỏa Sát lông mày đỏ, tóc đỏ tiến lên một bước. Tiểu tử, mau thả người trong tay của ngươi ra, sự việc hôm nay còn dễ bàn một chút. Khí nóng lan tràn trong không trung. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Các người muốn thì lấy đi. Lục Lâm Thiên nhìn hai người trong tay, vung lên, hai người bị ném hướng Đông Hải Tam Sát, Vi Sinh Ngũ Tổ. Hỏa Sát hừ lạnh một tiếng. Thế mới được. Hỏa Sát lắc người, một thu một chộp hướng Hải Tượng. Vù 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 vù. Cùng lúc đó, trong Vi Sinh Ngũ Tổ, lão nhân trường bào màu đỏ xông lên, mang theo lửa nóng kinh người chộp hướng Vi Sinh Đốn Ngữ. Xoẹt 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 xoẹt. Đột nhiên Vi Sinh Đốn Ngữ, Hải Tượng trưởng lão bị Lục Lâm Thiên ném ra trên người bộc phát khí thế hung hãn. Ánh sáng chói lòa phát ra từ quanh thân hai người khuếch tán, trong ánh sáng có tia điện màu tím lượn lờ toát ra lôi uy lớn mạnh. Nguy rồi, tiểu tử kia có trá. Lão nhân áo đỏ, Hỏa Sát trong Vi Sinh Ngũ Tổ cùng biến sắc mặt, nhanh chóng thụt lùi ra sau. Xoẹt 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 xoẹt. Nhưng trong khoảnh khắc này Vi Sinh Đốn Ngữ, Hải Tượng trưởng lão bị ném ra tựa như sao băng đỡ upsilon.ng mạnh vào Hỏa Sát và lão nhân áo đỏ. Giữa không trung phía xa, khóe môi Lục Lâm Thiên cong lên. Bảo. Thủ ấn trong tay Lục Lâm Thiên thay đổi, hai tay co thành nắm đấm. Bùm bùm. Vang hai tiếng nổ, cơ thể Vi Sinh Đốn Ngữ, Hải Tượng trưởng lão nổ tung, năng lượng khủng bố khuếch tán. Cơ thể Vi Sinh Đốn Ngữ, Hải Tượng trưởng lão bỗng chốc nổ giữa không trung. Chấn động không gian nổi lên sóng gợn dữ dội. Lôi vân cuồn cuộn, kinh khí năng lượng nóng cháy không gì sánh bằng khuếch tán trên bầu trời, năng lượng đáng sợ mang theo tia điện màu tím. Sóng không gian bị nhuộm thành màu tử kim, tia điện lan tràn, mắt thường trông thấy không gian bị chấn nát thành mảnh vụn, kinh khí khủng bố tạc nổ không gian rồi liền lại như ban đầu. Xoẹt! Lão nhân áo đỏ trong Vi Sinh Ngũ Tổ nhanh chóng né tránh nên không bị gì. Có điều vẻ mặt rất chật vật, sắc mặt khó xem. Kinh khí khủng bố và tia điện tử kim tràn ngập, Hỏa Sát phung trường bào. Tiểu tạp chủng, bản sát sẽ không tha cho ngươi. Kinh khí ập đến chấn vỡ kinh khí lan tràn khuếch tán, mặt Hỏa Sát xanh mét. Bốn phía tĩnh lặng, đệ tử thánh linh cốc lau mồ hôi lạnh, linh vũ chiến tôn ác thật. Ánh mắt lão nhân áo đỏ âm trầm, mắt bắn ra sát ý. Tiểu tử là ai, hãy xưng tên ra. Vi Sinh Đốn Ngữ là nhi tử của lão, trơ mắt bị người đánh chết, tâm tình của lão nhân áo đỏ rất tệ. Lục Lâm Thiên cười nói. Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên liếc mắt qua mấy người. Các ngươi muốn người thì ta đã trả lại, là tự các ngươi không đón được, không liên quan gì ta. Khuôn mặt xanh mét co giật, chân khí phô thiên cái địa tuôn ra từ người lão nhân áo đỏ, sát ý khó kiểm soát. Tiểu tạp chủng này. Hôm nay không nghiền xương ngươi thành cho khó trả mối thù chết nhi tử của ta. Lục Lâm Thiên nhìn lão nhân áo đỏ mặt đầy sát ý, hắn bật cười lắc đầu nói. Vi Sinh Ngũ Tổ, chắc lão kia đúng không? Lão cảm thấy thực lực của lão có thể đỡ upsilon.ng vào ta sao? Lục Lâm Thiên thu thập tin tức từ các mặt thì Vi Sinh Ngũ Tổ không huynh đệ, gồm có tên Vi Sinh Thổ, Vi Sinh Thủy, Vi Sinh Mộc, Vi Sinh Hỏa, Vi Sinh Phong. Năm huynh đệ mỗi người tự tu luyện một loại thuộc tính. Lúc này thực lực của năm người là tu vi trung kỳ vũ tôn cửu trọng, cực kỳ cường đại. Có năm người tỏa trấn Vi Sinh gia tộc, hèn gì mấy năm nay không có bất cứ sơn môn tới tùy tiện trêu vào Vi Sinh gia. Vi Sinh gia tộc có năm cường giả này e rằng đám sơn môn đảo Thiên Vân, Nhật Sát các phải suy xét kỹ hậu quả nếu chọc vào bọn họ. Trừ phi giết hết tất cả một lần không thì hậu quả là dây dưa không dứt.
Lão nhân áo đỏ nét mặt xa sầm nhìn Lục Lâm Thiên, sát ý bắn ra từ đôi mắt. Lão nhân áo đỏ lạnh nhạt nói. Đừng tưởng rằng có Linh Vũ Đại Đế là có thể vô pháp vô thiên, mối thù giết nhi tử không đội trời chung. Hôm nay không ai bảo vệ ngươi được, bản tôn sẽ nghiền xương ngươi thành cho trước rồi tính tiếp. Lục Lâm Thiên từ từ ngước đầu lên nhìn lão nhân áo đỏ vi sinh mộc. Nếu có nghĩa phụ của ta ở mà ngươi dám vênh váo như vậy thì ta rất phục ngươi. Khuôn mặt tà khí hiện nét lạnh lẽo, khóe môi cong lên lạnh băng, Lục Lâm Thiên nói. Về việc nghiền xương ta thành cho thì chỉ bằng vào trung kỳ vũ tôn cửu trọng như ngươi, thực lực còn chưa đến tu vi hậu kỳ vũ tôn cửu trọng thì không đủ tư cách. Mọi người nghe vậy mỗi người một ý nghĩ. Dạ Vị Ương nhìn chằm chằm bốn phía. Thánh Linh Cốc vốn là nhân vật chính, không ngờ bây giờ mọi thứ không còn liên quan gì đến Thánh Linh Cốc, nhưng không sao, thực lực như Thánh Linh Cốc không đem lại tác dụng gì trong lúc này. Vi sinh ngũ tổ, Đông Hải tam sát rất mạnh, Dạ Vị Ương không nghi ngờ chút nào. Dạ Vị Ương càng hiểu rõ Lục Lâm Thiên hơn, cuối cùng tìm chết chắc chắn là vi sinh ngũ tổ và người Hải Sa Môn. Trong khi mọi người suy nghĩ nhiều điều, vi sinh hỏa trố mắt sau đó tức giận bật cười. Ha ha ha! Đã nhiều năm qua đi, vi sinh hỏa tung hoành đại lục lâu như vậy, hôm nay bị một tiểu bối nói lão không đủ tư cách, hoàn toàn không xem trọng lão, hỏi sao vi sinh hỏa không tức giận. Quan trọng nhất là vi sinh hỏa vừa trơ mắt nhìn nhi tử bị tiểu tử này đánh chết trong tay. Khuôn mặt xanh mét rung bần bật, con người vi sinh hỏa co rút, lão ngừng cười. Vi sinh hỏa lạnh lùng quát. Tiểu bối bây giờ ai nấy đều không biết trời cao đất rộng, ỷ vào có chút thiên phú, một chút thủ đoạn đã cản rỡ không coi ai ra gì. Nhưng có vài lạch trời là thứ các ngươi không thể vượt qua, hôm nay bản tôn sẽ cho ngươi biết bản tôn có đủ tư cách hay không. Ai đều nghe ra vi sinh hỏa này đã bị chọc giận. Cảm nhận cơn giận từ người vi sinh hỏa, Dương Quá, Lục Tâm Đồng, Hắc Vũ, Cực Lạc Tam Quỷ thậm chí Tuyết Sư, Huyết Mị đều lù lù bất động, lười quan tâm. Lục Lâm Thiên quét mắt qua vi sinh ngũ tổ, Đông Hải tam sát, tám người này cực kỳ cường đại. Mắt Lục Lâm Thiên tia sáng, nếu có thể bắt giữ tám người này cắn nuốt sẽ có ích lợi kinh người. Ý tưởng này nổi lên trong lòng Lục Lâm Thiên nhanh chóng bén rễ nảy mầm. Báu vật này xuất thế, sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn dặn dò Lục Lâm Thiên không thể mơ tưởng, nhưng nếu có tám người này cũng xem như không uổng chuyến này. Tuy nhiên muốn đánh bại tám người này Lục Lâm Thiên tự hiểu tuyệt đối không dễ dàng. Chặn giết càng khó khăn hơn, bắt giữ khó hơn đánh chết gấp mấy lần. Lúc này Lục Lâm Thiên không nắm chắc chút nào, nếu không thể bắt giữ vậy đành giết tại chỗ, tuyệt đối không thể để tám người này sống. Lục Lâm Thiên mắt lóe tia sáng, cười nói. Chó già, bớt cậy già lên mặt đi, mấy năm nay bản tôn thấy nhiều kiểu cậy già lên mặt như ngươi rồi. Vi sinh hỏa nhìn tia sắc lạnh lóe qua mắt Lục Lâm Thiên, sắc mặt của lão càng lúc càng âm trầm. Chân khí thuộc tính hỏa pho thiên cái địa khuếch tán, tia lửa nóng cháy lấp lóe quanh thân vi sinh hỏa, cuối cùng như lửa được thực chất đốt bốn phía đỏ thẫm. Con người Lục Lâm Thiên co rút. Thuộc tính hỏa sao? Lục Lâm Thiên định thừa dịp này thử xem thực lực hiện tại của mình. Chân khí thuộc tính thủy dao động trong không khí, khoảnh khắc bốn phía ẩm ướt. Chân khí thuộc tính thủy màu lam tựa vầng sáng lam bao Lục Lâm Thiên vào trong. Nhìn hơi thở quanh thân Lục Lâm Thiên lúc này. Người xem thấu mức độ khí thế đó đều lộ ánh mắt ngạc nhiên. Cũng là vũ tôn bát trọng. Bắc Cung Vô Song, Lục Tâm Đồng, Cực Lạc Tam Quỷ khá là bất ngờ. Bọn họ biết khi Lục Lâm Thiên ra khỏi Tử Vong Thâm Uyên mới có tu vi vũ tôn lục trọng, mới qua bao lâu mà đã đến bát trọng rồi. Tốc độ đột phá thế này quá nhanh. Cảm nhận hơi thở đó, chính Kim Huyền cũng hơi đổi ánh mắt. Khí thế từ Lục Lâm Thiên làm đám người vi sinh hỏa ngạc nhiên băn khoăn. Vũ tôn bát trọng, Lục Lâm Thiên và Dương Quá đều nhỏ tuổi không ngờ tu vi cao đến mức này, làm bọn họ sống cả ngàn năm hơi mất mặt. Khóe mắt co giật, vi sinh hỏa quát. Tuổi nhỏ đã có tu vi như vậy, đúng là bất phàm. Nhưng còn chưa đủ tư cách càn rỡ trước mặt bản tôn. Dứt lời vi sinh hỏa xông lên, cùng lúc đó không trung khẽ run, chân khí thuộc tính hỏa ngập trời ngưng tụ thành một quyền ấn. Răng rắc. Quyền ấn chấn vỡ không gian mang theo dấu vết không gian vặn vẹo màu đỏ, các tia khe nứt đen ngòm lan tràn bên mép. Trong khoảnh khắc quyền ấn đấm hướng Lục Lâm Thiên, vi sinh hỏa biết hắn không tầm thường, lão quái như vi sinh hỏa dù trong cơn tức giận cũng sẽ không sơ sẩy, ra tay liền dốc hết sức. Lục Lâm Thiên mắt lóe tia sáng. Linh Vũ Quyết. Nhìn quyền ấn đánh tới,
vừa lúc cho hắn thử nghiệm thực lực tu vi bản thể. Lục Lâm Thiên không lùi mà tiến lên, mũi chân nhún trong hư không đạp vỡ một mảnh sóng không gian. Cánh tay vung, không khí xung quanh có năng lượng thuộc tính thủy bàng bạc tụ tập lại. Lục Lâm Thiên phất tay đánh ra một quyền ấn, mơ hồ mang theo dao động linh hồn đánh hướng vi sinh hỏa. Trong khoảnh khắc không gian rung động, năng lượng thuộc tính thiên địa tụ tập. Gió nổi mây phun trong không trung, năng lượng thiên địa hùng hồn bị hai người lôi kéo. Hai quyền ấn rạch phá không gian bay tới, đỡ Upsilon.NG mạnh vào nhau. Bùm! Hai quyền ấn va chạm như thiên thạch đỡ Upsilon.NG vào nhau, tiếng nổ trầm đỡ Upsilon, C vang lên. Vòng sáng đen giữa hai nắm đấm bắn ra hình đường cong, không gian xung quanh vỡ từng tấc. Trong chớp mắt đó, trong kình khí va chạm vi sinh hỏa đột nhiên hoàn toàn biến sắc mặt, lão phát hiện lực công kích của mình vô hình trung bị năng lượng quái dị ức chế. Xoẹt! Chớp mắt trên nắm đấm của vi sinh hỏa bị phủ lớp băng mỏng lan tràn lên, lớp băng càng lúc càng dày bao bọc lại, khí băng giá ngập trời thấm vào thân thể, dọc theo cánh tay chui vào. Vi sinh hỏa cảm giác mình như con rối rách, cánh tay bị băng giá xâm thực, vô hình trung chân khí bị ức chế. Chớp mắt băng giá dần dày thêm, trong khoảnh khắc bao bọc lại nắm tay chạy dọc đến cổ tay. Vi sinh hỏa nét mặt xa sầm nói. Công kích thật quái dị. Vi sinh hỏa không biết Lục Lâm Thiên lĩnh ngộ linh vũ quyết đã trải qua một số thay đổi lĩnh ngộ nữa. Linh vũ quyết vốn là linh vật hoàn mỹ dung hợp hiện tại thêm vào lĩnh ngộ đạo lý ngũ hành tương sinh tương khắc. Giống như ngũ hành huyết đao quyết, thêm vào đạo lý ngũ hành tương sinh tương khắc. Phối hợp vô hình tương khắc tương sinh, dùng ngũ hành tương khắc áp chế đối thủ. Vi sinh hỏa thi triển thuộc tính hỏa, Lục Lâm Thiên dùng thuộc tính thủy, thủy khắc hỏa, vô hình trung khắc chế lão nên bây giờ thành hiệu quả vi sinh hỏa ngạc nhiên. Trong kinh ngạc vi sinh hỏa biến sắc mặt quát. Phá! Chân khí thuộc tính hỏa phô thiên cái địa bàng bạc tuôn ra, lửa trên cánh tay ngập trời ùa ra. Bề mặt miếng băng mỏng vừa đông lại bắt đầu nứt giạt, lửa tiết ra ngoài rồi đột nhiên nổ tung. Bùm! Hai quyền ấn hoàn toàn va chạm nổ như bom. Là kinh khí hàn băng và lửa nóng cháy khủng bố khuếch tán, chấn động không gian nổi lên sóng dữ. Khí lạnh băng giá thấu xương và lửa nóng cháy cùng lan tràn trên bầu trời mang đến từng đợt khe nứt không gian đen ngòm. Xoẹt 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 xoẹt. Trong kinh khí ngập trời, thân hình hai người bị đẩy lùi. Lúc Lục Lâm Thiên lùi ra khóe môi cong lên, lực công kích của vi sinh hỏa gần giống với dự đoán của hắn. Lục Lâm Thiên có tu vi vũ tôn bát trọng cộng thêm khí hải đan điền khổng lồ. Ưu thế bất diệt huyền thể, đã không thua gì trung kỳ vũ tôn cửu trọng bình thường. Hiện giờ Lục Lâm Thiên đã chuẩn bị sẵn sàng, thân hình bị đẩy lùi, phất trường bào, chân đạp hư không. Hư không tan vỡ, Lục Lâm Thiên ngừng thế thụt lùi lại xông lên. Xoẹt! Ngay lúc này vi sinh hỏa cũng bị Lục Lâm Thiên đẩy lùi, không lấn lướt hắn được. Mọi người ngạc nhiên, ngay khoảnh khắc đó, trong quyền ấn mà Lục Lâm Thiên và vi sinh hỏa mới chấn vỡ. Trong quyền ấn đã nát của Lục Lâm Thiên đột nhiên có một tàn ảnh quyền ấn bắn ra. Một luồng linh lực hùng hồn tuôn ra giải phóng hơi thở cực kỳ khủng bố. Hiện tại linh đạo của Lục Lâm Thiên là tu vi linh tôn bát trọng, nhờ ưu thế linh hồn là đơn tí, nếu so linh hồn lực đơn tí thì linh tôn ửu trọng bình thường cũng không thể sánh bằng. Vèo! Vi sinh hỏa đang bị đẩy lùi chợt ánh sáng thay đổi, công kích này quá nhanh, gần trong gang tấc vỗ mạnh vào ngực lão. Năng lượng linh hồn bàng bạc chút vào thân thể vi sinh hỏa. Công kích thuộc tính hỏa ẩn chứa công kích linh hồn. Chẳng lẽ đây chính là thiên phú của người linh vũ song tu sao? Trong khoảnh khắc này mấy cường giả ánh mắt bất phàm lộ tia kinh thán. Công kích của Lục Lâm Thiên quá sức kỳ dị, công kích vật chất thêm vào linh hồn công kích, cả hai hoàn toàn dung hợp thành một. Quan trọng nhất là công kích linh hồn khiến mọi người cực kỳ kiêng dè. Quyền ấn đập xuống. Đòn công kích linh hồn cường đại của Lục Lâm Thiên làm vi sinh hỏa ngẩn ra. Công kích linh hồn là điểm yếu của vi sinh hỏa. Vù 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 vù. Lục Lâm Thiên kéo chuỗi tàn ảnh lao vào vi sinh hỏa, thuộc tính phong phối hợp phù quang lược ảnh nhanh đến cực độ, như thuấn di lao tới trước mặt vi sinh hỏa. Grao. Không chút do dự, cánh tay Lục Lâm Thiên vung lên, năm ngón tay thi triển ra long ảnh tí, một vòng ánh sáng vàng bắn ra. Trong quyền ấn loáng thoáng có tiếng rồng ngâm vang vọng trên bầu trời. Nguy rồi! Trong khoảnh khắc không biết vi sinh hỏa làm sao mà hóa giải công kích linh hồn của Lục Lâm Thiên, đôi mắt mới linh động trở lại thì thấy quyền ấn đã đến trước ngực. Vi sinh hỏa sợ tái mặt, thầm la nguy rồi, bản năng phản xạ, người lão khoác lên áo giáp lửa đỏ,
đã đến đẳng cấp đỉnh huyền cực. Nhưng trong chớp mắt này, cú đấm của Lục Lâm Thiên đập mạnh vào ngực phi sinh hỏa, ánh sáng màu vàng kim bắn ra. Lực lượng mạnh mẽ ngập trời chút vào người phi sinh hỏa. Bùm! Trong tiếng nổ trầm thấp, ngực phi sinh hỏa có một vòng sáng đen dọc theo cú đấm của Lục Lâm Thiên vẽ đường cong bắn ra. Không gian sau lưng phi sinh hỏa vỡ ra từng mảng, thân hình lão từ trên cao rất mạnh xuống. Bùm 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 bùm! Xung quanh toàn là núi cao ngất đâm mây, cơ thể phi sinh hỏa bay thẳng đập vào một ngọn núi. Trùng kích cuồng mãnh chấn vỡ đỉnh núi tan nát. Ầm 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 ầm! Mặt đất rung rinh, tiếng nổ quanh quẩn trên bầu trời. Khí thế khủng bố khiến nhiều cường giả xung quanh nhìn chằm chằm vào người Lục Lâm Thiên, rất là ngạc nhiên. Tiếng hút khí lạnh liên tục vang lên, nhiều người nuốt nước bọt khan. Linh Vũ Chiến Tôn Lục Lâm Thiên quá mạnh. Không uổng là Linh Vũ Chiến Tôn. Mọi người kinh thán, không ai ngờ chỉ đối mặt hai lần Lục Lâm Thiên đã đánh vi sinh hỏa rớt xuống không trung, thực lực quá mức rung động. Có lẽ vì quá rung động nên bốn người vi sinh ngũ tổ còn lại, Đông Hải Tam Sát cũng rung động. Các cặp mắt vốn rực cháy lửa giận thoáng chốc ngơ ngác nhìn nhau, nỗi lòng vô cùng rung động. Vù 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 vù. Vi sinh hỏa bị khảm trong ngọn núi lại vọt ra, đứng trên cao, máu tràn ra khóe môi, mặt trắng bệch, trên ngực áo giáp đỏ máu nứt rạn. Khi vi sinh hỏa lại nhìn thẳng Lục Lâm Thiên thì mặt đã xanh như tàu lá chuối, ánh mắt tràn đầy khó tin. Vi sinh hỏa chưa bao giờ ngờ rõ ràng lão là đẳng cấp trung kỳ vũ tôn nhưng vì sao chỉ một chiêu đã bị thương trong tay tu vi giả vũ tôn bát trọng như Lục Lâm Thiên. Ầm 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 ầm. Ngay lúc này, trong không gian vang tiếng xé gió ầm ĩ. Bên dưới thì như đất rung núi chuyển, mặt đất rung rinh. Nhiều người đứng trên ngọn núi bị chấn động từ lòng đất đột nhiên làm lảo đảo, sắc mặt kinh sợ. Chuyện gì xảy ra? Trên Thánh Linh Phong có động tĩnh. Mọi người ngạc nhiên rồi tất cả ánh mắt nhìn hướng Thánh Linh Phong trong cảm nhận, giây lát mọi người từ ánh mắt ngạc nhiên biến thành giật mình. Thánh Linh Phong to lớn tản ra như sóng nước trước dao động năng lượng sóng không gian. Trên ngọn núi Thánh Linh Phong có một vầng sáng trắng tựa mặt trời bắn lên cao, ánh sáng chói lòa và hơi thở linh hồn cực kỳ hùng mạnh khuếch tán, trong khoảnh khắc lan tràn khuếch tán bốn phía. Hơi thở này như cuồng phong rít cao. Ánh sáng trắng chiếu rọi từ đỉnh Thánh Linh Phong bắn lên cao lại từ trên trời giáng xuống. Quanh không gian bị vầng sáng trắng vô hình lan tràn, hơi thở từ Thánh Linh Phong khuếch tán đến toàn bộ Thánh Linh Cốc và vươn tới Đông Hải. Nơi hơi thở này lan tràn, trên bầu trời vốn là mặt trời mọc phương đông giờ chân trời tĩnh lặng chợt thay đổi bất ngờ, mây đen dày đặc tuôn ra đè vòm trời, nguyên Thánh Linh Phong run rẩy, mặt đất rung bần bật. Mắt Lục Lâm Thiên hấp hái. Uy nhiếp linh hồn thật mạnh. Uy nhiếp linh hồn vô hình lan che an, làm linh hồn của hắn cũng phải rung động. Uy nhiếp linh hồn cường đại thế này khiến Lục Lâm Thiên kinh sợ, vật bình thường tuyệt đối không thể tạo thành hiệu quả như vậy. Ánh mắt Kim Huyền nhìn ngọn núi trở nên run rẩy, uy nhiếp to lớn khiến gã nghi hoặc, khó hiểu. Vi sinh ngũ tổ, Đông Hải Tam Sát biểu tình rung động. Bọn họ đã cảm nhận được uy nhiếp linh hồn này. Khí thế sắp xuất thế. Uy nhiếp mạnh quá, chắc chắn không phải vật tầm thường. Nhất định là trọng bảo sắp xuất thế. Mọi người kinh ngạc rung động, uy nhiếp to lớn khiến người tu vi thấp mặt trắng bệch, sắc mặt như cho tàn. Tình hình khiến Đông Hải Tam Sát, phi sinh ngũ tổ ngơ ngác nhìn nhau sau đó ngó sang Lục Lâm Thiên, Dương Quá, Cực Lạc Tam Quỷ. Trong phi sinh ngũ tổ, lão nhân áo vàng nhìn lão phụ nhân trong Đông Hải Tam Sát. Linh sát, hỏa sát, thủy sát. Trước tiên hợp sức giải quyết đám người Lục Lâm Thiên này đi. Báu vật thì lát nữa chúng ta tính. Ánh mắt lão phụ nhân âm trầm, khí thế tỏa định ba người Cực Lạc Tam Quỷ. Vi sinh thổ, các ngươi đối phó Lục Lâm Thiên, Dương Quá, chúng ta đối phó Cực Lạc Tam Quỷ. Báu vật thì lát nữa nói sau, giải quyết đám người này trước. Lão phụ nhân biết đám người Lục Lâm Thiên không dễ chọc, nếu không hợp sức thì khó thể làm gì được. Hiện tại mọi người cùng chung mối thù. Cũng dễ dàng hợp tác. Lệ quỷ âm trầm cười nói. Tam sát, bản tôn sợ ngươi chắc, vừa lúc cho ngươi biết thực lực của ba huynh đệ chúng ta. Dứt lời khí thế tam quỷ phát ra bao trùm lên người Đông Hải Tam Sát, bọn họ muốn thử xem tu vi đột phá, thực lực sau khi tiến bộ thế nào. Vi sinh thổ phất áo vàng, bước ra ngoài. Được, tốc chiến tốc thắng. Dương Quá nhìn hướng Lục Lâm Thiên, hỏi. Nhị đệ, muốn đánh như thế nào? Đối phó với đám người này chẳng có chút áp lực,
bây giờ chỉ còn bước suy nghĩ nên áp dụng cách nào. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Giao vi sinh ngũ tổ cho ta đi, đang muốn thử xem thực lực. Mắt Lục Lâm Thiên hấp háy, vi sinh ngũ tổ đã lao tới gần. Lục Lâm Thiên rất muốn biết tu vi vũ tôn bát trọng của mình so sánh với lúc lục trọng tăng mạnh thêm bao nhiêu. Dương Quá hở hững liếc Đông Hải Tam Sát, khóe môi cong lên. Vậy nhường cho đệ, nhưng ta muốn ba Đông Hải Tam Sát. Đang có chút lĩnh ngộ cần tìm người thử, nhìn xem ai giải quyết xong trước, người chậm hơn sẽ mời rượu. Dương Quá đối phó ba Đông Hải Tam Sát, nhị đệ Lục Lâm Thiên đấu với năm, gã không cho rằng mình chiếm lợi hơn vì biết thực lực của nhị đệ Lục Lâm Thiên. Lục Tâm Đồng vỗ tay cười nói. Tốt quá, ta sẽ làm trọng tài cho hai huynh. Lục Tâm Đồng rất vui vì được làm trọng tài, khuôn mặt xinh đẹp nở nụ cười khuynh thành. Ba huynh muội này là loại người gì vậy? Trận đại chiến kinh thiên động địa sắp bùng nổ, trong thánh linh giáo có nhiều cặp mắt nhìn ba huynh muội Lục gia hờ hững thì không biết nên nói cái gì. Dù ba huynh muội này bất phàm nhưng vi sinh ngũ tổ và Đông Hải Tam Sát hợp tác tuyệt đối không dễ chọc. Dương Quá mỉm cười nói. Tốt, vậy thì tam muội làm trọng tài. Dương Quá lắc người xé gió đến trước mặt Cực Lạc Tam Quỷ, phất áo xám. Tam Quỷ, giao người này cho ta được rồi, các ngươi đi nghỉ ngơi một lát. Tuân lệnh đại thiếu gia. Khí thế Tam Quỷ đang đối đầu với Đông Hải Tam Sát, sắp đánh nhau thì Dương Quá tới, Tam Quỷ liền thu về, cung kính lùi xuống. Tam Quỷ không lo cho đại thiếu gia Dương Quá, trong Tử Vong Thâm Uyên bọn họ thấy rõ thực lực của đại thiếu gia, gần đây Dương Quá lại đột phá, thực lực hiện tại càng siêu cỡ nào. Cực Lạc Tam Quỷ lùi xuống, mắt lộ ý cười chờ nhìn trò cười của Đông Hải Tam Sát. Hừ, thấy Cực Lạc Tam Quỷ lui xuống, Dương Quá định đơn độc đối kháng ba người bọn họ, ba người Đông Hải Tam Sát biểu tình cực kỳ khó xem. Ánh mắt hỏa sát âm trầm nói. Tiểu tử càn rỡ, chưa từng có ai dám hoành hoang như vậy trước mặt Đông Hải Tam Sát. Con người hỏa sát co rút, cảm giác bị một hậu bối hoàn toàn không để trong mắt khiến hỏa sát không kiềm được nổi khùng lên. Người Dương Quá khoác áo giáp nham thạch màu vàng đất kín mít, đầu lưỡi liếm khóe môi khô. Bình tĩnh, hành động đi. Gần đây Dương Quá lĩnh ngộ chút ít vừa lúc tìm được người thích hợp để cùng luyện tập. Hỏa sát lạnh lùng quát. Tiểu tử ngông cuồng, giết đệ tử của Hải Sa Môn ta, hôm nay ngươi phải nợ máu trả bằng máu. Sát khí quanh người hỏa sát, thuộc tính hỏa đậm đặc khuếch tán, không gian bùng cháy lửa thực chất hóa. Hỏa sát đánh ra một quyền ấn oanh kích Dương Quá. Nợ máu trả bằng máu. Thủy sát lập tức toàn thân kéo theo năng lượng thiên địa, ánh sáng lam bao phủ toàn thân. Thủy sát lắc người xé rách sóng không gian lao vào Dương Quá. Xoẹt. Lão phụ nhân, linh sát kết thủ ấn, dao động linh lực phô thiên cái địa tràn ra xen lẫn linh hồn lực hùng hồn cùng lúc bao phủ Dương Quá. Ba người hợp sức công kích không chút khách sáo, mới rồi họ đã thấy thực lực của Dương Quá không tầm thường, ánh mắt Dương Quá âm trầm. Đến đúng lúc. Một chân đạp hư không phá nát sóng không gian, Dương Quá quát xong lao ra, ánh sáng vàng rực rỡ trên thân, khí thế tăng vọt. Khí thế hùng hồn đè xuống giống như trời sụp đất nứt bao phủ toàn không gian, đối kháng lại Đông Hải Tam Sát. Xoẹt 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 xoẹt. Cùng lúc đó, năm khí thế cường đại trong vi sinh ngũ tổ tỏa định Lục Lâm Thiên, năm khí thế bao phủ, năm bóng người đáp xuống quanh hắn. Vi sinh ngũ tổ phong tỏa một phương không gian. Xoẹt. Thủ ấn của năm người thay đổi, một luồng sáng rực rỡ tuôn ra từ cơ thể nhanh chóng ngưng tụ thành không gian năng lượng mênh mông trên bầu trời, uy nhiếp bàng bạc tràn ngập kèm theo tiếng sấm điếc tai vang vọng. Khí thế năm người dâng lên, thiên địa biến sắc, năm người phát ra khí thế, giơ tay nhấc chân kéo theo lực lượng thiên địa hùng hồn. Bên dưới, nhiều cường giả ngước đầu lên, sóng không gian trên trời bị chấn mở như nước sôi sục, không khí dương cung bạt kiếm khuếch tán trong trận. Cường giả đẳng cấp này đánh nhau không ai dám mon men tới gần. Đám người khác không nhúc nhích, vì những người đang đánh nhau mới là điểm chính, chỉ khi bọn họ thắng mới liên quan đến đại cục, những người khác bây giờ đánh nhau chỉ là dư thừa. Vi sinh hỏa mới rồi chịu thiệt, lạnh lùng quát. Lục Lâm Thiên, chờ xem ngươi cuồng vọng đối kháng năm người bọn ta. Mắt vi sinh hỏa hấp háy sát ý, năm người hợp sức muốn tìm về mặt mũi. Vi sinh hỏa lắc người xông vào Lục Lâm Thiên trước nhất. Trưởng ấn nóng cháy vỗ không khí trước mặt. Dọc đường trưởng ấn đi không gian nứt vỡ, từng sóng không gian mang theo lửa thực chất hóa xé gió giáng xuống. Bốn người vi sinh ngũ tổ còn lại tự mang theo cột sáng công kích,
thất luyện khủng bố đỡ upsilon.ng mạnh vào Lục Lâm Thiên. Cùng nhau hành động, tốc chiến tốc thắng. Ầm 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 ầm. Không gian run rẩy bị không khí căng thẳng nổ nát, địa chiến thật sự bùng nổ. Áo giáp thanh linh. Nhìn năm bóng người lao tới, quanh thân Lục Lâm Thiên tỏa ánh sáng vàng bảy áo giáp thanh linh trước tiên. Con người Lục Lâm Thiên co rút, thân hình biến mất tại chỗ. Long ảnh tí. Tê thiên liệt địa trảo. Trọng thủy kết giới. Địa địa vô ảnh cước. Khi lực công kích của năm người ập đến, khóe môi Lục Lâm Thiên cong lên, trong khoảnh khắc thúc giục mấy lực công kích đón chào. Một chuỗi lực công kích rời núi lấp biển ập đến, thủ đoạn thuấn phát vũ kỹ của Lục Lâm Thiên vốn cực kỳ biến thái, nay có tu vi vũ tôn bát trọng phối hợp thì uy lực rất khủng khiếp. Năng lượng cường đại trong khoảnh khắc bùng nổ, vi sinh ngũ tổ không thể đến gần Lục Lâm Thiên. Lực lượng như thiên thạch va chạm, không gian hỗn loạn, mỗi lần va chạm mang theo tiếng nổ lớn, kình phong đáng sợ từ trong đó phô thiên cái địa tràn ra. Ầm 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 ầm. Kình phong kinh khủng thổi quét, không gian ngàn thước giữa không trung hỗn loạn, sóng không gian vỡ ra từng tấc. Cả không gian bị chấn dao động nhanh. Linh Vũ Chiến Tôn Lục Lâm Thiên có thể liên tục phát vũ kỹ thuộc tính các hệ. Thực lực cường đại quá, không uổng danh chiến tôn. Nhìn không gian hỗn loạn trong vòng chiến, nhiều người ánh mắt giật mình, chính Cực Lạc Tam Quỷ cũng trợn mắt há hốc mồm. Lần đầu tiên bọn họ thấy nhị thiếu gia thuấn phát vũ kỹ các hệ. Thoáng chốc Lục Lâm Thiên bị nhiều vũ kỹ cuốn lấy. Vi sinh ngũ tổ biến sắc mặt, Lục Lâm Thiên thúc giục vũ kỹ địa giai như tùy tay chộp lấy, hoàn toàn là trực tiếp kéo đến, quá khủng khiếp. Chân linh cấm không trường. Tử vong phong bạo. Lục Lâm Thiên trực tiếp thuấn phát từng vũ kỹ, trùng kích rời núi lấp biển ập hướng vi sinh ngũ tổ. Ầm 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 ầm. Từng đợt lực công kích phúc kỹ tràn ngập không gian, không trung trướng to lên với tốc độ nhanh không thể tả. Sau đó không gian nổ tung, kình phong đáng sợ từ trong đó phô thiên cái địa thổi quét. Mục đích của Lục Lâm Thiên rất đơn giản, chỉ muốn biết thực lực bản thể tới trình độ gì. Đánh nhau với vi sinh ngũ tổ có thể đàng hoàng thử xem thực lực bình thường của bản thể, sau này gặp đối thủ cũng có nắm chắc trong lòng bàn tay. Lục Lâm Thiên tùy tiện thử một lần lại làm vi sinh ngũ tổ khó chịu, năm người vốn cùng vây công hắn trong khoảnh khắc bị vũ kỹ gió táp mưa rông phản công biến thành một mình Lục Lâm Thiên dựa đánh năm người. Ầm 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 ầm. Vi sinh ngũ tổ hoảng hốt đỡ từng đợt lực công kích, các công kích va chạm hỗn loạn không gian mấy ngàn thước trên cao, sóng không gian vỡ ra từng tấc. Trong không gian hỗn loạn bị các đợt sóng lực công kích thổi quét liên tục trùng kích. Bùm 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 bùm. Lực công kích khủng bố rời núi lấp biển, cơ thể Lục Lâm Thiên lại sừng sững bất động. Trên người Lục Lâm Thiên có áo giáp thanh linh, ám ảnh mật bào bay phần phật. Quan trọng nhất là có bất diệt huyền thể. Với lực công kích khủng bố thế này, tu vi vũ tôn bát trọng của Lục Lâm Thiên trực tiếp đối kháng lại cũng không đáng lo. Trong kình khí ngút trời Lục Lâm Thiên càng chiến càng anh dũng. Vi sinh ngũ tổ thì không dễ chịu gì, trong kình khí ngập trời năm người bị đẩy lùi. Năm người có bảy áo giáp phòng ngự nhưng không dám bỏ qua kình khí mãnh liệt đó. Vi sinh ngũ tổ và Lục Lâm Thiên đá nhau, bọn họ ngày càng kinh sợ. Năm người vốn nghĩ có thể hợp tác nhẹ nhàng xử lý Lục Lâm Thiên nhưng không ngờ hiện tại ngược lại là năm người liên tục thụt lùi, bọn họ biểu tình ngày càng khó xem. Trong đám người mắt hắc vũ hấp háy nhìn chằm chằm động tĩnh kinh người trên bầu trời, khẽ thở dài, ánh mắt vui mừng. Hắc vũ từng bước nhìn thiếu chủ trưởng thành, bắt đầu từ Thánh Linh giáo đến bây giờ, mấy năm ngắn ngủi thiếu chủ đã vượt qua gã, nếu bây giờ hắc vũ đánh nhau với thiếu chủ thì tuyệt đối không đấu lại. Hắc vũ thì thào. Chủ nhân thu được một đệ tử tốt. Lần này đến đây, Thánh Linh Cốc không cần Hắc Vũ ra tay giúp. Ba người Cực Lạc Tam Quỷ nhìn nhau, ngước mắt lên ngạc nhiên nhìn. Nhị thiếu gia mạnh quá, năm người vi sinh ngũ tổ hợp tác vậy mà chẳng chút ưu thế. Sau khi nhị thiếu gia đột phá vũ đạo đến tôn giai bát trọng thì thực lực càng lúc càng khủng bố, đối phó dễ như chơi. Âm Quỷ nhìn chăm chú vòng chiến Đông Hải Tam Sát và Dương Quá. Đại thiếu gia cũng rất mạnh. Vòng chiến bên kia không kinh người như vi sinh ngũ tổ và đại thiếu gia nhưng cũng rất khủng. Ầm 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 ầm. Không gian tan vỡ, kinh khí thổi quét. Dương Quá một trọi bá nhưng không yếu thế, từng đợt quyền ấn chuyển động kéo theo năng lượng thuộc tính thổ hùng hồn. Từng đợt quyền ấn đấm ra, ngày càng quen thuộc, uy lực cũng càng lúc càng mạnh. Hỏa sát hét to một tiếng. Chết tiệt, dốc hết sức ra tay đi. Tiểu tử này dùng chúng ta để lĩnh ngộ vũ kỹ.
hỏa sát đã phát hiện Dương Quá đánh e nhu với bọn họ hoàn toàn xem nhẹ họ, dùng họ để lĩnh ngộ vũ kỹ. Hỏa sát tức điên. Ầm 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 ầm. Ba người biểu tình khó xem, vừa ra tay liền biết thực lực của Dương Quá. Ba người không làm gì được Dương Quá, ngược lại bị người ta dùng để dung hợp lĩnh ngộ vũ kỹ. Ba người đã bao giờ bị nhục nhã thế này? Dốc sức đánh ra từng đợt công kích. Ba người đánh hết sức. Dương Quá quát khẽ. Phá. Dương Quá thay đổi thủ ấn, năng lượng thuộc tính thổ cuồng bạo phô thiên cái địa tuôn ra. Một vòng sáng quyền ấn chói lòa vẽ ra tàn ảnh đầy trời. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi cá quyền ấn trong tay Dương Quá xé rách không gian, khí thế sắc bén bá đạo bao trùm toàn phạm vi không gian. Quyền ấn càn quét va chạm cùng lực công kích của ba người. Mấy lực công kích đỡ upsilon.ng chạm, không gian bừng lên luồng sáng chói mắt, lực lượng kinh khủng va chạm vào nhau. Không gian to lớn vỡ nát lộ ra lỗ đen, năng lượng kình khí cuồng bạo tán loạn trong thiên địa. Kình khí cuồng bạo khuếch tán, giữa không trung tạo thành tiếng nổ điếc tai. Bùm 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 bùm. Mấy ngọn núi bên dưới bị cuốn vào, núi sập đất nứt. Ngọn núi to lớn bị trực tiếp san bằng, thế Ensuia ầm ầm sụp đổ. Mặt đất nứt rạn, đá vụn tung tóe kéo dài mấy chục dặm. Nhiều cặp mắt ngó chân chân, thực lực khủng bố đến đáng sợ. Cộp cộp cộp. Cuộc va chạm đẩy lùi Đông Hải Tam Sát, Dương Quá cũng lùi thẳng một đường, mắt lóe ý cười. Dương Quá bước ra một bước ổn định thế lùi, mặt hơi tái. Đông Hải Tam Sát biến sắc mặt, bọn họ không ngờ thực lực của Dương Quá khủng bố đến mức này, ba người vây công vậy mà chẳng chiếm được chút ưu thế. Trong vòng chiến hỗn loạn, Vi Sinh thổ áo vàng hét to. Tốc chiến tốc thắng, tiểu tử này lực có phòng ngự cường đại, dốc hết sức đi. Luôn bị Lục Lâm Thiên ức chế liên tục bại lui, Vi Sinh thổ không nhịn được nữa. Vù 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 vù. Vù 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 vù. Vù 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 vù. Vi Sinh thổ dứt lời, cùng lúc đó năm người vọt lên, hùng hổ tiến lên không trung. Năm người tự bắn ra một cột sáng chân khí ập đến. Không gian run rẩy, công kích khủng bố từ năm người làm thiên địa gió nổi mây phun, không gian rung động. Ầm 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 ầm. Năm cột sáng công kích khủng bố xuyên qua không gian va chạm vào Lục Lâm Thiên, thanh thế khủng khiếp. Những tu vi giả thực lực thấp tim ngừng đập nhìn. Lục Lâm Thiên xem công kích của năm người, mắt lóe ý cười, khóe môi cong lên, vẫn bình thản, tâm tình rất tốt. Chủ yếu vì Lục Lâm Thiên thử một lần phát hiện thực lực tu vi Vũ Tôn Bát Trọng hiện tại hoàn toàn không kém gì trung kỳ Vũ Tôn Cửu Trọng, điều này tâm tình của hắn siêu tốt. Năm cột sáng chân khí năm loại thuộc tính đáng sợ ập đến, Lục Lâm Thiên còn nắm tay lại. Thử vũ kỹ mới xem sao. Không trung chợt nổi cuồng phong rít gào, giây lát đã có sóng dao động thuộc tính phong minh mông. Năng lượng thuộc tính phong bàng bạc tràn ngập quanh thân Lục Lâm Thiên, năng lượng thuộc tính phong khủng bố, thoáng chốc tụ tập lại. Mảnh thiên địa này bị cuồng phong bao trùm, trong không gian gió mây vần vũ. Năng lượng thuộc tính phong hùng hồn đè ép không gian run rẩy. Chớp mắt cuồng phong bao phủ không gian to lớn. Thủ ấn của Lục Lâm Thiên thay đổi, cuồng phong tàn phá không gian xoay tròn tụ lại chốc lát thành vòi rồng siêu khổng lồ. Vòi rồng bão tố xoay tròn, mép không gian lộ ra khe nứt không gian đen ngòm, năng lượng ngập trời khiến không gian vỡ ra từng tấc. Lục Lâm Thiên quát to. Bạo phong long vũ. Lục Lâm Thiên giơ tay nhấc chân ngưng tụ vũ kỹ địa giai cao giai đảo khôn dương mới tu luyện ngày hôm qua. Trong vòi rồng khổng lồ xoay tròn. Nhìn từ xa như có cự long màu trắng xoay quanh mang theo long uy khiếp hồn người. Tất cả cặp mắt nhìn, trong lòng sinh ra cảm giác mình nhỏ nhoi. Ầm 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 ầm. Vòi rồng nối với thiên địa càn quét, một ngọn núi khổng lồ bên dưới bị cuốn vào, san bằng ngay. Ngọn núi to lớn bị bứng lên cưỡng ép xé nát trong không trung, rít gào xoay tròn trong vòi rồng. Nhìn ngọn núi khổng lồ bị bứng lên san bằng, lực lượng khủng bố kinh người, nhiều cặp mắt hút ngụm khí lạnh. Quá mạnh. Vù 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 vù. Trong phút chốc năm cột sáng chân khí đáng sợ từ Vi Sinh ngũ tổ va chạm. Ánh mắt Lục Lâm Thiên âm trầm, phất tay lên. Vòi rồng to lớn gắn liền trời với đất đỡ upsilon.ng vào năm cột sáng chân khí. Răng rắc. Cú va chạm đỡ upsilon.ng vỡ vụn không gian, những mảnh không gian như bột phấn bắn tung tóe. Dao động năng lượng tràn ra. Không gian xung quanh vỡ từng tấc lộ ra hư vô to lớn đang từ từ khép lại. Tất cả năng lượng bị đỡ upsilon.ng vỡ, không có bao nhiêu người có thể nhìn thẳng vào. Cộp cộp cộp.
Lực lượng mạnh mẽ đáng sợ, thân hình vi sinh ngũ tổ bị đẩy lùi nhanh ra, mặt tái xanh. Xoẹt 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 xoẹt. Năm người trượt dài mười mấy bước giữa không trung kéo vệt sóng không gian dài. Năm người ổn định thân hình, sóng không gian dưới chân tan vỡ. Lực lượng mạnh mẽ làm sắc mặt năm người khó coi, Lục Lâm Thiên cường đại đến mức này. Trong kình khí ngập trời, Lục Lâm Thiên như hồn ma xuất hiện trước mặt vi sinh ngũ tổ, mỉm cười hỏi. Mùi vị thế nào, vi sinh ngũ tổ, đến thế là cùng. Ánh mắt vi sinh ngũ tổ sửng sốt như phát hiện điều gì, năm người nhìn chằm chằm vào tay Lục Lâm Thiên. Trên lòng bàn tay Lục Lâm Thiên nổi một thể năng lượng này rất là an tĩnh, cực kỳ huyễn lệ. Nhìn lại dường như có thú thể phượng hoàng bảy sắc, rùa răn đen như mực, và thú ảnh hổ trắng. Mấy thú ảnh dung hợp lại thể năng lượng yên lặng lạ lùng, không có dao động năng lượng nào. Chính sự yên tĩnh này khiến linh hồn vi sinh ngũ tổ cảm giác nguy hiểm. Chỉ một giây, Lục Lâm Thiên khẽ nói. Năm lão bất tử, lại nếm thử thứ tốt này đi. Thể năng lượng yên tĩnh trong tay Lục Lâm Thiên kèm theo một vòng khe nứt không gian đen ngòm nhỏ khó thể phát hiện bị đẩy ra ngoài. Lục Lâm Thiên đẩy thể năng lượng rời tay, không gian xung quanh dao động kịch liệt. Trong ánh mắt ngạc nhiên của vi sinh ngũ tổ, thể năng lượng kỳ dị đón gió biến to như từ không gian khác nhảy ra, trong khoảnh khắc thể tích lớn cỡ ngàn thước, tựa mặt trời mọc từ hướng đông lấp lánh nổi lên. Vi sinh thổ hét to một tiếng. Lực công kích này hơi kỳ dị, lùi nhanh. Mọi người vừa bị đẩy lùi chưa kịp đánh trả, tốc độ ngưng tụ vũ khí của Lục Lâm Thiên khiến vi sinh ngũ tổ run sợ. Năm người vi sinh ngũ tổ nhanh chóng thụt lùi nhưng không kịp, tất cả chỉ trong chớp mắt. Không gian run rẩy, năng lượng hùng hồn, trong phạm vi không gian to lớn gió nổi mây phun. Các vi sinh ngũ tổ biểu tình hoảng sợ, vội vàng bày thủ đoạn phòng ngự quanh thân. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Bảo. Bàn tay Lục Lâm Thiên từ xa co lại, trong các cặp mắt hoảng sợ tiếng sấm vang lên trong không trung. Mọi người cảm thấy màng tai ù đặc, tiếng nổ nhức óc làm người đau đầu như búa bổ. Bùm. Bầu trời vang tiếng nổ. Tam thần quyết hóa thành biển lửa ngập trời, sóng nước dữ dội, vòi rồng thực chất S.O. sắc A.B.A. lực lượng kinh khủng trong khoảnh khắc đấu Upsilon.NG mạnh vào người vi sinh ngũ tổ mang theo kình khí kinh người bắn tung trên bầu trời, không gian lan nhanh từng vòng sóng đen thui. Xoẹt! Kình khí ngập trời siêu khủng bố hóa thành vòm sáng đổ ập xuống, thế sấm sét tán loa, một giây ngắn ngủi biến mất trong không trung. Cộp cộp cộp! Vi sinh ngũ tổ lảo đảo thụt lùi. Sắc mặt năm người tái xanh, ánh sáng thuộc tính hộ thân trên người cũng nhạt nhòa nhiều. Năm người ổn định thân hình, khóe môi tràn ra vệt máu nhạt, mắt kinh sợ nhìn Lục Lâm Thiên chằm chằm. Đến lúc này vi sinh ngũ tổ mới biết thực lực của Lục Lâm Thiên, hắn nổi lên được tuyệt đối không vì nhờ Linh Vũ Đại Đế bảo vệ mà là thực lực siêu mạnh của bản thân. Lục Lâm Thiên cường đại đến nhường này. Không trung phía xa, động tĩnh lớn làm Đông Hải Tam Sát. Dương Quá tạm dừng đánh nhau nhìn lực công kích khủng khiếp của Lục Lâm Thiên, vi sinh ngũ tổ bị đè đầu đánh, quá mức cường đại. Đông Hải Tam Sát thu về tầm mắt, lại tỏa định người Dương Quá. Thực lực của Dương Quá cũng rất khủng khiếp, hợp sức bình thường khó thể làm gì gã được. Ba người Đông Hải Tam Sát nhìn nhau, mắt lóe tia sáng, dường như có quyết định. Tay Đông Hải Tam Sát thay đổi thủ ấn, từng đợt hơi thở dao động kỳ lạ khuếch tán. Giây sau ba người Đông Hải Tam Sát. Trung kỳ gần hậu kỳ linh tôn cửu trọng đều phát ra khí thế vũ tôn cửu trọng. Đông Hải Tam Sát đồng thanh kêu lên. Bày trận. Ba người bắn ra các cột sáng linh lực chân khí từ thân thể, các bên nối với nhau. Âm 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 âm. Chớp mắt không trung tầm thấp trước mặt ba người cùng bày ra một đoàn sáng to lớn. Đoàn sáng tỏa ánh sáng chói lòa mang theo sát khí hùng mạnh tựa mặt trời giáng xuống, không gian run rẩy âm âm. Ánh sáng năng lượng vô cùng vặn vẹo ngưng tụ trong không trung, lực lượng mạnh mẽ làm không gian bốn phía lộ ra khe nứt không gian đen ngòm. Ba người bộc phát khí thế kinh người, thủ ấn liên tục biến đổi, miệng phun máu, trong trán có một linh hồn lực biến đổi cùng các thủ ấn cộng thêm cột sáng linh lực chân khí lại phát ra từ cơ thể thoáng chốc liên kết lại trong đoàn sáng to lớn. Giây sau vang tiếng thú giống. Growl. Cuối cùng biến thành ảo ảnh mãnh thú to khổng lồ cả ngàn thước. Mãnh thú to lớn toàn thân tràn ngập hơi thở hung ác bạo ngược cổ xưa, giống sói không phải sói, giống cọp không phải cọp, sát khí quanh quẩn khủng bố. Cự thú dữ tợn, khí thế kinh người đáng sợ khiến Hắc Vũ mắt hấp háy. Mãnh thú ảo ngưng tụ này hơi thở sánh bằng yêu thú, linh thú đỉnh cao giai bát giai,
tương đương với cường giả đỉnh vũ tôn, linh tôn cửu trọng. Đông Hải Tam Sát bày trận pháp mãnh thú này song thực lực kinh khủng ngang ngược đỉnh tôn giai cửu trọng, vượt qua lạch trời lớn. Lục Lâm Thiên đứng phía xa chú ý thấy, Đông Hải Tam Sát ngưng tụ thú ảnh so sánh thực lực thì dư sức đối kháng lại Kim Lan tôn giả hay cùng kỳ tôn giả. Chỉ là đối kháng, chưa thể trực tiếp đối mặt, thực lực Kim Lan tôn giả và cùng kỳ tôn giả đến cực đỉnh vũ tôn cửu trọng. Lệ Quỷ hét to. Đại thiếu gia, đó là thiên sát mãnh thú trận của Đông Hải Tam Sát, uy lực cực kỳ khủng bố. Ba người dùng tinh huyết, linh hồn lực ngưng tụ vận dụng. Chặt đứt thú ảnh đó thì ba lão quỷ cũng tàn đời. Lệ Quỷ rất quen thuộc thiên sát mãnh thú trận của Đông Hải Tam Sát. Dương Quá lẩm bẩm. Thiên sát mãnh thú trận sao? Áo giáp phủ người Dương Quá, mắt gã bắn ra chiến ý ngập trời. Cùng lúc đó, Vi Sinh Ngũ Tổ nhìn Đông Hải Tam Sát bày đại trận thì mắt lóe tia sáng, thủ ấn lặng lẽ thay đổi. Thanh âm Vi Sinh Ngũ Tổ như sấm vang vọng trong thiên địa. Kết ngũ long địa trận. Từng đợt chân khí tuôn ra ồ ạt, năm người đạp không đứng, vị trí đứng có gì đó huyền ảo. Chân khí tựa như gió bão vần vũ quanh người Vi Sinh Ngũ Tổ, bầu trời rung bần bật. Âm 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 âm. Trong phút chốc từng cột sáng chân khí bàng bạc bắn ra từ thân thể năm người. Cột sáng 5 loại năng lượng thuộc tính tụ tập giữa không trung. Vi Sinh Ngũ Tổ thay đổi thủ ấn, các cột sáng 5 thuộc tính dung hợp với nhau, không trung rung lên. Cột sáng to lớn dung hợp vặn vẹo không gian lộ ra cái lỗ to hư không giữa không trung. Xung quanh hư không to lớn mây mù lượn lờ, sâu thăm thẳm như thông ra ngoài 9 tầng trời. Grao grao. Giây phút ngắn ngủi, cột sáng khổng lồ hình thành cái lỗ hư không to lớn có một cự long ảo to ngàn thước với tư thế rung động bay ra. Cự long ảo to lớn trên người có 5 luồng sáng vàng, xanh, lam, trắng, đỏ lấp lánh. Kỳ lạ nhất là nó có 5 cái đầu rồng to, 5 cái đầu dữ tợn như thiên thú giáng lâm kèm theo uy nhiếp khủng bố khiến tim người đập nhanh. Cùng với cự long ảo to lớn kỳ lạ xuất hiện, không gian run nhẹ. Phương xa mãnh thú do Đông Hải Tam Sát ngưng tụ bị ảnh hưởng. Rõ ràng là long thú 5 đầu mạnh hơn khí thế mãnh thú nhiều. Trời ơi, đây là vật gì? Thực lực khủng khiếp thật. Rất nhiều cặp mắt nhìn cảnh tượng rung động trên bầu trời, bốn phía vang từng tiếng hút không khí. Uy thế kinh người của con long thú 5 đầu rất khủng bố. Khí thế siêu khủng làm ánh mắt Kim Huyền hơi biến đổi. Lục Lâm Thiên ngước nhìn con long thú 5 đầu, hắn không ngờ Vi Sinh Ngũ Tổ còn có thủ đoạn như vậy. Uy thế con long thú 5 đầu dữ tợn này cỡ cực độ đỉnh hậu kỳ yêu thú bát giai, nếu so sánh thì thực lực giống Tật Phong tôn giả đảo Khôn Dương lúc trước đánh lén Lục Lâm Thiên, đủ đối kháng cường giả tôn giai một chân bước ra đỉnh tôn giai cửu trọng. Các ánh mắt Thánh Linh Cốc nhìn, hút ngụm khí lạnh, mạnh quá. Đám cường giả Thánh Linh Cốc vốn không lo gì giờ thì căng thẳng thần kinh, chủ yếu vì Vi Sinh Ngũ Tổ vận dụng con long thú 5 đầu ảo quá mạnh. Mắt Dạ Vị Ương hấp háy tia sáng. Vốn không lo gì nhưng khí thế ngập trời này làm trái tim nàng treo cao. Grao. Đông Hải Tam Sát ngưng tụ mãnh thú thoáng chốc xé gió đỡ upsilon.ng vào Dương Quá, thân hình khổng lồ ập đến, không gian dọc đường đi vỡ ra từng mảnh. Ánh mắt Dương Quá âm trầm, thi triển lực lượng thời gian, hơi thở kỳ dị đột ngột biến mất tại chỗ. Vi Sinh Ngũ Tổ quát to. Lục Lâm Thiên, mặc kệ ngươi có thiên phú hơn người cỡ nào. Thủ đoạn quỷ dị ra sao thì hôm nay cũng sẽ bị chúng ta tru sát tại đây. Con long thú 5 đầu khổng lồ bắn ra ánh sáng chói mắt. Con long thú 5 đầu há 5 cái mồm dữ tợn phát ra 5 tiếng rồng ngâm. Grao grao. Con long thú 5 đầu hùng hổ lao hướng Lục Lâm Thiên, không gian dọc đường đi tan vỡ. Lục Lâm Thiên nhìn con long thú 5 đầu gầm giống lao tới, mắt lóe tia trầm trọng. Khí thế con long thú 5 đầu to lớn quá đáng sợ. E rằng thực lực không dưới Tật Phong tôn giả, hiện tại hắn chỉ đành liều mạng. Lục Lâm Thiên quát, tổ cha nhà ngươi, bản công tử không chơi với đám quỷ già các ngươi. Lục Lâm Thiên đã âm thầm kết thủ ấn, trong phút chốc ánh sáng bừng lên quanh thân, đôi mắt hắn tỏa ánh sáng rực rỡ kỳ dị. Âm 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 âm. Khí thế làm không gian run rẩy, bầu trời sau lưng Lục Lâm Thiên chợt nổi sấm sét. Không gian to lớn thoáng chốc tối tăm không ánh sáng. Uy nhiếp linh hồn bàng bạc. Linh hồn mọi người có xúc động muốn thần phục. Là thiên cực linh kỹ. Linh vũ chiến tôn lại định vận dụng linh kỹ thiên giai kia. Biến đổi này làm nhiều người Thánh Linh Cốc lúc trước từng ở trong Tử Vong Thâm Uyên, từng thấy Lục Lâm Thiên thi triển linh kỹ thiên giai làm phong vân biến sắc.
biến đổi gió mây vần vũ khiến vi sinh ngũ tổ đang vận dụng con long thú năm đầu hơi kinh ngạc, động tĩnh như thế rõ ràng là Lục Lâm Thiên đang sử dụng linh kỹ thiên giai. Năm người không ngờ Lục Lâm Thiên tu luyện thiên cực linh kỹ thành công, không ai nói cho bọn họ biết. Lục Lâm Thiên quát to. Thiên linh hồn nhãn. Lục Lâm Thiên vụt ngẩng đầu, trong đôi mắt kỳ dị tràn ngập ánh sáng chói mắt, hai cột sáng to lớn bắn ra như hai thiên thạch xẹt qua hư không va chạm trên bầu trời rồi tụ tập lại. Ầm 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 ầm. Hai cột sáng tụ tập lại, năng lượng đáng sợ như bão tố tràn ra, nhanh chóng biến thành tia sáng chói mắt to lớn giữa hư không như một con mắt to. Ngước lên nhìn tựa như lỗ sâu màu đen to lớn, lỗ sâu đen ngòm, sâu thẳm không thấy đáy, bốn phía là một vòng khe nứt không gian đen đặc. Trong con mắt to lớn toát ra sâu thẳm đen ngòm làm người tim đập chân run. Hơi thở này khiến linh hồn run rẩy, mọi người cảm giác pha ập phồng. Từ xa nhìn chằm chằm không gian lỗ đen to lớn, linh hồn như bị trực tiếp đánh nát. Khí thế đè ép các cường giả có mặt tim ngừng đập. Hắc Vũ, Kim Huyền mắt hấp háy. Growl growl. Giây phút ngắn ngủi con long thú năm đầu đã lao tới trước mặt Lục Lâm Thiên, uy nhiếp hùng hồn phá hoại mảng lớn không gian. Vù 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 vù. Trong phút chốc lỗ đen mắt to lơ lửng giữa không trung khuếch tán lực lượng ngập trời cắn nuốt vạn vật, không gian xung quanh bị cắn nuốt. Con long thú năm đầu xé gió đỡ upsilon.ng hủy không gian đen ngòm, nhưng trong khoảnh khắc này không biết là vì lực cắn nuốt của mắt to hay vì tất cả va chạm mạnh, nói chung là con long thú năm đầu đỡ upsilon.ng vào lỗ đen to lớn kia. Năng lượng khủng bố hùng hồn tàn phá, con long thú năm đầu như sao băng đỡ upsilon.ng vào lỗ đen sâu thẳm. Con long thú năm đầu chui vào lỗ đen, xung quanh lỗ sâu thẳm lan tràn từng vầng sáng đen như trời sụp đất nứt. Năng lượng quái dị khuếch tán khiến sâu trong linh hồn người run rẩy. Trong lỗ đen đáng sợ con long thú năm đầu vùng vẫy gầm giống va chạm ra khe nứt không gian đen ngòm, lỗ đen linh hồn to lớn rung bần bật, thế nhưng con long thú năm đầu khó thể thoát ra ngoài. Chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi, trong lỗ đen không gian sâu thẳm, trước cặp mắt ngạc nhiên của năm người vi sinh ngũ tổ, con long thú năm đầu bị tiêu diệt nhạt dần. Vi sinh ngũ tổ biến sắc mặt, năm thủ ấn lại thay đổi. Bảo. Năng lượng vô hình hùng hồn kết nối trong không gian, con long thú năm đầu ảo khổng lồ chớp mắt gầm giống trướng to lớn nổ tung tóe như bom. Bùm. Vang tiếng nổ trầm đỡ upsilon.ng, con long thú năm đầu nổ tung, năng lượng bàng bạc từ mắt linh hồn to sâu thẳm tràn ra ngoài, xuất hiện một vòng xoáy không gian sâu không thấy đáy. Lực lượng khủng bố tuôn ra từ mắt linh hồn to lớn giáng xuống thiên địa này. Bão kinh khí đáng sợ với tốc độ khủng khiếp khó tả đỡ upsilon.ng mạnh vào mắt linh hồn to lớn càn quét không gian. Răng rắc. Hai luồng khủng bố va chạm, quanh mắt linh hồn to sâu, khe nứt không gian bị cưỡng ép xé ra từng khe hở. Lục Lâm Thiên bị ảnh hưởng, cổ họng phát ra tiếng rên. Hừ. Mặt Lục Lâm Thiên tái nhiệt thúc dục thiên linh hồn nhãn một lần làm linh lực bị tiêu hao gần hết. Giây lát Lục Lâm Thiên không kiềm được phun máu. Phụt. Lục Lâm Thiên dùng lực lượng bản thân đối kháng vi sinh ngũ tổ hợp tác 7 trận công kích tương đương cùng lúc đấu với siêu cường giả Tật Phong Tôn giả. Bùm 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 bùm. Tất cả đến trong chớp mắt, lỗ đen sâu thẳm đen ngòm cùng nổ. Không gian bốn phía sụp đổ từng tấc tan biến, dư âm lực lượng con long thú năm đầu bị xóa nhòa trong không gian. Con long thú năm đầu hoàn toàn bị phá hủy, vi sinh ngũ tổ hộc máu. Phụt. Dường như vi sinh ngũ tổ cũng bị ảnh hưởng lớn. Không gian tan nát xóa nhòa, bão năng lượng khủng bố như gió lốc thổi quét, vi sinh ngũ tổ cũng bị cuốn vào trong đó, chôn vùi trong không gian tan vỡ này. Tất cả phục hồi, thân hình vi sinh ngũ tổ hiện ra. Năm người hộc máu, mắt thẫn thờ, thiên linh hồn nhãn công kích bằng năng lượng linh hồn, hình thành lỗ sâu linh hồn, cắn nuốt tất cả vật có sự sống, dùng linh hồn lực phá hủy bất cứ ý thức và tinh thần. Đòn công kích linh hồn khủng bố như thế hỏi sao vi sinh ngũ tổ không bị ảnh hưởng. Không lâu sau với đòn công kích linh hồn đáng sợ vi sinh thổ tỉnh táo lại trước, bốn người cũng bừng tỉnh. Linh hồn bị thương khiến vết thương của năm người lại tăng thêm, miệng hộc máu. Phụt. Năm người bị thương nặng, mắt thì nhìn Lục Lâm Thiên ngay. Lục Lâm Thiên cũng tiêu rồi, mau giết hắn. Bọn họ nhìn vết máu bên môi Lục Lâm Thiên, mặt hắn trắng bệch thì hành động ngay. Năm người lại nhào lên, thân hình kéo cái bóng mơ hồ vọt ra. Sóng không gian khuếch tán từ năm người, một đường chấn vỡ sóng không gian.
Lúc này Lục Lâm Thiên còn rảnh rỗi giơ ống tay áo lau vết máu bên khóe môi, mắt lóe tia cười kỳ dị. Tổ cha ngươi, muốn ăn bất bản công tử. Khóe môi cong lên dính vết máu rất là tà mị. Vù 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 vù. Năm lực công kích ập đến ngay, năm bóng người xông hướng Lục Lâm Thiên, năm công kích cường đại bao phủ hắn mang theo dao động năng lượng kinh người đè xuống thân thể hắn. Ngay lúc này Lục Lâm Thiên ngước mắt lên, chân nhanh như tia chớp bước ra. Thời gian loạn, không gian khẽ run, vòng khí kỳ dị quanh thân Lục Lâm Thiên với sóng gợn vô hình đồng hóa cùng sóng không gian bao phủ bốn phía. Bùm 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 bùm. Lục Lâm Thiên thoáng chốc biến mất, lực công kích của năm người vi sinh ngũ tổ đánh hụt. Mọi người nhìn đăm đăm, đòn công kích khủng bố va chạm vào quanh thân Lục Lâm Thiên. Lực công kích đáng sợ, sóng không gian lăn tan sóng, không gian sụp đổ ngay. Sóng không gian tan nát lộ ra một vòng sáng đỏ đen làm tim người đập nhanh. Nguy rồi. Lực công kích khủng khiếp như thế khiến mọi người tim đập chân run, Lục Lâm Thiên thì bị cuốn vào trong. Nếu cứng rắn đỡ đòn công kích thế này không ai biết hậu quả sẽ ra sao. Điều mọi người biết là nếu lực công kích này rơi vào người mình thì 10 cái mạng cũng không đủ chết. Lục Tâm Đồng ở trong đám người thì không để bụng, cười tươi như hoa, trong mắt đẹp không hề chất chứa lo âu. Thi triển thời gian loạn thì không ai biết thân hình Lục Lâm Thiên đã biến mất tại chỗ. Thiên trụ giới của Lục Lâm Thiên hiện tại có thể thúc dục đến đệ tam giai, lĩnh ngộ thời gian mạnh hơn nhiều. Lúc này thi triển lực lượng thời gian thì tốc độ càng nhanh đến quỷ mị tuyệt luân. Ủa? Không gian trở lại bình thường, trong không gian bình tĩnh không còn dấu vết Lục Lâm Thiên biến mất. Mọi người khó hiểu, năm người vi sinh ngũ tổ cũng thắc mắc. Mới rồi bọn họ không biết Lục Lâm Thiên mất tích, vi sinh ngũ tổ không hề trông thấy hắn rời đi. Năm người thi triển lực công kích này khiến sắc mặt lại rắng bệch, khóe môi tràn ra vết máu. Hỏng rồi. Năm người cùng biến sắc mặt, tinh thần xem xét. Năm người cảm nhận dao động hơi thở sau lưng, ngoái đầu lại. Trong mắt năm người xuất hiện thân hình quen thuộc, Lục Lâm Thiên lành lặn đứng sau lưng bọn họ. Vi sinh ngũ tổ không hề phát hiện Lục Lâm Thiên làm sao thoát thân được. Lục Lâm Thiên đứng giữa không trung, linh lực thu dấu, chân khí khuếch tán. Mới rồi mặt Lục Lâm Thiên không chút máu giờ trở về hồng hào, mắt nhìn năm người vi sinh ngũ tổ không chấp cái nào lộ tia giễu cợt. Trận pháp hợp kích của năm người đã bị phá, lúc này là nỏ mạnh hết đà, đối phó sẽ dễ dàng hơn nhiều. Vi sinh ngũ tổ cảm giác ẩn ý trong ánh mắt của Lục Lâm Thiên, năm người linh cảm không may. Vi sinh thổ hét to một tiếng. Lùi mau. Năm người có sự ăn ý tuyệt đối, chớp mắt lùi nhanh ra. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Tổ cha ngươi, còn muốn trốn sao? Tới lượt bản công tử xử các ngươi. Lục Lâm Thiên nhìn năm người vi sinh ngũ tổ vội vàng muốn chạy trốn, đôi mắt đen nổi lên lạnh lẽo. Thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ. Thanh âm dứt, kết thủ ấn biến đổi, chỉ giây lát thì không lao ngục thuộc tính thổ uy lực gấp 8 lần trước mặt Lục Lâm Thiên khuếch tán trong không trung. Thì không lao ngục uy lực gấp 8 lần lan tràn ra, không gian lung lay sắp sập, các loại năng lượng rung động cuồn cuộn. Cuối cùng năng lượng thuộc tính thổ bàng bạc bỗng chốc tụ tập lại, cả không gian như đóng băng. Vù 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 vù. Chỉ giây lát ngắn ngủi, thì không lao ngục uy lực gấp 8 lần đã bao phủ không gian mấy ngàn thước. Năm người vi sinh ngũ tổ nhanh chóng thụt lùi bị đông lại trong đó. Trong không gian kỳ dị này năng lượng thuộc tính thổ hùng hồn bỗng chốc tụ tập lại, kèm theo linh hồn lực minh mông. Lực lượng thời gian kết hợp lực lượng không gian ảnh hưởng vi sinh ngũ tổ trong đó. Lực công kích quái dị này làm sắc mặt vi sinh ngũ tổ kinh sợ, bắt đầu thấy hãi hùng. Thổ sinh kim. Lục Lâm Thiên không chậm trễ thêm, một hơi biến đổi thủ ấn. Quanh người Lục Lâm Thiên tỏa ánh sáng vàng như mặt trời rực rỡ dâng lên cao mang theo khí thế tiêu sát sắc bén vô cùng tận lan tràn. Ánh sáng vàng lấp lánh, năng lượng thuộc tính kim trong tay Lục Lâm Thiên đột nhiên rót vào thì không lao ngục. Không gian tựa như thiên địa sao động, rung bần bật. Thì không lao ngục uy lực gấp 8 lần dao động, năng lượng thuộc tính thổ dày nặng biến mất, khí sát phạt sắc bén tràn ngập, uy năng vô hình mới xuất hiện. Thoáng chốc khí thế siêu bá đạo càn quét thiên địa như không gian sắp tan vỡ. Ầm 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 ầm. Cũng trong khoảnh khắc này, bên ngoài thì không lao ngục thuộc tính kim diện tích đã rộng vạn thước, mép không gian tan vỡ, ánh sáng vàng chói lòa, bốn phía gió nổi mây phun, sấm chớp đì đùng. Chắc đây là vũ khí thiên giai. Lục Lâm Thiên không chỉ tu luyện linh kỹ thiên giai thành công còn tu luyện vũ khí thiên giai.
Nhìn cảnh tượng này, uy thế kinh người lan tràn, mọi người nhìn chân chân, linh hồn run rẩy, cảm giác tim đập muốn rớt khỏi ngực, linh lực chân khí trong người bị ức chế. Trong thì không lao ngục thuộc tính kim rực rỡ ánh sáng vàng lan tràn ra. Trong thì không lao ngục thuộc tính kim uy lực gấp 16 lần, 5 người vi sinh ngũ tổ chịu đựng áp lực tăng gấp đôi, không thể nhúc nhích, thân hình bị đông lại. Khí thế sắc bén tiêu sát khiến tim vi sinh ngũ tổ đập nhanh. 5 người hết hồn, chân khí phô thiên cái địa khuếch tán nhưng không thể nhúc nhích một chút nào trong không gian quái dị này, không cách nào tránh thoát được. Tựa như có bàn tay to vô hình nắm chặt bọn họ. Lục Lâm Thiên quát to. Đi xuống cho bản công tử. Trong thì không lao ngục thuộc tính kiếm, thủ ấn vỗ ra. Một cánh tay to tỏa ánh sáng vàng rực rỡ phá không ra khỏi không gian thì không lao ngục vỗ vào 5 người vi sinh ngũ tổ không thể nhúc nhích, như thủ ấn to lớn đập trúng 5 người. Không có đường lùi, 5 người vi sinh ngũ tổ hộc máu. Phụt! Thủ ấn màu vàng đè xuống, thân hình 5 người bay ngược xuống. Thủ ấn màu vàng bao phủ 5 người đập mạnh xuống. Có ngọn núi khổng lồ cao V Upsilon T đâm mây bị bao phủ, thủ ấn màu vàng đè xuống ngọn núi to. Bùm 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 bùm. Vang tiếng nổ điếc tai như trời long đất lở, ngọn núi to dưới thủ ấn màu vàng khổng lồ, lực lượng mạnh mã ngập trời bẻ gãy nghiền nát từ đỉnh núi lan xuống chân núi vỗ dẹp núi non. Ngọn núi từ trên xuống dưới nứt vỡ từng tấc, lực lượng rung động không thể miêu tả bằng ngôn ngữ. Mặt đất lõm xuống, sóng năng lượng cuồng bạo như thực chất điên cuồng dao động. Ầm 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 ầm. Đất đai sơn mạch run rẩy, mặt đất không gian xung quanh nứt rạ. Trưởng ấn năm ngón tay to lớn vài dặm chính giữa mặt đất, lực lượng hủy diệt khiến người chố mắt líu lưỡi. Vi sinh ngũ tổ bị đè dưới ngọn núi đã san bằng vội vùng vẫy bỏ dậy, học bãi máu. Phụt! Sắc mặt vi sinh ngũ tổ trắng bệch nhưng không quên cuống cuồng chạy trốn. Chậm! Khi năm người mình đầy vết thương đẫm máu muốn trốn thì trên bầu trời lôi vân màu tím kéo ra, lực lượng hủy diệt lan tràn khiến năm người tim đập chân run. Nguy rồi! Năm người ngước đầu lên, thấy lôi vân màu tím lấp lóe tia điện. Một lỗ đen to nặng đè xuống người bọn họ. Giải quyết kết thúc công việc. Giữa không trung, Lục Lâm Thiên đạp không mà đứng, áo xanh bay phần phật. Lôi vân màu tím trên cao thu về, một luồng sáng màu tử kim xuất hiện trong lòng bàn tay Lục Lâm Thiên, chui vào trong tay hắn, biến mất. Là tử lôi huyền đỉnh. Mọi người ngơ ngác ngó nhau. Vi sinh ngũ tổ bị bắt vào tử lôi huyền đỉnh. Không khó đoán ra mới rồi vi sinh ngũ tổ bị Lục Lâm Thiên trực tiếp nhốt trong tử lôi huyền đỉnh, năm cường giả đáng sợ thế mà bị một mình hắn bắt giữ. Ui! Mọi người hút ngụm khí lạnh, thực lực của Linh Vũ Chiến Tôn quá khủng khiếp. Các cặp mắt tròn mắt dẹt ra. Không uổng là Linh Vũ Chiến Tôn, thực lực siêu đáng sợ. Dạ Vị Ương hít sâu, chân mày nhíu chặt nay giãn ra. Phù! Kim Huyền ở phía xa mắt hấp háy lộ tia ngạc nhiên. Rời mắt sang ngó Dương Quá. Nguy rồi, ngũ tổ bị bắt giữ. Chúng ta làm sao bây giờ? Người vi sinh gia tộc đến sau một chuỗi giật mình đã tỉnh táo lại. Bọn họ nhìn năm vị lão tổ lúc này bị Lục Lâm Thiên bắt vào trong thần khí, quay sang nhìn nhau, lòng hoảng hốt. Không biết là người vi sinh gia tộc nào nhanh lẹ chộp thời cơ quát to. Trốn! Các người vi sinh gia tộc chạy tứ tán, chạy vắt giò lên cổ không dám ở lại lâu hơn. Giết! Cực lạc tam quỷ, huyết mị, hắc hùng lao ra ngăn đường đi mấy tu vi giả tôn giai của vi sinh ra, không cho tu vi giả tôn giai trốn là hoàn thành nhiệm vụ. Giải linh tôn giả luôn quan sát toàn trường, thấy người vi sinh gia tộc chạy trốn thì hét lên. Đệ tử thánh linh cốc nghe lệnh, giết! Các cường giả thánh linh cốc nhảy ra lao hướng tu vi giả vương giai của vi sinh ra. Bùm 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 bùm! Vang tiếng nổ trầm đỡ Upsilon, C. Tiếng hét thảm ré lên. Vi sinh ngũ tổ đã bị bắt, còn lại mấy tu vi giả tôn giai thấp trọng, có cực lạc tam quỷ ra tay thì bọn họ chỉ có nước chờ bị tàn sát. Còn lại những tu vi giả vương giai, xuất giai thì càng khỏi phải bàn. Bị cường giả thánh linh giáo, huyết mị, tuyết sư truy sát, có thể tưởng tượng tình huống ra sao. A! À, các tiếng gào thét vang lên, người vi sinh gia tộc chết một đống. Lục Lâm Thiên không hứng thú với những người vi sinh gia tộc còn lại. Có cực lạc tam quỷ ở miễn mấy tôn giai không trốn thoát là được. Lục Lâm Thiên lắc người đến bên cạnh Lục Tâm Đồng, mắt nhìn chằm chằm vòng chiến Đại Ca Dương Quá đấu với Đông Hải Tam Sát phía trước còn chưa xong. Đại Ca Dương Quá và Đông Hải Tam Sát đánh nhau,
Lục Lâm Thiên luôn quan sát cuộc chiến. Mãnh thú dữ tợn khiến đại ca Dương Quá luôn bị rơi vào thế yếu. Nhưng nhờ ảnh hưởng lực lượng thời gian, Dương Quá dư sức tự bảo vệ mình, thậm chí càng đánh càng hăng. Mắt Lục Lâm Thiên hấp háy. Hình như đang lĩnh ngộ thuộc tính thổ và lực lượng thời gian. Đại ca Dương Quá đối kháng với mãnh thú Đông Hải Tam Sát điều khiển, trong cuộc chiến lĩnh ngộ dung hợp, dung nhập lực lượng thời gian vào lực công kích. Lục Tâm Đồng nói với Dương Quá phía trước. Đại ca, ca ca đã bắt giữ 5 tên rồi, đại ca phải mời rượu. Lục Tâm Đồng hoàn toàn không để bụng chuyện Lục Lâm Thiên bắt giữ vi sinh ngũ tổ, ở trong lòng nàng thì đây là chuyện đương nhiên. Giữa không trung truyền đến tiếng cười to của Dương Quá. Vậy sao, lo đánh ta quên mất, thế là phải mời rượu rồi. Ầm 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 ầm. Tiếng cười dứt, Dương Quá đánh ra cú đấm, kéo theo thuộc tính hùng hồn, thuộc tính thổ đậm đặc bao bọc quyền ấn đấm mạnh ra. Quyền ấn oanh kích, bốn phía nứt ra khe hở không gian lan tràn. Cùng lúc đó, hơi thở kỳ dị đằng trước quyền ấn đồng hóa sóng không gian, hơi thở kỳ dị khuếch tán. Cùng lúc đó, mãnh thú không cách nào tránh đòn công kích của Dương Quá, cú đấm của gã đập mạnh vào thân hình ảo. Bùm 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 bùm. Vang tiếng nổ trầm đỡ Upsilon, C, lực lượng ngập trời, vòng sáng đen đặc bắn ra đường cong. Không gian xung quanh vỡ từng tấc, thân hình Dương Quá bị đẩy lùi một chút, hơi thở dao động liên tục. Dương Quá cưỡng ép chịu đựng vẫn không làm gì Đông Hải Tam Sát được. Dương Quá bị đẩy lùi nhưng không để bụng, thản nhiên nói. Nhị đệ, ta lại thua ngươi, mới rồi ta lỡ quên thời gian, lần sau lại so tài. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Đại ca, có cần ta giải quyết giúp không? Đông Hải Tam Sát đã không đáng lo, thực lực của ba người này chỉ mạnh hơn Linh Sát một chút. Thực lực thủy sát, hỏa sát bình thường, khi ba người vận dụng mãnh thú thì khá mạnh nhưng chắc đã tiêu hao nhiều. Lục Lâm Thiên thậm chí nghi ngờ có phải đại ca Dương Quá cố ý tiêu hao ba người này không? Chờ khi cả ba sắp kiệt sức thì Dương Quá mới một đòn giải quyết. Thôi, ba thứ này chưa cần ngươi hỗ trợ. Dương Quá mỉm cười nói. Vốn đã thua ngươi, giờ còn cần ngươi hỗ trợ thì ngươi quá xem thường đại ca của ngươi. Đông Hải Tam Sát biết vi sinh ngũ tổ bị Lục Lâm Thiên bắt giữ, biểu tình cực kỳ khó xem nhưng lúc này không thoát ra được. Dương Quá bị đẩy lui, Đông Hải Tam Sát càng được thế không tha ngươi, thúc giục mãnh thú khổng lồ va chạm mạnh. Mãnh thú giống to, grow, cơ thể khổng lồ lao xuống, không gian ầm ầm run rẩy. Khí thế hung thần phô thiên cái địa khuếch tán, ánh sáng năng lượng vô tận vặn vẹo không gian ập hướng Dương Quá. Dương Quá nhìn mãnh thú xông tới, khuôn mặt gã không còn nụ cười. Không lãng phí thời gian với các ngươi nữa. Một luồng sáng màu vàng kim xuất hiện trong tay Dương Quá. Ong 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 ong. Chấn thiên hiện ra trong tay Dương Quá. Tiếng kiếm ngân kinh thiên động địa vang vọng trong không gian. Uy thế kinh người khiến mãnh thú ảo khẽ run, Đông Hải Tam Sát biến sắc mặt. Khí thế trên kiếm bảng to màu vàng làm ba người hết hồn. Phá thiên thức. Một kiếm quyết xẹt qua, mãnh thú ảo gầm gừ lao tới trước mặt Dương Quá, gã quát to. Chấn thiên bắn ra ánh sáng vàng chói lòa hình hành muôn vàn đao quang che dập trời bay đi. Vù 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 vù. Khoảnh khắc ngắn ngủi vô số kiếm quang bắn ra. Kiếm ngân càn quét không gian. Mỗi luồng kiếm quang chém ra một khe nứt không gian đen ngòm, kinh khí đáng sợ thổi quét. Vô số kiếm quang thoáng chốc nghiền nát mãnh thú ảo. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Đông Hải Tam Sát thua. Với khí thế này nếu Đông Hải Tam Sát trong thời kỳ đỉnh cao vận dụng mãnh thú còn có thể đỡ nhát kiếm của đại ca Dương Quá, nhưng lúc này bọn họ kiệt sức không còn hơi nào thì miễn bàn. Lúc này Lục Lâm Thiên càng nghi ngờ đại ca cố tình câu giờ tiêu hao ba người. Răng rắc, từng khe nứt không gian hiện ra, trong khoảnh khắc không gian vỡ nát. Bão năng lượng đáng sợ tựa cơn lốc quét qua. Răng rắc, mãnh thú y ống hổ không phải hổ, giống sói không phải sói bị nghiền nát trong không gian, cắt nát vụn trong đó. Kinh khí không gian ngập trời, khi bão năng lượng kinh khủng khuếch tán đến phạm vi nhất định thì chợt ngừng lại, tất cả lặng yên biến mất trong thiên địa. Khi mãnh thú bị phá hủy, Đông Hải Tam Sát nháy mắt bị ảnh hưởng, thân hình run lên. Cổ họng khẽ rên hộc bãi máu. Phụt, mặt Đông Hải Tam Sát không còn chút máu, hơi thở rối loạn. Thiên sát mãnh thú trận do tinh huyết, linh hồn lực của ba người ngưng tụ, lúc này mãnh thú bị phá hủy, thiên sát mãnh thú trận bị phá, ba người cũng gặp tổn hại nặng. Xoẹt, trong khoảnh khắc này người Dương Quá khẽ run,
chấn thiên chém ra. Một luồng kiếm quang màu vàng chém vào hỏa sát, dưới kiếm quang cắt rách không gian. Trong chớp mắt này, Đông Hải Tam Sát nhìn Dương Quá lao tới, hỏa sát vội hét to cầu cứu. Sư phụ cứu ta. Cùng lúc đó một tiếng hét như sấm vang vọng trong không trung. Tiểu tử, dám đỡ upsilon.ng vào đệ tử của lão phu thì lão phu sẽ nghiền ngươi ra cho. Sóng âm thổi quét làm màng tai người đau rát. Mọi người đột nhiên biến sắc mặt nhìn sang, trong trận thế đệ tử Hải Sa Môn có một luồng sáng xẹt qua mang theo khí thế hùng hổ vô cùng biến thành hình người đáp xuống trước mặt hỏa sát. Tốc độ cực nhanh, khi kiếm của Dương Quá chém xuống thì người đó vung trường bào, bàn tay gầy gò vươn ra trước mặt. Chảo ấn ngưng tụ trong bàn tay chớp mắt chộp kiếm quang bạo liệt ập đến, kiếm quang xé rách không gian chém vào chảo ấn thì không cách nào tiến thêm nửa phần. Người đó quát to. Kiếm của tiểu tử không tệ. Chảo ấn xoay phá hủy kiếm quang biến thành năng lượng kinh người ập đến. Người đó vung trường bào, kình khí bay ra đánh văng kình khí trước mặt rồi hiện hình rõ ràng trước mắt mọi người. Hàng loạt hành động liền mạch không tốn hơi sức. Cộp cộp cộp. Dư âm kình khí làm Dương Quá lảo đảo thụt lùi mấy bước, ánh mắt ngạc nhiên. Lục Lâm Thiên nhìn chằm chằm người đó. Mạnh quá. Người thân hình gầy đét ra bọc xương nhưng khung xương rất to, khuôn mặt lão nhân gầy guộc không miếng thịt, mặc trường bào màu xám trắng, thoạt trông như xương khô. Khiến lòng Lục Lâm Thiên thầm run là khí thế trên người lão nhân. Áo xám không gió tự bay, không gian quanh lão nhân lặng lẽ khuếch tán dao động nhẹ mắt thường khó thấy, như thể không gian lấy lão nhân làm trung tâm xoay tròn. Tuy những dao động này rất mỏng manh nhưng vẫn bị tinh thần Lục Lâm Thiên phát ra, con người hắn co rút. Đã nhiều năm qua đây là lần đầu tiên Lục Lâm Thiên có cảm giác này, hắn cảm nhận áp lực vô cớ, như mình là miếng thịt nằm trên thớt. Từ xưng hô vừa rồi của hỏa sát thì Lục Lâm Thiên không khó biết đây là sư phụ của Đông Hải Tam Sát. Không ngờ Đông Hải Tam Sát có sư phụ đáng sợ đến thế, Phi Linh Môn cũng không biết tin tức này. Lục Lâm Thiên cảm nhận khí thế của người này, lòng nặng trĩu. Khí thế đó không phải Tật Phong tôn giả. Còn có trước kia Nguyên Nhược Lan dùng nguyên lực đế giả có thể so sánh. Khí thế này khiến Lục Lâm Thiên cảm giác lão nhân ngang ngửa với Huyền Hạo phụ thân của Tiểu Long trước kia gặp. Trong không trung, người này xuất hiện kéo theo áp lực từ trên trời giáng xuống bao trùm cả không gian. Một số đệ tử Thánh Linh Cốc thực lực không tốt mặt trắng bệch, dù là cường giả thì vô hình chung vô cùng rung động. Đám người Cực Lạc Tam Quỷ, Huyết Mị, Tuyết Sư, Giải Linh Tôn giả đang truy sát phi sinh gia tộc chợt cảm nhận khí thế đó xuất hiện, lòng run rẩy ngừng truy sát người trước mặt. Người vi sinh gia tộc bị đám Cực Lạc Tam Quỷ rượt đuổi vẫn lo cắm đầu chạy, lúc này bị áp lực vô hình đè ép, bọn họ ngơ ngẩn quên chạy trốn. Ánh mắt mọi người liên tục thay đổi. Trong đám đông, mắt Kim Huyền hấp háy lóe tia ngạc nhiên âm thầm nhìn chằm chằm không trung. Thấy lão nhân đến, trong mắt Đông Hải Tam Sát tuôn ra sợ hãi lẫn vui mừng. Chạy tới cạnh lão nhân áo xám. Sư phụ, lão nhân áo xám nạt. Thứ vô dụng, lùi xuống đi. Đông Hải Tam Sát cúi đầu không dám nói tiếng nào, ủ rũ lùi ra sau lưng lão nhân áo xám. Lão nhân áo xám ngước lên, hốc mắt hõm sâu âm trầm lóe tia lạnh lẽo kỳ dị như đến từ cửu u, kỳ lạ mà âm u. Lão nhân áo xám đứng trong hư không quét mắt qua mọi người, cuối cùng nhìn chằm chằm Dương Quá phía trước mặt, sau cùng rơi vào người Lục Lâm Thiên. Lão nhân áo xám nhìn Lục Lâm Thiên, cười giễu cợt. Khục khục, Lục Lâm Thiên, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi ngươi cứ vào, làm ta đỡ tốn công sức. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nghiêm túc hỏi. Không biết danh hiệu của các hạ là gì? Dương Quá nhảy người lùi ra sau một chút, ba huynh muội đứng bên nhau, đối mặt nhau, ánh mắt trầm trọng. Lão nhân áo xám thản nhiên nói. Muốn biết danh hiệu của ta sao? Nhiều năm không đi ra sợ là không còn ai nhớ, ngươi không cần hỏi thăm làm gì. Lần này trong Tử Vong Thâm Uyên không ngờ có nhiều báu vật như thế, nếu biết sớm thì ta cũng đi, nhưng hiện tại không khác gì. Ngươi đã rơi vào tay ta thì báu vật đương nhiên cũng thuộc về ta. Lão nhân áo xám không thèm để Lục Lâm Thiên vào mắt. Lục Lâm Thiên nhíu mày nói. Các hạ muốn báu vật nhưng không biết có tư cách đó không? Người này không dễ chọc. Trong Tử Vong Thâm Uyên người Hải Sa Môn không đi nhưng dường như lão nhân áo xám biết hết chuyện bên trong, Lục Lâm Thiên rất là khó hiểu. Lão nhân áo xám nhìn Lục Lâm Thiên, sát ý mịt mờ lóe qua. Tiểu tử, tuy ngươi có chút bản lĩnh xứng là thiên phú tuyệt đại, chỉ tiếc dù sao quá non.
Có lẽ vì thiên phú quá mạnh bị trời ghét, hôm nay rơi vào tay ta xem như trời muốn diệt ngươi. Lục Lâm Thiên nói. Không dám báo danh hiệu thì e rằng lão không có bản lĩnh đó. Tiểu tử, muốn biết danh hiệu của lão phu rồi tìm linh vũ đại đế gì đó của ngươi chứ gì? Khục khục, ánh mắt lão nhân áo xám âm trầm nói. Nếu Độc Cô Ngạo Nam tới thì lão phu còn e ngại đôi chút nhưng chỉ e ngại. Ha ha ha, dù hắn đến thì làm gì được ta? Lão nhân áo xám cười dài, trong tiếng cười chất chứa âm u như vọng lên từ cửu u địa ngục. Lục Lâm Thiên ngật nảy mình. Người này rốt cuộc là ai? Lão nhân áo xám biết thân phận thật của nghĩa phụ là Độc Cô Ngạo Nam. Theo Lục Lâm Thiên biết thì người biết thân phận thật của Nam Thúc không nhiều, sau khi nghĩa phụ trở thành phi linh môn liền phục hồi khuôn mặt trước kia. Lão nhân áo xám nhìn chằm chằm Trấn Thiên trong tay dương quá, ánh mắt lóe tia tham lam như nhận ra kiếm này không phải vật bình thường. Tiểu tử, hôm nay ngươi phải chết, nhưng hiện tại ta có hứng thú với thanh kiếm này hơn. Lão nhân áo xám âm trầm cười, nhìn chằm chằm Trấn Thiên trong tay dương quá. Đến đây đi. Lão nhân áo xám lắc người, chảo ấn xé gió ập xuống dương quá, không gian dọc đường lặng lẽ bị xóa bỏ từng tấc. Ánh mắt dương quá âm trầm, khí thế kinh người này, lực lượng vô hình bao phủ xung quanh khiến chân khí trong người gã đông lại. Ánh mắt Lục Lâm Thiên thay đổi, bây giờ hắn không có vẻ gì là quá lo âu. Khi chảo ấn lặng lẽ đến cùng với tốc độ nhanh như tia chớp đến trước mặt dương quá, một thanh âm ung dung vang lên trong không gian. Thiếu chủ nhà ta không phải thứ như ngươi có thể chạm vào. Thanh âm cuối cùng dứt, bóng người áo vàng xuyên thấu không gian làm nguyên không gian đông lại, chảo ấn xóa tan không gian đến trước người áo vàng thì không thể tiến thêm nửa phần. A, à, lão nhân áo xám vốn không quan tâm chợt biến sắc mặt. Là hắn. Mọi người kinh thán. Lúc này mới thấy xuất hiện trước mặt dương quá là một lão nhân trường bào màu vàng ít nói. Vốn không phát hiện chút hơi thở nào từ lão nhân nhưng giờ ánh sáng rực rỡ, trong không gian bốn phía vô hình chung năng lượng thiên địa bị ảnh hưởng lớn. Kim Huyền xuất hiện, khẽ quát. Phá! Cánh tay dài qua đầu gối vung nhẹ, trường bào màu vàng bay lên, bàn tay vươn ra khỏi ống tay áo biến trưởng thành chảo. Một luồng sáng vàng bắn ra. Cùng là chảo ấn nhanh như tia chớp oanh kích vào chảo ấn của lão nhân áo xám. Răng rắc, hai chảo ấn va chạm, không gian run rẩy, chảo ấn cùng biến mất, không gây nhiều động tĩnh. Lão nhân áo xám nhìn chằm chằm người áo vàng trước mắt. Ngươi là ai? Mới rồi lão nhân áo xám không phát hiện hơi thở của người này, hỏi sao lão không ngạc nhiên. Kim Huyền phất trường bào nhìn lão nhân áo xám. Ngươi có biết ta là ai cũng vô dụng. Nhưng người bớt vênh váo trước mặt ta đi. Ánh mắt lão nhân áo xám âm trầm. Khục khục, lão phu đã nhìn nhầm, vậy để lão phu nhìn xem người có thực lực gì phách lối trước mặt lão phu. Lão nhân áo xám phất tay trước mặt, không gian nổi lên cuồng phong rít gào. Không gian rung động đầy trời, đất rung núi chuyển, mấy ngọn núi bên dưới liên tục sụp đổ, tay lão nhân áo xám bắn ra cột sáng trắng to lớn hướng tới Kim Huyền. Mọi người kinh hán. Mạnh quá. Đây là thực lực cỡ nào? Lão nhân này giơ tay nhấc chân đất rung núi chuyển, thực lực thật khủng khiếp. Biểu tình của Lục Lâm Thiên càng trầm trọng, khí thế trên người lão nhân áo xám làm hắn có cảm giác đẳng cấp rất quen thuộc. Kim Huyền nhìn cột sáng ập đến, hờ hững liếc mắt qua. Hừ! Kim Huyền vung cánh tay phất ống tay áo, ánh sáng vàng đáng sợ quét qua chân trời va chạm vào cột sáng chắn. Bùm! Hai cột sáng đỡ upsilon.ng chạm như thiên thạch mạnh nhất đỡ upsilon.ng vào, ánh sáng bắn tung, nguyên không gian run rẩy. Trong khoảnh khắc không gian bị va chạm thủng cái lỗ to sâu, dư âm kình khí chấn nát sóng không gian xung quanh, đất rung núi chuyển, núi sập đất nứt. Cộp cộp cộp, cú va chạm làm lão nhân áo xám lảo đảo thụt lùi mấy bước, mắt nhìn Kim Huyền chằm chằm lộ vẻ kinh sợ. Dư âm kình khí khủng bố. Kim Huyền vung áo vào đánh tan dư âm kình khí ập tới trước mặt. Chiêu này chứng minh Kim Huyền chiếm ưu thế. Kim Huyền đứng ngạo nghễ trên trời, năng lượng thiên địa bàng bạc rít gào quanh thân lão, trường bào màu vàng bay phần phật. Bầu trời như chỉ còn một mình Kim Huyền đứng, không gian bị ảnh hưởng nổi lên dao động. Lão nhân áo xám nhìn Kim Huyền, ngạc nhiên thì thào. Yêu thú con ả đế, ngươi là yêu thú đẳng cấp chuẩn đế. Nghe vậy rất nhiều cường giả rung động. Yêu thú chuẩn đế, lão nhân kia là yêu thú chuẩn đế. Cực Lạc Tam Quỷ, Đông Hải Tam Sát, và Giải Linh Tôn Giả, Dạ Vị Ương,
thậm chí đám người Lục Tâm Đồng hơi ngạc nhiên. Chuẩn đế. Lòng mọi người rung động, hai chữ chuẩn đế đối với nhiều cường giả hiện có mặt rõ ràng đại biểu cho cái gì, đó là con đường phải đi từ yêu đế bát giai thông hướng cửu giai. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Kim Huyền Thúc thật sự là yêu thú chuẩn đế sao? Lục Lâm Thiên thở phào nhẹ nhõm. Kim Huyền Thúc là yêu thú chuẩn đế, trong lòng Lục Lâm Thiên luôn phân vân nhưng đã có chuẩn bị tâm lý nên lúc này không kinh ngạc bao nhiêu. Hắc Phú ở phía xa ánh mắt thay đổi lộ ý cười, dường như cũng đã biết trước mọi thứ. Kim Huyền nhìn lão nhân áo xám, không gian bị lão ảnh hưởng phong ân biến sắc. Ngươi chỉ mới bước chân vào đẳng cấp chuẩn đế, thiếu chủ nhà ta sao có thể cho người như ngươi đỡ upsilon.ng vào. Ngươi chưa đủ tư cách đó, cút đi. Lục Lâm Thiên hít sâu, nói. Chuẩn đế, lão nhân này thật sự là chuẩn đế. Lục Lâm Thiên cảm nhận hơi thở của người này tuyệt đối không dưới Huyền Hạo bao nhiêu, đám người Tật Phong tôn giả không thể so sánh. Bản thân Tật Phong tôn giả là cường giả một chân bước ra đẳng cấp tôn giai. Cho nên Lục Lâm Thiên hơi nghi ngờ, giờ nhìn mới biết người này thật sự là cường giả chuẩn đế. Đẳng cấp chuẩn đế tuy rằng không phải đế giai nhưng vượt qua tôn giai, khiến lòng Lục Lâm Thiên rung động. Khí thế to lớn đè ép, Lục Lâm Thiên mới rồi cảm giác tim đập nhanh muốn rớt ra ngoài, dù hắn dốc hết sức chống lại thì cảm giác mình tuyệt đối không đánh lại lão nhân áo xám. Lão nhân áo xám biến sắc mặt, mắt nhìn Kim Huyền chằm chằm, con ngươi âm trầm trong hốc mắt như lửa ma chơi lấp lóe. Lão nhân áo xám liếc khóe mắt qua đám người Lục Lâm Thiên, dương quá. Không ngờ Phi Linh Môn trừ Độc Cô Ngạo Nam ra còn có yêu thú chuẩn đế. Kim Huyền bá đạo nói. Cút đi, ta không giết ngươi được nhưng giết mấy đệ tử của ngươi thì không tốn chút sức nào. Khuôn mặt khô gầy của lão nhân áo xám co giật. Núi không chuyển nước chuyển, lần sau gặp mặt không biết ai sẽ chết. Khuôn mặt da bọc xương biểu tình cực kỳ khó xem, nhưng lão nhân áo xám biết rất khó đối phó yêu thú chuẩn đế này. Khi cùng đẳng cấp thì vũ giả và linh tôn rất khó đấu lại yêu thú, linh thú. Với ưu thế bản thể của yêu thú và linh thú là lạch trời mà vũ giả, linh giả bình thường khó thể vượt qua. Tử Yên quay đầu lại, sắc mặt khó xem nói với Đông Hải Tam Sát. Chúng ta đi. Ánh mắt lão nhân áo xám lưu luyến nhìn dao động năng lượng đậm đặc trên thánh linh phong, đây là thứ tốt, tiếc rằng hiện tại có yêu thú chuẩn đế nên lão không còn cơ hội. Nếu ở lại không chừng Nguyên Hải Sa Môn bị tiêu diệt hết. Lúc này bị đuổi đi vì lão nhân áo xám không còn cách nào khác, coi như hôm nay xui. Lão nhân áo xám vốn cho rằng vô tình chiếm hết lợi lộc, chiếm báu vật trên người Lục Lâm Thiên, báu vật sắp xuất thế trên Thánh Linh Phong, là một mũi tên trúng hai con chim. Ai ngờ trong Phi Linh Môn còn có yêu thú chuẩn đế đáng sợ, tính ra hỉ yêu thú chuẩn đế cường đại hơn vũ giả, linh giả chuẩn đế. Đông Hải Tam Sát cúi đầu im lặng. Sắc mặt ba người khó xem. Sư phụ chịu bực tức, bọn họ không dám nói linh tinh vào lúc này, đợi upsilon.ng vào cơn giận của sư phụ thì toi. Người Hải Sa Môn quay đi, Lục Lâm Thiên cũng không có cách nào. Lão nhân áo xám cùng là chuẩn đế, tuy rằng Kim Huyền Thúc tuyệt đối mạnh hơn người kia một chút, nhưng xem thái độ của Kim Huyền thì Lục Lâm Thiên đoán Kim Huyền Thúc cũng không thể hoàn toàn đánh chết chuẩn đế đó. Trong cùng đẳng cấp muốn giết chết không dễ gì. Huống chi tới đẳng cấp tu vi cỡ này muốn giết càng khó khăn hơn. Đối phương một lòng muốn trốn, tu vi giả cùng đẳng cấp cũng bất lực. Lục Lâm Thiên càng biết Kim Huyền Thúc có điều e ngại khác. Ầm 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 ầm. Đám người Hải Sa Môn mới xa ôi đi thì trên Thánh Linh Phong lại vang tiếng nổ. Trên bầu trời tuôn ra mây đen ngày càng dày đặc hơn. Uy nhiếp linh hồn mạnh quá. Uy nhiếp linh hồn càng lúc càng mạnh. Uy nhiếp kinh người khiến nhiều cặp mắt nhìn lại. Uy nhiếp linh hồn vô hình khuếch tán khiến linh hồn người rung động, uy nhiếp linh hồn cường đại đến tột đỉnh. Ánh mắt mọi người không kiềm được nhìn chằm chằm trên trời. Chân trời kéo mây đen dày đặc bao la, vô hình trung hiện ra lôi vân to lớn, lôi vân cuồn cuộn tách khung trời ra. Lôi vân sặc sỡ nhiều màu bàn cứ trên bầu trời. Lôi vân này khá với Tử Kim Huyền Lôi, uy nhiếp xa ám xét cường đại khuếch tán trong khoảnh khắc khiến mọi người xung quanh rợn tóc gáy, trong lòng nổi lên lạnh lẽo. Lôi vân, tại sao xuất hiện lôi vân? Chuyện gì xảy ra? Rất nhiều cặp mắt kinh sợ, giật mình vì lôi vân đột nhiên đến. Người giải linh tôn giả run lẩy bẩy nhìn đăm đăm lên trời. Đây là thiên kiếp, báu vật này xuất thế dẫn đến thiên kiếp. Hắc Phú nhìn lên cao, ánh mắt rung động. Thiên kiếp,
không ngờ báu vật này xuất hiện dẫn thiên kiếp đến. Lục Lâm Thiên nghi hoặc hỏi. Hắc Phủ thúc, cái gì là thiên kiếp? Hắc Phủ nói. Trong thiên địa thiên đạo tuần hoàn, trên đời này nếu xuất hiện vật nghịch thiên sẽ chiêu đến thiên kiếp phá hủy. Trốn qua thì tồn tại trên đời, không thoát được sẽ tan thành mây khói. Hắc Phủ nhìn chằm chằm Lôi Vân Bàn cứ trên Thánh Linh Phong, càng rung động hơn. Lòng Lục Lâm Thiên thít chặt. Nói vậy là thứ sắp ra khỏi Thánh Linh Phong là báu vật nghịch thiên. Là báu vật gì xuất thế mà thu hút thiên kiếp tới? Lão nhân áo xám đang định rời đi khi nhìn lên trời thì ánh mắt âm trầm hấp háy. Chiêu thiên kiếp, là báu vật nghịch thiên đây. Báu vật nghịch thiên xuất thế, sao lão nhân áo xám nỡ bỏ đi được? Mau nhìn kìa, đó là gì? Mọi người nhìn chằm chằm, trên Thánh Linh Phong, trong cột sáng màu trắng ngập trời xuất hiện một con cự long màu trắng to lớn. Cự long giống to. Growl. Vảy năng lượng màu trắng bao trùm toàn thân cự long màu trắng, cơ thể to lớn ngạo nghễ lơ lửng trên cao nhìn Lôi Vân trên bầu trời, ánh mắt trầm trọng nhưng không rút lui. Vèo. Nhiều cặp mắt nhìn cự long màu trắng. Trên Thánh Linh Phong, Lôi Vân lăn lộn càng lúc càng kịch liệt. Lôi uy to lớn khuếch tán. Cự long màu trắng gầm giống. Growl. Cự long màu trắng ngẩng đầu đứng thẳng như đang biểu thị không cam lòng, chống đối Lôi Vân. Năng lượng to lớn lan tràn toàn thân cự long màu trắng, mép thân hình khổng lồ phát huy khe nứt đen ngòm. Khí thế trên người cự long màu trắng làm đám người đứng phía xa linh hồn run rẩy, ánh mắt Kim Huyền cũng thay đổi hẳn. Cự long màu trắng và Lôi Vân giằng co. Cự long gầm giống, Lôi Vân cuồn cuộn. Không gian to lớn hưng lạ lùng rơi vào tĩnh lặng. Mọi người nín thở trầm tĩnh, nhìn chằm chằm cự long màu trắng và Lôi Vân. Lần đầu tiên mọi người trông thấy cảnh tượng kinh người này, quá rung động. Khí thế bàng bạc đè ép mọi người ngộp thở. Mọi người xoe tròn mắt, yết hầu lăn lộn nuốt nước bọt khan. Ực ực. Không khí căng thẳng bao trùm không gian, lúc này dù là Lục Lâm Thiên, Dương Quá, Lục Tâm Đồng, Cực Lạc Tam Quỷ lòng bàn tay bất giác siết chặt. Năng lượng to lớn đè ép trái tim bọn họ đập nhanh hơn. Lục Lâm Thiên nhìn cự long màu trắng. Vật nghịch thiên, chẳng lẽ đây chính là vật nghịch thiên kia? Khí thế trên người cự long màu trắng khiến toàn thân Lục Lâm Thiên khẽ run, tiểu đao màu vàng trong đầu bị ảnh hưởng sớm phát ra ánh sáng vàng chống đỡ uy nhiếp linh hồn vô hình. Không gian phía xa, lão nhân áo xám mới định rời đi lúc này mắt nhìn chằm chằm Lôi Vân và cự long màu trắng lăn lộn trên bầu trời, khuôn mặt co gầy co giật. Nỗi lòng lão nhân áo xám rung động. Báu vật, là báu vật nghịch thiên. Trên người cự long màu trắng có uy nhiếp linh hồn to lớn làm lòng Đông Hải trùng xuống, linh hồn ngỡ ngàng. Đây là vật gì mà tư gì biến rồng? Là báu vật nghịch thiên đây. Nhiều cặp mắt kinh thán, khí thế trên người cự long màu trắng khổng lồ khiến mọi người rung động. Trong khi mọi người nỗi lòng rung động thì trên Thánh Linh Phong, Lôi uy cực kỳ đáng sợ bàn cứ trong Lôi Vân cuồn cuộn đột nhiên bay ra ớ, tràn ngập chân trời này. Xoẹt 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 đùng đùng. Một giây ngắn ngủi, trong tiếng xèo xèo, Lôi Vân cuồn cuộn trên bầu trời có một tia chớp trắng như thiên thạch xuyên qua không gian đã đâm thủng tầng mây. Xoẹt. Cùng lúc đó, Lôi Vân cuộn trào co rút mạnh, tia chớp này như con mãng xà to chui nhanh ra khỏi Lôi Vân, xé rách không gian kèm theo tiếng xoẹt đáng sợ mạnh mẽ oanh kích cự long màu trắng. Cự long màu trắng ngẩng đầu gầm giống, mắt chứa ý sợ hãi. Growl. Cự long màu trắng không lùi ngược lại tiến lên, trên cơ thể to lớn khuếch tán năng lượng khủng bố va chạm vào sấm sét to lớn. Trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người thấy cự long màu trắng đỡ upsilon.ng vào sấm sét cường đại. Ầm 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 ầm. Cú va chạm làm cơ thể cự long màu trắng lan tràn tia điện chói mắt, thân hình bị chấn thụt lùi nhiều. Vù 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 vù. Sau tia điện dường như khí thế của cự long màu trắng mạnh thêm một chút. Lục Lâm Thiên nghi hoặc lẩm bẩm. Hình như hơi thở mạnh hơn một chút. Giọng Kim Huyền truyền vào tai Lục Lâm Thiên. Đây là báu vật nghịch thiên xuất thế, hễ là báu vật nghịch thiên đều gặp thiên kiếp ngăn trở. Nếu chịu được thiên kiếp ngăn cản mới tồn tại trên đời này, còn không chịu nổi thì sẽ tan biến thành mây khói. Cự long màu trắng đang chịu đựng thiên kiếp chính là lôi kiếp, đồn rằng lôi kiếp này gồm 9 cái. Thiên đạo công bằng, sẽ để lại một chút cơ hội, mỗi khi chịu đựng được một cái thì thực lực sẽ tăng mạnh hơn. Chỉ có chịu được hết lôi kiếp thì thứ kia mới ở lại trên đời này. Không biết từ khi nào Kim Huyền, Dương Quá đã đến bên cạnh Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên hỏi. Kim Huyền thúc,
thiên kiếp còn có nhiều chủng loại sao? Kim Huyền nhìn Lục Lâm Thiên. Lôi kiếp chỉ là một loại trong số đó, sau này ngươi sẽ biết. Cự long màu trắng này chắc do linh trí của báu vật nghịch thiên biến thành. Nó phải chịu đựng được lôi kiếp mới có thể tồn tại trên đời này, nếu không chịu nổi thì sẽ thành mây khói. Bình thường vật báu vật có thể đối kháng lôi kiếp không nói đến một trong một vạn cơ hội nhưng ít ra cũng cỡ một vạn trong 1000%. Lục Lâm Thiên nói. Khó khăn vậy sao, dường như cự long màu trắng này dễ dàng đối kháng lại lôi kiếp. Cự long màu trắng đỡ được sấm sét, khí thế mạnh lên một chút. Kim Huyền mỉm cười nói. Có 9 lôi kiếp, hiện tại chỉ vừa bắt đầu, càng về sau càng mạnh, không dễ đối kháng. Xoẹt xoẹt đùng đùng xoẹt. Kim Huyền dứt lời, lôi vân trên bầu trời lần nữa điên cuồng sôi trào, gió nổi mây phun. Mây đen dày đặc bao phủ không gian xen lẫn tia chớp đi đùng. Không gian tối tăm như thể thiên địa này lẳng lặng chìm trong bóng tối. Trong không gian có dao động năng lượng vô hình, nguyên sơn mạch động đất. Trong sơn mạch có mặt nứa sông hồ dậy sóng lớn. Đùng xoẹt. Trong lôi vân trên bầu trời lại có một tia chớp giáng xuống thật mạnh vào người cự long màu trắng. Cột điện này mạnh hơn. Đẩy lùi thân hình hơi hư ảo của cự long màu trắng. Nhưng cự long màu trắng một lần nữa đối kháng qua, khí thế tăng mạnh lên chút ít. Cột điện sấm sét như tẩy lễ, đối kháng qua sẽ mạnh lên. Xoẹt xoẹt đùng xoẹt. Trong khoảnh khắc này lại một cột điện giáng xuống đập cự long màu trắng gầm rú. Cột điện càng lúc càng mạnh, ngay sau đó liên tục mấy cột điện giáng xuống đẩy cự long màu trắng lùi xuống dưới. Xoẹt xoẹt đùng xoẹt. Khi tia chớp thứ 7 giáng xuống thì cự long màu trắng đập mạnh xuống Thánh Linh Phong, cơ thể to lớn va chạm. Mặc dù thân hình cự long màu trắng hư ảo nhưng vẫn đỡ Upsilon.NG Thánh Linh Phong núi sụp đất nứt, đỉnh núi to lớn bị san bằng. Cự long màu trắng bị đập rớt xuống đỉnh núi, toàn thân uể oải. Rao! Sấm sét càng lúc càng mạnh khiến cự long màu trắng khó khăn chống đỡ. Xoẹt xoẹt đùng xoẹt. Cự long màu trắng còn chưa lấy lại tinh thần thì tia chớp thứ 8 giáng xuống nó. Dưới sấm sét không gian vỡ nát, nếu cự long màu trắng bị đập trúng e rằng giữ nhiều lành ít. Chợt vang tiếng hét to. Ta trợ giúp ngươi một tay. Khi tia chớp giáng xuống một người áo xanh xuất hiện trên Thánh Linh Phong, tay ném ra luồng sáng màu tím biến thành cái đỉnh to lơ lửng trong không trung. Đại đỉnh màu tím xuất hiện tuôn ra lôi vân tím, cột sấm sét to lớn bị đại đỉnh cưỡng ép đón đỡ. Ầm 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 ầm. Cột điện giáng xuống đánh địa đỉnh từ giữa không trung rớt xuống, lực lượng mạnh mẽ trùng kích. Miệng Lục Lâm Thiên phun ra ngụm máu, cơ thể thẳng tắp từ hư không rớt xuống đất vừa lúc té xuống cạnh cự long màu trắng. Rầm. Lực lượng mạnh mẽ trùng kích, cơ thể Lục Lâm Thiên đỡ Upsilon.NG ngọn núi lung lay, lòng núi nứt ra, đá vụn tung tóe. Là Linh Vũ Chiến Tôn Lục Lâm Thiên. Là trưởng môn. Mọi người con ngươi co rút. Hút ngụm khí lạnh, không ai ngờ lúc này Lục Lâm Thiên sẽ trợ giúp cự long màu trắng đỡ một tia chớp, khiến mọi người ngẩn ngơ, không bao giờ ngờ. Lục Lâm Thiên rớt xuống núi tình cờ vị trí bên cạnh cự long màu trắng. Thân hình Lục Lâm Thiên so sánh với cự long màu trắng như con voi và con kiến. Lục Lâm Thiên phun ngụm máu. Phụt! Lục Lâm Thiên cứ nghĩ có thể đối kháng lại cột điện, hắn có Tử Lôi Huyền Đỉnh và Bất Diệt Huyền Thể, chuyện này không khó khăn gì mới đúng. Nhưng sự thật là khi Lục Lâm Thiên đỡ được lại phát hiện mình sai lầm, công kích khủng bố hết sức kỳ dị, không đơn thuần là công kích vật chất hay công kích linh hồn, Tử Lôi Huyền Đỉnh vô dụng. Bất Diệt Huyền Thể trên người Lục Lâm Thiên mang đến hiệu quả không quá tốt, lực lượng mạnh mẽ xuyên qua Tử Lôi Huyền Đỉnh trùng kích vào, tác dụng trong cơ thể. Lực công kích vô cùng quái dị, không thể đối kháng lại. Không phải Lục Lâm Thiên cố ý muốn hỗ trợ. Không phải có lòng đồn tình tràn đầy mà vì Kim Huyền nói nếu cự long màu trắng không đối kháng lại lôi kiếp được sẽ tan biến. Lục Lâm Thiên không muốn báu vật nghịch thiên thế này bị hủy nên mới ra tay giúp đỡ, nhưng uy lực lôi kiếp mạnh mẽ vượt dự đoán của hắn. Xoẹt đùng đùng. Chớp mắt ngắn ngủi trên bầu trời lại cuồn cuộn lôi vân, không gian rung động như đang uốn nhưỡng một tia chớp cường đại nhất. Lục Lâm Thiên rớt xuống núi, đôi mắt to của cự long màu trắng nghi hoặc nhìn Lục Lâm Thiên đầy khó hiểu. Sau đó lộ tia cảm kích chúc chắc như biết hắn đang giúp nó. Rao! Lục Lâm Thiên nhìn cự long màu trắng. Có vẻ linh trí của nó còn trống rỗng, như trẻ sơ sinh, chưa biết biểu lộ cảm xúc của mình. Lục Lâm Thiên miễn cưỡng nhìn ra được cự long màu trắng không có ác ý với hắn, hình như đang tỏ vẻ cảm kích.
Lục Lâm Thiên bò dậy, dùng ống tay áo lau vết máu bên môi. Ngươi đừng cảm kích ta, ta cũng muốn giúp ngươi nhưng lôi kiếp này quá mạnh, tiếp theo ta biết phận trốn tránh là hơn. Lực công kích của tia chớp thật kỳ lạ, tại sao hắn bị thương được? Lục Lâm Thiên nhớ lại nhưng não trống rỗng. Xoẹt đùng. Lúc này lôi vân trên bầu trời ngưng tụ sấm sét trong chớp mắt. Tia chớp to cỡ trẻ sơ sinh, sấm sét to lớn phá không giáng xuống cự long màu trắng lần nữa. Ầm 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 ầm. Sấm sét giáng xuống, thiên địa sao động, dọc đường đi không gian vỡ ra từng tấc. Uy năng của sấm sét này cường đại nhất. Đôi mắt to nhìn Lục Lâm Thiên, Đông Hải gầm lên. Growl. Cự long màu trắng ngẩng đầu lao thẳng vào sấm sét. Ầm 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 ầm. Sấm sét to lớn mang theo lôi uy hủy diệt giáng mạnh vào người cự long màu trắng, trong khoảnh khắc tia đi nẻ quanh quẩn trên người nó. Cơ thể to lớn bị đẩy mạnh ra đỡ upsilon.ng vỡ mảng lớn không gian, cự long màu trắng liên tục bị đẩy lùi nhưng rốt cuộc chịu đựng được tia chớp khủng bố này. Xoẹt. Tia chớp giáng xuống xong lôi vân bàn cứ trên bầu trời hoàn toàn tan biến, tất cả bình tĩnh lại. Cự long màu trắng to lớn giống to. Growl. Cự long màu trắng liên tục bị sấm sét đẩy lùi, hoàn toàn đối kháng lại, giống một tiếng điếc tai, uy năng tăng vọt toàn thân, ánh sáng rực rỡ. Cự long màu trắng gầm giống. Growl. Cự long màu trắng ngẩng đầu, một luồng sáng trắng bắn lên cao thẳng hướng khung trời. Ánh sáng trắng vẹt mây đen dày ra, toàn thân cự long màu trắng tỏa sáng chói lòa, uy năng linh hồn bàng bạc dâng trào khuếch tán. Chỉ chốc lát không gian run rẩy. Uy nhiếp linh hồn minh mông bàng bạc khuếch tán, tựa như thiên địa sao động. Mọi người ngước lên nhìn, khí thế kinh khủng lan tràn. Tất cả những người có mặt cảm giác tim đập nhanh muốn rớt khỏi LNG ngực hoặc ngừng đập, linh hồn bị ức chế tuyệt đối. Trên bầu trời, cự long màu trắng gầm giống, uy năng linh hồn bàng bạc đã khuếch tán không gian thánh linh cốc sau đó lan tràn toàn bộ Đông Hải. Trong không gian vang tiếng hét thảm. A! À, một số đệ tử thực lực hơi thấp liên tục la hét. Nhìn cự long màu trắng to lớn, linh hồn đau nhói sắp nổ tung. Giải linh tôn giả hét to. Các đệ tử chú ý, đóng thần thức lại. Đừng nhìn chằm chằm vào cự long màu trắng là được. Các đệ tử thánh linh cốc không dám nhìn thẳng cự long màu trắng nữa, tuy đỡ hơn một chút nhưng toàn thân vẫn không ngừng run rẩy, uy nhiếp linh hồn này quá mạnh. Ầm 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 ầm. Nguyên thánh linh phong trong phút chốc như có cái gì sắp xuất thế. Trong ngọn núi khổng lồ run rẩy phát ra tiếng gầm rú, tiếng động inh ỏi cuồn cuộn trong ngọn núi. Nguyên ngọn núi nứt ra cái khe to lớn. Uy nhiếp mạnh quá. Linh hồn bị uy nhiếp vô tận, càng đối kháng thì uy nhiếp càng mạnh hơn. Mọi người nhìn chằm chằm thánh linh phong tan vỡ, hơi thở linh hồn này đè ép lòng thiết chặt. Từng đợt ánh sáng trắng bắn ra từ khe hở ngọn núi, khí thế bàng bạc khiếp người lan tràn. Cuồng phong rít hòa, ánh sáng trắng rực rỡ. Trong ánh sáng kèm theo uy nhiếp linh hồn mạnh mẽ. Ánh sáng trắng xuyên thấu khung trời, tràn ngập không gian. Lúc này nguyên không gian rực rỡ ánh sáng chắn chói lòa che dập trời bao phủ tất cả, tựa từng vòng sáng trắng nối liền thiên địa. Cự long màu trắng tiếp tục gầm giống. Growl. Cự long màu trắng đột nhiên quay đầu, một lần nữa ngoái lại nhìn chằm chằm Lục Lâm Thiên suy yếu, cơ thể to lớn biến thành cột sáng trắng chui vào trong vòng sáng trắng to lớn.